Đại hào môn. Chương 1066 tà mị khí. Cổ nhân nói, tiền tài không để ra ngoài. Tiêu Trần Nhân tuy nhiên nghe nói qua những lời này, nhưng lại không rõ bạch đạo lý này. Đỉnh Đạc đem ly thường luồng tài liệu cùng huyền tinh giáp giao cho Đằng Long Biệt, nhưng không biết được theo dõi, chính thương lượng đánh chủ ý của hắn. Nên bắt được gì đó thu thập đắc không sai biệt lắm, Tiêu Phàm tính hạ tâm lai, trong động phủ tìm hiểu thủy hệ công pháp. Từ phía trên nhai biển đáy biển một đường đi tới, Tiêu Phàm dùng cường đại bổn mạng chân nguyên cương ép hiếp luyện hóa ly bọt nước, trụ cột cũng không ổn cố. Hôm nay giàn xếp xuống, tự nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một phen. Loại này trời sinh thủy thuộc tính trí bảo, thân mình liền mang theo cường đại thủy thuộc tính thần thông, một khi lĩnh ngộ về sau, chiến lược mạnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tìm hiểu ngoài, Tiêu Phàm liền khai lò luyện đan, chuẩn bị đại lượng bổ sung chân nguyên pháp lực đan dược audio điện tử võ tấn bền. Hôm nay bị hạo thiên tông như vậy chính đạo đứng đầu, lãnh tụ tông môn treo giải thưởng truy nã, một lấy vô ý sẽ gặp lọt vào vô cùng vô tận đuổi giết, như vậy chuẩn bị thập phần tất yếu. Thiên hay tiên tử hòa hắc lân đều tự tu luyện, lại để cho tiêu phàm giật mình chính là, cái kia một đoàn lưng sắt con bọ ngựa lại lâm vào trong lúc ngủ say. Theo hắn trên người chúng truyền ra khí tức đến xem, tựa hồ vừa muốn bắt đầu tiến hóa liễu tương đương xem ra tại thần long uyên đầm lầy cái kia một trầu đại khoái cắn ăn thật sự nổi lên rất lớn tác dụng nhất là cái kia hai đầu tam giai đại thành hắc phương nhện tinh hoa có thật tốt bổ dưỡng hiệu quả đương nhiên trong thời gian ngắn lần nữa tiến giai đó là si tâm vọng tưởng nhưng ở vốn có trên cơ sở trở nên cường đại hơn một ít lại vô cùng có khả năng cái này tình hình làm cho tiêu phàm vừa vui vừa lo linh trùng tiến giai hắn tự nhiên vui mừng nhưng ở cái này quan trọng hơn trước mắt mấy chục đầu lưng sắt con bọ ngựa đồng loạt nằm ngáy o o lại mất đi một đám giúp đỡ có đôi khi lưng sắt con bọ ngựa thật đúng là tiêu phàm đòn sát thủ cái kia mộ dung huynh đệ lão đại chính là chết ở lưng sắt con bọ ngựa lưỡi dao sắc bén phía dưới bị tháo thành tám khối chém thành một đống thịt nhão thời gian chút bất chi bất giác đi qua nhiều cái nguyệt chính trong động phủ khoanh chân ngồi xuống tiêu phàm mãnh liệt mở hai mắt ra vươn người đứng dậy dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng bên cạnh mật thất bay đi. Bên cạnh là thiên hai tiên tử ngồi xuống mật thất. Tiêu phàm cảm ứng được một tia khác thường nguy hiểm khí tức, đi vào thiên hai tiên tử mật thất trước kia, thủ đoạn một phen, huyền vũ thuẫn lá chắn di động hiện ra, khoảng cách hóa thành ba thước lớn nhỏ, bảo vệ trước ngược chỗ hiểm. Tay phải vừa nhấc, đang muốn đẩy cửa vào, suy, mà một tiếng vang nhỏ, một đạo vô hình kinh khí mãnh liệt bắn thủng cửa đá, kích xạ mà đến tiêu phàm hạo nhiên chính khí lưu chuyển, huyền vũ thuẫn lá chắn tuyết trắng quang hoa đại phóng, đem cái này đạo vô hình kình khí chắn trước người. Ngay sau đó, tiêu phàm dưới chân vừa động, nhanh chóng hơi nghiêng tránh đi. Thân thể chăm chú tựa vào trên thạch bích. Chỉ nghe, oanh, mà nổ mạnh. Cả tòa cửa đá lập tức bị oanh đắc thất linh bát lạc, một đạo bóng người màu đen theo trong bụi mù kích xạ ra, đúng vậy thiên hay tiên tử, bất quá giờ phút này thiên hay tiên tử. Cực khác tầm thường, trong hai mắt, sạch bong bắn ra bốn phía vậy mà lộ ra một tia khó có thể ức chế điên cuồng ý cùng nàng ngày bình thường cái loại này lãnh đạm thần sắc hoàn toàn bất đồng tiêu phàm thủ đoạn vừa nhất năm ngón tay thay đổi liên tục mấy đạo kinh khí kích xạ thiên hay tiên tử phía bên phải đại huyệt hừ lạnh một tiếng thiên hay tiên tử phải giơ tay lên đem cái này tính ra đạo vô hình kinh khí đều đều hóa đi bày tay trái cùng một chỗ suy suy trong tiếng trong động phủ nhiệt độ gấp gáp giảm xuống kinh phong đập vào mặt, một cổ băng hàn rét thấu xương trưởng lực bỗng nhiên hướng tiêu phàm đánh tới. Chưa tới gần, tiêu phàm cũng đã cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn, liền hô hấp cũng không thông thuận liếu tương đương. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, vô số linh đan rượu dược nuốt xuống dưới, thiên hay tiên tử thương thế đã muốn rất có khởi sắc, cái này vừa ra tay, tự nhiên cường hãn tuyệt luân. Và tay, tiêu phàm mãnh liệt thẳng tác thân thể, quát khẽ một tiếng, tựa như lưỡi đầy sấm mùa xuân, chấn đắc cả động phủ đều ông ông tác hưởng. Thiên hay tiên tử toàn thân chấn động, trong mắt lập lòe tinh quang lập tức mất đi, thoáng cái trở nên tan giả vô thần, tựa hồ lập tức bị rút đi linh hồn giống nhau, thần thông chỉ thi triển đến một nửa, liền cương tại đó. Thừa này cơ hội tốt, tiêu phàm năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo vô hình kinh khí bắn ra, lập tức phong bế thiên hay tiên tử toàn thân 18 nơi yếu huyệt, tung tính toán thiên hay tiên tử tại toàn thịnh thời kỳ, lông tóc không tổn hao gì, cái này 18 nơi yếu huyệt một phong, cũng liền nửa phần chân khí pháp lực cũng khó khăn dùng thay đổi rồi, thân thể mềm nhũn, muốn ngã sắp xuống. Tiêu Phàm lóe lên đã đến phụ cận, thân thủ nắm ở eo nhỏ của nàng, không tốn sức chút nào mà đem nàng mềm mại thân thể kéo đi bắt đầu đứng dậy, vào chính mình ngồi xuống mật thất. "Và rồi, thả ta ra." Sau một lát, Thiên Hay Tiên tử quát, thanh âm lạnh như băng đích, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác, không muốn cùng Tiêu Phàm đối mặt. Tiêu Phàm ngón tay vừa nhấc, rời đi Thiên Hay tiên tử mạch cổ tay từ phía trên hay tiên tử mạch đập bên trong, hắn tự nhiên có thể điều tra đi ra. Giờ này khác này, vị này Thiên Hay cung chủ nội tâm xa không bằng nàng bề ngoài như vậy bình tĩnh. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có vội vã cho nàng cởi bỏ bị đóng cửa huyệt đạo, hai hàng lông mày cao lại, thấp giọng nói ra, cái kia tà mị khí đã muốn xâm nhập kinh mạch cốt tủy, đang tại ăn mòn toàn thân của ngươi. Và biết rõ, ta bây giờ còn có thể khống chế được nổi thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra. Tiêu phàm lông mày lại nhân càng ngày càng gấp. Hắn thật sự cảm thấy khó giải quyết liễu tương đương. Lần đầu tiên cho thiên hay tiên tử bắt mạch thời điểm, hắn cũng đã phát giác được hắn trong cơ thể có một cổ có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hồn tà mị khí. Chẳng qua là khi lúc tình huống nguy cấp, không có thời gian đến chậm rãi xử trí. Vừa đến thiên nhai thành, thiên hay tiên tử liền là khắc bế quan ngồi xuống, điều dưỡng thương thế, tăng thêm tiêu phàm nhất thời cũng cầm không xuất ra biện pháp tốt để đối phó cái này tà mị khí, liền tạm thời gác lại xuống. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tiêu phàm trinh đắc thiên hay tiên tử đồng ý, tại nàng thần trong thức hải để lại một đạo cực kỳ cường đại thần niệm chi lực. Quan trọng hơn trước mắt, đạo này thần niệm chi lực đem tại trong thời gian ngắn triệt để khống chế ra thiên hay tiên tử hành động. Cái này vốn chỉ là một cái dự lưu thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn thật là dùng tới liễu tương đương. Vừa rồi một khắc này, thiên hai tiên tử rõ ràng là đã bị cái kia tà mị khí chui vào thần trong thức hải, đã khống chế nàng thần trí, cứ thế bỗng nhiên điên cuồng. Nếu như không có cái kia dự lưu trên nước, tiêu chân nhân thật có thể phiền toái đại liễu tương đương. Tiêu phàm nhưng không biết là tại đây dạng chật trội trong hoàn cảnh, chính mình thật có thể ngăn trở một vị hậu kỳ đại cao thủ tập kích. Và tạm thời không thể buông ra, tiêu phàm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói ra, ngươi. Là mình cảm thấy còn có thể khống chế được nổi, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Và đạo ngươi ý định một mực như vậy khống chế ta sao? Thiên hay tiên tử lạnh lùng hỏi, người cảm thấy, dùng phương pháp như vậy, tự có thể khống chế ở cái kia tà mị khí. Tiêu phàm rất kiên trì, nói ra ta biết rõ đây là tạm thích ứng chi kế, nhưng ở không nghĩ ra đối phó cái kia tà mị khí phương pháp xử lý trước khi đến. Ta cho rằng tốt nhất có lẽ hay là không nên mạo hiểm. Thiên hay tiên tử trầm mặc xuống dưới, hơi khoảnh mới thấp giọng nói ra, người cho rằng, tại thiên nhai thành cũng rất an toàn sao. Đi qua hai mươi mấy năm, ta chưa bao giờ tại cùng một chỗ đợi qua một năm trở lên. Đi qua hai mươi mấy năm, thiên hay tiên tử một mực đều ở tránh né huệ thiên hào bọn người đuổi giết, như vậy kinh nghiệm, tự nhiên xa xa so tiêu phàm phong phú. Lúc này đến phiên tiêu phàm trầm mặc, đây đúng là cái lưỡng nan vấn đề. Cùng lúc, bọn hắn đang tại trốn chết bên trong, cần bảo trì độ cao cơ động năng lực cùng cường hãn sức chiến đấu, cái khác phương diện, thiên hay tiên tử tình hình này. Lại tốt nhất là không cần phải cùng người giao thủ, thậm chí tốt nhất không cần phải vọng động chân khí, mỗi một lần giao chiến, mỗi một lần vận dụng chân khí pháp lực, đều lệnh tà mị khí càng thâm nhập tầng một, cuối cùng nhất dây dưa tận xương, rốt cuộc không có thuốc nào chữa được. Và có một biện pháp, thật lâu, thiên hay tiên tử chậm rãi nói ra tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, ánh mắt trở nên sáng lên. Và chúng ta thiên hay cung bí trong điện, dấu có một đạo thượng cổ lưu truyền tới nay Ngọc Phù. Đạo này Ngọc Phù, là chúng ta thiên hay cung sáng lập ra môn phái tổ sư tự mình lưu lại đích, danh tự đã kêu thiên hay Phù. Cái này, thiên hay Phù, lớn nhất kỳ lạ chỗ, ngay tại ở hắn có thể chứa đựng thần hồn chi lực. Và dùng tồn chữ thần hồn chi lực. Ngay tiêu phàm đều có chút giật mình liễu tương đương. Và đích, thiên hay phù cũng không biết là do cái gì chất liệu luyện thành đích. Trong truyền thuyết, là sáng lập ra môn phái tổ sư dùng một gã cao tăng đại đức Phật cốt xá lợi phụ dùng vân sơn tiên ngọc luyện chế mà thành. Chẳng những có thể dùng tồn chữ thần hồn chi lực, còn có thể tồn chữ thiên địa linh dược chi lực. Trải qua vạn năm mà không tán, mỗi một thời đại thiên hay cung chủ đều đem thần hồn của mình chi lực phân ra bộ phận. Tồn tại nhập thiên hay phù ở bên trong, lại đem chính mình tự tay luyện chế linh đan dược lực cũng tồn tại nhập thiên hay phù ở phía trong. Qua nhiều năm như vậy, thiên hay phù ở phía trong không biết chứa đựng bao nhiêu thần hồn chi lực cùng thiên địa linh dược tinh hoa. Thiên hay tiên tử bất tử bất tật nói. Tiêu phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, nói như vậy, phải tìm được đạo này thiên hay phù, có thể bị xua tan trong cơ thể người tà mị khí. Và nên là như thế này a à, cái này tà mị khí đã cũng là thần hồn chi lực một loại, ta thiên hay cung lịch đại tổ sư thần hồn chi lực hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đem triệt để chấn đè xuống. Và tính toán không có quý phái lịch đại tổ sư thần hồn chi lực, chỉ cần thiên hay phù có công hiệu thần kỳ như vậy, ta cũng vậy có biện pháp, đem tà mị khí dẫn xuất đến, phong nhập ngọc phù bên trong. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bất quá lập tức lại trở nên trầm trọng bắt đầu đứng dậy. Thiên hay cung cả nhà bị diệt, đã muốn 20-30 năm, cái này bí điện vẫn còn sao. Tựa hồ biết rõ hắn tại lo lắng cái gì, thiên hay tiên tử nhàn nhạt, nhạt nói ra, người không cần lo lắng, tuy nhiên rất nhiều người cũng biết thiên hay cung có như vậy một cái bí điện tồn tại, nhưng ngoại trừ trong nội cung là tối trọng yếu nhất mấy vị người chủ trì bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào cũng không biết bí điện vị trí cụ thể. Cho dù tìm được rồi bí điện chỗ, không có ta tự mình đi mở ra, những người khác là vô luận như thế nào đều mở không ra đích. Mặc kệ công lực của hắn rất cao, cho dù là Ngộ Linh Kỳ Tiền Bối cao nhân, cũng không có nửa điểm biện pháp. Trong giọng nói, hơi một tia ngạo nghễ. Và bí điện mới là chúng ta Thiên Hay Cung chính thức bảo khố, tổ sư sáng lập ra môn phái đến nay, Thiên Hay Cung nhất quý hiếm bảo vật cùng tất cả tài phú đều cất chứa tại bí điện trong. Huệ Thiên Hào bọn người muốn hết mọi biện pháp cũng phải bắt đến ta, ngoại trừ Thiên Hương Ngọc lộ địa đồ bên ngoài, là tối trọng yếu nhất chính là, nếu như ta chết đi, bọn hắn tự vĩnh viễn đều không chiếm được bí trong điện bảo tàng liễu tương đương. Tiêu phàm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi, vậy ngươi vì cái gì không tùy thân mang theo thiên hay phù? Và vì thiên hay phù phải cung phụng tại bí điện linh trong mắt, nếu không nghe lời, trong đó chất chứa thần hồn chi lực cùng linh dược tinh hoa, sẽ một chút mà đánh mất hầu như không còn, không còn có cái loại này thần kỳ công hiệu. Tiêu phàm hai hàng lông mày lại hơi hơi dương lên cái đó và thất diệu cung bảo vệ tánh mạng phù có phần có chỗ giống nhau. Cái kia bảo vệ tánh mạng phù cũng không thể tùy thân mang theo, chỉ có thể quanh năm cung phụng tại tổng đàn. Có thể thấy được Thiên Hay cung cùng thất diệu cung khẳng định có lấy cực kỳ thâm hậu sâu xa. Và rồi, tại Thiên Hay cung bí trong điện, còn có một vật, có lẽ người hội cảm thấy hứng thú đích. Hơi khoảnh, Thiên Hay tiên tử lại nhàn nhạt, nhạt nói ra. Và sao gì đó và đám bọn họ vô cực môn long tượng tổ sư tự tay viết tự viết một thiên luyện thể công pháp, tên hoán vô cực long tượng công. Là năm đó long tượng tổ sư ẩn lui về sau, cùng ta thiên hay cung tổ sư bà bà du lịch danh sơn sông rộng thời điểm, lĩnh ngộ ra tới công pháp, tự viết một phần, tặng cho tổ sư bà bà với tư cách lễ vật đích. Bất quá bộ này luyện thể thuật, cũng không thích hợp nữ tử tu luyện. Cho nên một mực đều cất chứa tại bí trong điện, không có thiên hay cung đệ tử đi luyện tập. Người đã là vô cực môn đệ tử, bộ này công pháp, cái kia nên vật quy nguyên chủ liếu tương đương. Tiêu phàm nghe được ngây giải. Long tượng tổ sư tại vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư bên trong là một cái truyền kỳ loại nhân vật. Hắn tự mình sửa sang lại vô cực chín tương thiên tổng hợp lại lịch đại tổ sư tâm đắc, một lần nữa thuyết minh một chút cũng không có cực thiên tôn truyền thừa trung cực áo nghĩa, bị đời sau đệ tử xưng là Long tượng bản. Dùng cái này biết chi, Long tượng tổ sư thân mình tu vi tất nhiên cũng là cực cao ít nhất thiên hay tiên tử xác nhận long tượng tổ sư là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hơn nữa là tự động thiền vị cùng người thương cùng một chỗ vân du danh sơn sông rộng đi nói cách khác long tượng tổ sư vô cùng có khả năng đặt chân ngộ linh kỳ như vậy nhân vật truyền kỳ tự tay viết tự viết luyện thể công pháp tự nhiên không thể tầm thường so sánh tiêu phàm đang muốn một phần thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện luyện thể thuật bổn môn tổ sư tự mình sáng lập công pháp đó là lại phù hợp bất quá, 952 tỷ 509 triệu 363 nghìn 069 thông tin chương T. R. huyện Đăng bởi. Test. T. Thông tin chương T. R. huyện Đăng bởi. Test. T. Chương 1067 chân áp. Và biển cung bên kia, đã muốn chuyển đến tin tức, nói là 15 ngày hậu, sẽ mở ra siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến lớn triệu quốc đều xà thành. Thật lâu, tiêu phàm mới trầm giọng nói ra. Thiên nhai thành cô huyền hải ngoại, cùng ngoại giới liên lạc, cơ hồ đều lại ỉ lại truyền tống trận. Loại này truyền tống trận không chỉ một hai cái, có không ít khoảng cách ngắn truyền tống trận, mục chính là ngay tại chân trời xa xăm biển bờ biển cách đó không xa thành thị. Những này khoảng cách ngắn truyền tống trận, không ít đều khống chế tại thiên nhai thành trong tay. Tại mục chính là thành thị, Trấn Hải Cung trực tiếp sắp đặt phân đà, vì chính là sợ truyền tống trận bị thế lực khác khống chế, bị người nhéo ở cổ. Ngoại trừ những này khoảng cách ngắn truyền tống trận, cũng có truyền tống khoảng cách vượt qua hàng tỷ ở phía trong xa siêu cấp truyền tống trận, có thể theo vị cư Nam Châu Đại Lục Tây Thùy Thiên Nhai Thành trực tiếp truyền tống đến Đông Bắc Bộ Đại Triệu Quốc. Tự nhiên, truyền tống khoảng cách càng xa xôi, chỗ hao phí linh thạch thì càng nhiều. Theo Thiên Nhai Thành trực tiếp truyền tống đến lớn Triệu Quốc đều xa thành, mỗi người truyền tống phí tổn, đối với phần lớn kim đan tu sĩ mà nói, đều là một cái thiên văn sổ tự, ngay bình thường nguyên anh tu sĩ đều không nhất định thừa nhận được như vậy giá cả. Đồng thời, như vậy truyền tống trận cũng phải thường xuyên giữ gìn, bình thường khởi động một lần về sau, ít nhất cần vài nguyệt mới có thể năng lực khởi động lần thứ hai. Chỉ có một chút thập phần hào phóng đại nhân vật mới sẽ sử dụng như vậy siêu cấp truyền tống trận. Thiên hay tiên tử nhẹ gật đầu. Tiêu phàm nhìn nàng liếc, chậm rãi nói ra, trước đó, chúng ta còn có chút chuẩn bị muốn làm. Và sao chuẩn bị? Tiêu phàm không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra cho ta ba ngày thời gian. Và, ba ngày sau đó, như cũng là tại tiêu phàm ngồi xuống trong mật thất, bố trí lại cùng trước kia khác hẳn bất đồng. 28 chi cực lớn ngọn nến giấy lên, phân cư nhị thập bát tú phương vị, ngọn nến trong vòng, tắc chính là là một cái ba màu đá cội ghép thành hỗn độn đồ. Hỗn độn đồ ở giữa, ẩn ẩn hiện ra thái cực đồ án. Tiêu chân nhân mặc bạch hạc bát quái áo khoác, đầu đội tử kim trùng thiên quan, dưới chân thất tinh trèo lên vân lý, cầm trong tay ngọc bích ngọc như ý, nhất phái tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy tiêu phàm bộ dáng như vậy, mấy ngày liền hai tiên tử cũng thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút. Cứ việc cái này chố mắt thoáng qua tức thì, vẫn không thể nào tránh được tiêu phàm con mắt. Và 18 tinh tú đại trận, thiên hay tiên tử ánh mắt, rất nhanh liền từ tiêu phàm tuấn tú trên mặt thu trở về, rơi vào hừng hực giấy lên 28 chi cực lớn ngọn nến phía trên, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Và phàm, người muốn mượn thiên địa tinh tú chi lực, đem trong cơ thể ta tà mị khí chấn đẻ xuống. Rất hiển nhiên, thiên hay tiên tử đối với trận pháp chi đạo cũng phi thường tinh thông, xem xét cái này 28 tinh tú đại trận, lập tức sẽ hiểu tiêu phàm dụng ý. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tà mỹ khí đã cùng kinh mạch của ngươi tạng phủ dây dưa cùng một chỗ, muốn muốn mạnh mẽ chấn đẻ xuống, không đại khả có thể. Bất quá tạm thời áp chế một thời gian ngắn, lại để cho tình hình không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Vẫn có thể đủ có thể đích. Thiên hay tiên tử nhìn qua 28 tinh tú đại trận, chậm chạp không hề động làm. Tiêu phàm biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Cái này tà mị khí đã cùng kinh mạch của nàng tạng phủ dây dưa một chỗ, mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép hiếp áp chế, thế tất sẽ khiến tà mị khí toàn lực phản kháng. Hai người trong lúc đó, công lực mạnh yếu cách xa, lần này thi pháp nhất định gian nan vô cùng. Không nghĩ qua là, Thiên hay tiên tử liền có khả năng không khống chế được. Tùy thời hướng Tiêu Phàm ra tay. Tiêu Phàm lấy ra một cái xanh biếc bình ngọc, thấp giọng nói ra, đây là định hồn đan. Ăn vào về sau, có thể cho người an thần định tính. Thiên hay tiên tử tiếp nhận đi, mở ra nắp bình đổ ra một khỏa tản ra nhàn nhạt đàn hương khí thức màu đỏ thắm đan dược, nhìn cũng không nhìn, hơi ngửa đầu liền nuốt vào trong bụng, lập tức bước đi tiến pháp trong trận hỗn độn đồ thược, lãnh đạm nói, người diệp đao đâu này? Phong bế ta toàn thân huyệt đạo A. À? Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, không thể. Phong bế toàn thân huyệt đạo, cũng trận kinh mạch lưu thông, thiên địa tinh tú chi lực, vô pháp hiểu rõ toàn thân, thì pháp tất nhiên thất bại. Và ngươi còn thử cái gì? người bây giờ không phải là đối thủ của ta thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra và là muốn thử một lần đích bằng không thì chúng ta cho dù đi triệu quốc cũng chỉ là phí công mà thôi tiêu phàm thập phần tỉnh táo nói đại triệu quốc cố nhiên là thiên hay cung tổng đàn chỗ trên mặt đất cũng cùng đại tề quốc láng giềng gần mà đại tề quốc chính là hạo thiên tông cùng hạo ngày môn căn cứ địa cái này đương lúc thiên hay cung bí điện khẳng định đề phòng xâm nghiêm không có thiên hay tiên tử nguyên anh hậu kỳ cường đại chiến lực, muốn đi vào bí điện, tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày. Thiên hay tiên tử lại liếc hắn một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay niết quyết, điều hòa khí tức, nhắm mắt lại. Tiêu phàm tay nâng như ý, dưới chân dẫm phải thiên cương đấu tính ra, miệng lẩm bẩm tay phải từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Rất nhanh, quanh thân thiên địa linh khí bắt đầu hướng trong mật thất hội tụ. Tiêu phàm cho thuê chính là nguyên anh tu sĩ tu luyện động phủ, chẳng những thiên địa linh khí thập phần nồng đậm, chiếm diện tích cũng phi thường rộng lớn. 28 tinh tú đại trận uy lực không thể tầm thường so sánh, sau một lát, liền hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, tại mật thất trên không không ngừng quay cuồng quay về, càng tụ càng dày. Và, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, tay trái ngọc như ý vung lên, một đạo linh khí gắn kết mà thành kình khí bắn thẳng đến mà hạ, chính trung thiên hay tiên tử trên đỉnh đầu huyệt bách hội thiên hay tiên tử thân thể nhẹ nhàng run lên liền là như không có việc gì thừa nhận rồi xuống dưới huyệt bách hội thuộc đốc mạch đánh ra đạo này hữu hình kinh khí về sau tại thiên hay tiên tử đỉnh đầu ngưng tụ mà thành thiên địa linh khí bỗng nhiên tiêu tán cả gian mật thất thoáng cái trở nên im lặng rõ ràng đạo kia kinh khí chỉ là một cái thoáng tức thì lại phảng phất đem hội tụ thiên địa linh khí hao phí đắc sạch bong tiêu phàm dưới chân tiếp tục bước cương đạp đấu tay phải nhất quyết tại đại trận quanh thân chạy rất nhanh, tiêu tán thiên địa linh khí lại dần dần hội tụ một đoàn. Và, tiêu phàm lần nữa khẽ quát một tiếng, tay trái ngọc như ý vung lên, lại là một đạo hữu hình kình khí chút xuống mà hạ, chính trung thiên hay tiên tử cao mất giữa hai vú huyệt thiên trung. Huyệt thiên trung thuộc nhâm mạch. Nhâm mạch được xưng âm mạch chi hải, tại nữ tử vô cùng nhất khẩn yếu. Lúc này đây, lại cũng không là một kích mà tán, mà là linh khí liên tục không ngừng rót vào huyệt thiên trung trong, trọn vẹn một phút đồng hồ đi qua hội tụ thiên địa linh khí, vừa rồi tiêu tán. Tiêu phàm dừng lại động tác, nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Theo thi pháp đến hiện tại, cũng không quá đáng một khắc chung quang cảnh, thân là nguyên anh tu sĩ, tiêu phàm rõ ràng liền có chút hít thở dốc, từ đó có thể biết, khu động cái này 28 tinh tú đại trận, tuyệt không như bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thiên hay tiên tử như cũ là hào không dị dạng, im lặng đem đại lượng thiên địa linh khí nhét vào trong cơ thể, nhưng cũng không vận khí điều tức đi luyện hóa những này linh khí. Sau nửa canh giờ, trong mật thất thiên địa linh khí lần nữa hội tụ, xa so lúc trước càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia tươi đẹp màu đỏ. Tiêu phàm chậm rãi đi vào đại trận ở giữa, tay phải một ngón tay điểm ra, suy, mà một tiếng vang nhỏ, một đạo vô hình kinh khí, lăng không hướng lên trời hay tiên tử cao ngất phía dưới môn vị huyệt thẳng bắn đi. Thiên hay tiên tử thân thể nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, tiêu phàm thứ hai chỉ điểm ra, chỉ hướng môn vị huyệt lược trách xuống dưới thông cốc huyệt. Một lát trong lúc đó, tiêu phàm liền điểm ra năm ngón tay. Chỉ thấy trước sau như một yêu nhã tiêu chân nhân, giờ phút này nhưng lại cái chán đổ mồ hôi ra, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ đang tại kiệt lực đình chỉ một hơi. Trong chốc lát, tiêu phàm liền xuất liên tục 11 chỉ, điểm lần thiên hay tiên tử sông mạch 11 nơi đại huyệt. Đương làm cuối cùng một ngón tay điểm ra, tiêu phàm thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, vốn là mặt đỏ bừng sắc, lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Thiên hay tiên tử vốn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại trở nên thập phần hồng nhuận phơn phớt, nhìn về phía trên diễm lệ dị thường Sông mạch được sưng biển máu, chủ toàn thân khí huyết lưu thông, có thể chủ 12 kinh trải qua khí huyết. Thời gian tại chút bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua rồi hơn 10 canh giờ, trong mật thất, lần nữa linh khí cuồn cuộn. Tiêu phàm đã muốn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi hai mắt một mực nhìn thẳng xếp bằng ở trong đại trận thiên hay tiên tử tay phải vừa nhấc một tiếng ảm ách quát khẽ và chỉ thấy thiên hay tiên tử thân thể mềm mại thon dài dần dần bay lên ngẩng đầu ưỡn ngực mỹ diệu mê người và tiêu phàm một ngón tay điểm ra thanh âm cực kỳ nặng nề tựa hồ cái này một ngón tay cạn kiệt toàn lực vốn đã sắc mặt tái nhợt lại trắng rồi một phần thiên hay tiên tử tươi đẹp mỹ gò má có chút run rẩy một chút, tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó thống khổ ý. Nhìn như đã muốn sức cùng lực kiệt tiêu phàm, lại bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện loại áp vào thiên hay tiên tử trước người, một ngón tay điểm tại đan điền của nàng trên huyệt, lại bỗng nhiên lui ra, hít sâu một hơi, chuyển tới thiên hay tiên tử sau lưng, lại một ngón tay điểm ra. Cái chán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua tiêu phàm cuối cùng một ngón tay điểm ra, mồ hôi sớm đã ướt đẫm trọng y, thân thể nhoáng một cái, nhịn không được một sao ngồi ngay đó. Liền vào lúc này, một hồi gió lạnh tịch đi lên, 28 chi hừng hực thiêu đốt cự đèn cầy, bỗng nhiên đồng thời tối sầm lại, một đoàn mơ hồ không rõ bóng đen. Từ phía trên hai tiên tử trên đỉnh đầu chậm rãi sông ra, dần dần hình thành một cái mơ hồ bóng người, hơn một xích chiều cao, tuy nhiên thấy không rõ lắm diện mục, lại làm cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Tiêu phàm đã từng trải qua lệ thú dãy núi thế giới dưới lòng đất, bái kiến vô số quỷ vật, lại chưa bao giờ có như vậy u ám cảm giác. Trong lúc này, tiêu phàm bất chấp đi tinh tế phân biệt rõ loại cảm giác này, thả người mà dậy, bát quái đàn áo choàng tịch tịch bay múa, hạo nhiên chính khí cổ lay động mà dậy, hét lớn một tiếng, vào đầu một trường chấn đè xuống. Thiên hay tiên tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đóng chặt hai mắt mãnh liệt mở ra, trong mắt lóng lánh lấy yêu dị sáng bóng, tay phải bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo trắng xóa sương mù, hướng tiêu phàm ngực kích xạ ra. Và bất tỉnh đến, tiêu phàm trái giơ tay lên, ở trước ngực vẽ lên cái vòng tròn luẩn quẩn, nhưng lại không tránh không né, tay phải ra tốc chân áp mà hạ, đồng thời trong miệng một tiếng quát lớn. Và suy suy, vài tiếng nhẹ vang lên, tiêu phàm trên người áo choàng vỡ ra ba cái lỗ thủng, thân thể tựa như diều bị đứt dây giống nhau, hướng thạch bích một góc bay đi, nặng nề đâm vào trên thạch bích, miệng hơi mở, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trên người khí tức thoáng cái trở nên yếu rất nhiều. Nhưng cổ lai động hạo nhiên chính khí, cũng ầm ầm đánh trung thiên hay tiên tử đỉnh đầu cái kia u ám bóng đen. Màu đen bóng người bỗng nhiên vặn vẹo, tựa hồ cũng thừa nhận đến nào đó cực lớn thống khổ, một lát liền duy trì không được, hóa thành điểm một chút khói đen, tiêu tán ở vô hình. Thiên hay tiên tử xinh đẹp thân hình cũng từ giữa không trung ngã xuống tại mà 28 chi cự đèn cầy ánh lửa, lập tức đồng thời dập tắt. Trong mật thất, lâm vào một mảnh hắc ám yên tĩnh. Chương 1068 truyền tống đại điện. Thiên nhai thành Đông Bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa lẻ loi chơ trọi đảo nhỏ đứng sừng ở vạn khoảnh sóng xanh trong lúc đó. Tòa đảo này từ kích thước không lớn, diện tích bất quá phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Bốn phía vách núi, tựa như đao bổ phủ chính giống nhau, địa thế cực kỳ hiểm ác. Đảo nhỏ ở giữa, đứng vững một tòa cự đại cung điện, tường trắng ngói vàng, khí thế phi phàm, ẩn ẩn có một cổ không gian chấn động phát ra. Tòa đảo này tự, đúng vậy siêu cấp truyền tống trận chỗ mà. Bất cứ lúc nào, đảo ở bên trên đều là đề phòng xâm nghiêm, phòng hộ đại trận đều đều mở ra. Cung điện phía dưới một chỗ cực lớn trong mật thất, áo trắng tứ sư thúc cùng buồn bã thất sư thúc, chính đốc suốt một đám đệ tử, đang bận lục mà tiến hành cuối cùng chuẩn bị như vậy siêu cấp truyền tống trận, muốn mở ra lời mà nói, là hạng nhất rất phức tạp công trình, công tác chuẩn bị tuyệt đối không thể sơ hở, nếu không thì có thể ra ngoài ý muốn. Áo trắng tứ sư thúc hai hàng lông mày cao lại, có chút lo lắng nói, lão thất, chúng ta sớm mở ra đại trận, ngạnh xanh xanh đem truyền tống trận không gian chi lực dẫn tới phòng hộ trong trận, không biết xảy ra chuyện gì a à. Úc tu sĩ lắc đầu, nói ra, yên tâm, tam sư huynh nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ rất nhiều như vậy thí nghiệm đã muốn tiến hành qua ba trở về cái đó một hồi cũng không có vấn đề gì lúc này khẳng định cũng sẽ không xảy ra sự tình áo trắng tứ sư thúc khoảng chừng gì đó liếc vài lần thanh âm ép tới thấp hơn nói ra có thể không lo lắng sao lúc này muốn đối phó đích nhưng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hơn nữa thiên hay cung này đây tà thuật nổi danh đích chúng ta làm như vậy thật sự là mạo hiểm ah Úc ịch tu sĩ mặc dù là sư đệ, lại tựa hồ như so áo trắng tu sĩ càng có thể lấy được chuẩn chú ý, lắc đầu, nói ra, tứ sư huynh. Cái kia bút treo giải thưởng có nhiều hơn, người cũng là biết rõ. Muốn lớn như vậy chỗ tốt, một điểm phong hiểm cũng không bốc lên, cái kia làm sao có thể. Cái kia yêu nữ nếu thật là tốt như vậy nắm bắt. Chúng ta nào có cơ hội như vậy. Áo trắng tu sĩ tính cách giống như tương đối không quả quyết, lo lắng nói ra, nói thì nói như thế a à hát thành lão quái đi phó cùng lão ma thọ yến, cũng đã đi rồi một tháng, nếu không phải ở bên kia dừng lời mà nói, cũng ở này vài ngày muốn trở về liễu tương đương. Ta thật đúng là có chút lo lắng, hắn sẽ phát hiện chúng ta mưu đồ. Dù sao tam sư huynh cùng cùng lão ma cũng có chút giao tình đích, lúc này cùng lão ma 600 tuổi đại thọ, tam sư huynh mượn cớ không đi tham gia. Ai biết thành lão quái có thể hay không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Lão gia hỏa này cho tới bây giờ đều là cái đa nghi tính tình ục ích tu sĩ không cho là đúng nói tứ sư huynh việc đã đến nước này có tiến không thối chỉ cần hôm nay đem bà cái kia yêu nữ cùng họ tiêu ra hỏa giải quyết chúng ta lập tức khởi động đại trận trực tiếp truyền tống đến đều xà thành đi đi tìm nơi nương tựa hạo thiên tông dù sao cái này đại trận khởi động một lần về sau lần thứ hai khởi động ít nhất rất đúng mấy tháng chuyện sau đó thành lão quái cho dù gào thét như sấm lại há làm khó dễ được ta đừng nhìn hắn tại chúng ta thiên nhai thành làm mưa làm gió tại người ta hạo thiên tông trong mắt một cái hậu kỳ tu sĩ được coi là cái gì dùng nam châu đại lục rộng mậu tu chân giả số lượng nhiều hạo thiên tông có thể được xưng chính đạo thập đại tông môn một trong trong tông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ít nhất cũng có hai ba tên nhiều nghe nói năm đó được xưng chính đạo đệ nhất tông môn vô cực môn toàn thịnh thời kỳ trong môn đồng thời có được hậu kỳ đại tu sĩ bảy tám vị mặt khác nguyên anh tu sĩ hơn trăm người. Cái kia là bực nào uy phong hiển hách, cường thịnh hào môn giàu sang quyền thế. Rất xa, trên mặt biển xuất hiện một con thuyền bạch ngọc tàu cao tốc. Tàu cao tốc không lớn, chỉ có thể dung nạp 5-6 người. Tông trưởng quầy đứng ở đầu thuyền, mỉm cười đối với bên người tiêu phàm nói ra, tiêu đạo hữu thỉnh xem, phía trước chính là truyền tống đại điện liễu tương đương. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mấy tháng này, đúng lúc là đến phiên sư phụ ta lão nhân ra ông ta chấn thủ truyền tống đại điện, liền đơn giản đem luyện khí thất đem đến đảo ở bên trên, luyện khí thủ đảo không lầm. Tự vào hôm nay, nhất định có thể đủ luyện chế hoàn thành, đạo hữu chờ kiểm hàng là được. Tiêu phàm như trước đeo thiên huyễn mặt, đem tu vi áp chế tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Tông trưởng quầy thì ra vẻ không biết, cùng hắn ngang hàng tương xứng. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, cũng không đáp lại, con mắt chỉ là chăm chú nhìn xa xa đảo nhỏ cùng đại điện, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Truyền tống trận hắn được chứng kiến không ít, nhưng trước mắt cái này tòa siêu cấp truyền tống trận không gian chấn động, nhưng có chút dị thương. Tựa hồ truyền tống trận đặc biệt không gian chi lực, bị cưỡng ép hiếp dẫn ra. Đặt tại trước kia, tiêu phàm tuy nhiên có thể cảm ứng được truyền tống trận không gian chi lực dị thường lại phát giác không được cụ thể tình hình. Hiện tại xem ra, hắn đối với không gian chi lực nghiên cứu, xác thực lấy được nhất định tiến bộ lên chức. Cái này siêu cấp truyền tống trận không gian chi lực không phải tự hành tiết lộ, mà là bị cưỡng ép hiếp dẫn đạo đi ra. Đã có thể có chút ý tứ liễu tương đương. Thiên hay tiền tử mặt mang lụa đen, im lặng mà ngồi ở phi trong đò, không nói một lời, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có gì hứng thú. Loại này thái độ lạnh như băng, lại để cho tông trưởng quầy rất thức thời mà không đi quấy giày nàng. Lời nói thật nói, Tông trưởng quầy cũng thật sự không dám, đừng nhìn hắn và tiêu phàm chuyện trò vui vẻ, trên thực tế trong nội tâm một mực đều đang không ngừng mà bồn chồn. Nếu như sư phụ không có đoán sai, phía sau hắn vị này nhìn về phía trên cũng chỉ có kim đan hậu kỳ nữ tử, kỳ thực chính là là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Nếu thật là bị nàng phát giác được dụng tâm hiểm ác của mình, chỉ sợ nhất cử tay gian tựu có thể làm cho mình phấn thân toái cốt, vạn kiếp bất phục liễu tương đương. Bất quá cái này tông trưởng quầy cũng xác thực xem như một nhân vật, tại hai gã nguyên anh tu sĩ mí mắt dưới, lời nói tự nhiên, phần này định lực tưởng thật đắc. Tuy nhiên Ngọc Thuyền phi độn tốc độ không tính quá nhanh, mấy ngàn dặm đường biển, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Không lâu về sau, tàu cao tốc liền đáp xuống đại điện bên ngoài trên quảng trường. Tại phía xa phía chân trời thời điểm, xem cái này đại điện cũng đã cực kỳ hùng vĩ, hôm nay đến trước mặt, lại càng cực lớn, trước đại điện quảng trường, cũng không phải thường khoan rộng. Tông trưởng quầy dẫn dắt lấy tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử, hướng đại điện hơi nghiêng thiên môn đi đến. Đến phụ cận, tiêu phàm lại càng có thể thanh sở địa cảm ứng được, theo siêu cấp trong truyền tống trận dẫn ra tới không gian chi lực, đã muốn tràn ngập tại cả tòa trong đại điện. Ngay tiêu phàm trong cơ thể, đỉnh càn khôn, đều có chút phản ứng. Tầm thường không gian chấn động, không biết dẫn phát, đỉnh càn khôn, khác thường. Và mặt có chút rất không thích hợp, khó khăn lắm đi vào thiên môn, tiêu phàm vang lên bên tai thiên hay tiên tử truyền âm thanh âm. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tiên nụ cười thản nhiên, nói ra không sao. Ít nhất cái này truyền tống trận đã muốn mở ra, chỉ cần bọn hắn không phải quá phận, người cũng đừng có ra tay. Chúng ta muốn lúc này rời đi thôi là được, thiên hay tiên tử, ừm, một tiếng, không có nói sau. Tiêu phàm mục đích tính luôn như vậy minh xác biết rõ cái gì mới thật sự là quan trọng hơn chỗ, nếu là dựa vào thiên hay tiên tử dĩ vãng tính nết, ai dám đánh chủ ý của nàng, cần phải giết sạch không thể. Cùng tiêu phàm cùng một chỗ thời gian tuy nhiên không dài, cũng tại chút bất chi bất giác nhận lấy hắn ảnh hưởng. Nếu như lung tung giết người lời mà nói, thật là có chút sợ tiêu phàm, trở mặt. Nam nhân này, kiêu ngạo đắc muốn chết, cũng cố chấp đắc muốn chết. Và đạo hữu hai vị thỉnh. Tông trưởng quầy đem hai người tiến cử trong đại điện, chuyển qua bảy tám đạo ngoặt khom, rốt cục đi vào một tòa thiết kế tinh mỹ, tráng lệ trong biện phủ. Và vị mời ngồi, một bên đứng hầu tỳ nữ bể bộn tức dâng trà thơm. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, tông trưởng quầy, như thế nào còn không thấy lệnh sư lộ diện. Chẳng lẽ lực lớn sư luyện khí thất cũng ở đây truyền tống đại điện trong. Vừa vừa đi vào gian phòng này đại điện, tiêu phàm liền là cảm nhận được một cổ vô hình không gian chi lực tràn ngập đại điện trong. Này cổ không gian chi lực có chút kỳ diệu, tạm thời có tài khống chế, đối với trong điện mọi người đều không có bất kỳ nguy hại, nếu như không phải Tiêu Phàm thân mình tinh thông không gian chi thuật, lại người mang đỉnh càn khôn, như vậy dị bảo, tầm thường nguyên anh tu sĩ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều chưa chắc có thể phát giác dị thường đến. Nhưng này cổ không gian chi lực hiện tại không có nguy hại, không có nghĩa là lấy hắn vĩnh viễn đều là vô hại đích, chỉ là tạm thời không người dẫn động mà thôi. Tông trưởng quầy bề bổn tức nói ra, tiêu đạo hữu đoán không sai, sư phụ ta luyện khí thất xác thực đã ở trong đại điện. Cái này đại điện như thế quảng đại hùng vĩ, muốn mở một gian nho nhỏ luyện khí thất, thật cũng không là việc khó. Thỉnh tiêu đạo hữu yên tâm, chúng ta đằng long điện là ngàn năm cửa hiệu lâu đời, tại thiên nhai thành danh dự thật tốt, tiếng lành đồn xa. Nếu là sư phụ ta chính miệng đồng ý, luyện chế ra đến bảo vật, cũng chỉ có so tiêu đạo hữu yêu cầu rất tốt, không biết càng kém đích. Nói xong, ngôn từ trong lúc đó lại kìm lòng không được khu vực lên một tia ngạo khí. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, lời này ta tin. Chỉ cần là chính thức luyện khí tông sư, ai cũng không nỡ lãng phí cái kia nghiêm chỉnh đầu ly thuồng luồng tài liệu. Ngoại trừ ly thuồng luồng huyết nhục, tiêu phàm mặt khác thu giấu đi, còn lại tất cả lân giáp gân cốt nanh vuốt, tiêu phàm đều một tia ý thức giao cho lực lớn sư, đây mới là hắn làm như vậy lý do. Hắn tin tưởng bất luận cái gì một vị luyện khí tông sư, nhìn thấy như vậy thượng giai tài liệu, đều nhịn không được thấy cái mình thích là thèm, toàn lực ứng phó đích. Đây là người bản tính. Và cái tự nhiên, thỉnh hai vị chờ một chút, sư phụ ta rất nhanh tựu sẽ xuất quan. Đến đến, hai vị đạo hiếu, đây là chúng ta chân trời xa xăm biển khổ trà đảo đặc sản linh trà, hương vị coi như không tệ, hai vị nhấm nháp xuống. Nói xong nâng chung trà lên, ân cần tương mời, nhìn về phía trên không có nửa phần dị thường tiêu phàm uống một ngụm, nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Rỗi rãnh phiếm vài câu, ngoài cửa rốt cục vang lên tiếng bước chân. Và khục, lao hai vị đạo hữu đợi lâu, thật có lỗi thật có lỗi. Rất nhanh, còm nhom lực lớn sư chống quải trường, còng xuống lấy eo, chậm rãi đi đến, không ngớt lời ho khan, đứt quãng nói. Nhìn về phía trên, cái này tao lão đầu tử thần sắc héo đốn, mệt mỏi không chịu nổi, so nửa năm trước càng thêm tiêu tụy vài phần, Phảng phất tùy thời đều đi đời nhà ma tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Một gã cao lớn đầy đặn thị nữ hai tay bưng lấy một cái chữ vật vòng tay, chăm chú đi theo ở phía sau. Thần sắc cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, tự hồ sợ không nghĩ qua là tụ đưa trong tay chữ vật vòng tay đánh nát giống nhau. Và đại sư, tiêu phàm đứng dậy, chắp tay làm lễ. Và a, à, tiêu đạo hiếu, vị đạo hiếu này phải, tao lão đầu tử thần sắc tuy héo đốn, tâm tình nhưng thật giống như rất không tồi ánh mắt tại tiêu phàm trên người khẽ quét mà qua, nhìn từ trên xuống dưới ngồi ngay ngắn ở ghế bành trong, không rên một tiếng thiên hay tiên tử. Tiêu phàm mỉm cười nói, vị này chính là tại hạ đồng bạn, nàng trời sinh tính không thích nói chuyện, kính xin lực lớn sư chớ trách. Và có trách hay không, người đã già, cái gì đều thấy mở, không có trách hay không, ha ha. Chúc mừng năm mới hạnh phúc, bộc phát chúc tuổi. Các vị mới lão bằng hiếu, dê năm đại cát. Đi qua cái này một năm, Đối với rơi xuống mà nói, thật sự có thể nói là thời buổi rối loạn, cũng may hết thảy đều đi qua. Rơi xuống nhịn tới, lúc này muốn cảm tạ rất nhiều người. Người trong nhà đừng nói rồi, chúng thư hữu đối với sự quan tâm của ta cùng yêu ái, rơi xuống một mực khác trong tâm khảm. Cho tới nay vẫn còn nhớ tới trong phòng bệnh nộ phóng hoa tươi, thường xuyên tại sử dụng đoàn người mua cho ta hộ cổ, mua cho phần eo của ta mát xa khí, rất thoải mái đích là trọng yếu hơn là cái này một phần dày đặc tình nghĩa. Còn có Trương Phi cùng chuột túi, không xa ngàn dặm chạy đến bệnh viện đến xem ta. Sao một cái tạ chữ rất cao minh? Cái này một năm, cảm tạ hạ hàn, sói con vân. Vân từ từ bản chủ đám bọn họ đối với chỗ bình luận chuyện giữ gìn quản lý, lại để cho rơi xuống có thể đánh chúng tinh lực viết chữ. Cảm tạ mế mế đối với đại hào môn giàu sang quyền thế A vất vả cần cù cầy cấy, đó là nhất hài hòa đích cho tới bây giờ không có cãi nhau khung. chương 1069 Long Lân Giáp Và Đại Sư, tại hạ hôm nay tự muốn đi trước triệu quốc đều xà thành. Quý phái truyền tống đại trận đã muốn khởi động, không biết cái kia kiện áo giáp, Đại Sư luyện chế đắc như thế nào. Tiêu phạm ánh mắt tại lực lớn sư sau lưng tên kia đầy đặn thị nữ trong tay chữ vật vòng tay thượng quét qua, nhàn nhạt hỏi. Và nhưng, áo giáp đã muốn luyện chế hoàn thành, lão hủ chính là đến đây đưa hàng đích lực lớn sư nói xong ống tay áo run lên xoáy lên sau lưng thị nữ trong tay chữ vật vòng tay một mảnh thanh quang lập lòe trói mắt sáng trói ngay tông trưởng quầy bọn người kìm lòng không được mà nghiêng nghiêng đầu không dám chằm chằm vào nhìn màu xanh vầng sáng dần dần nhạt đi một kiện hoàn toàn mới khôi giáp di động hiện ra khôi giáp kiểu dáng cũng không có quá lớn thay đổi có lẽ hay là huyền tinh giáp bộ dáng bất quá áo giáp nhan sắc do tuyết trắng chuyển thành xanh nhạt thành từng mảnh nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân lân giáp Suốt đủ tề địa bao trùm tại cả kiện áo giáp phía trên, một cổ viễn cổ hoang dã khí tức đập vào mặt, lăng không tăng thêm rất nhiều khí phách. Không thể nghi ngờ, lực lớn sư đem nghiêm chỉnh đầu ly thuồng luồng lân giáp đều luyện chế tại mới áo giáp phía trên. Chỉ bằng vào ly thuồng luồng long lân cứng rắn trình độ, cái này khôi giáp phòng ngự năng lực liền trên lên đề cao rất lớn một cái cấp bậc. Và là ngoại giáp, lão hủ còn luyện chế ra một kiện nội giáp lực lớn sư đợi mọi người thưởng thức hết long lân giáp vẻ ngoài về sau, mỉm cười nói, cử động giơ tay lên, một kiện đen nhánh nội giáp ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Bất quá cái này nội giáp cùng tuyệt đại đa số binh khí điếm đều có bán ra kim ti nguyễn giáp rất là bất đồng, nhìn về phía trên càng giống là một việc cận thân nước khấu trừ, không giống như là áo giáp. Nhìn kỹ phía dưới, đen nhánh nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện bất đồng biến hóa, thoạt đỏ thoạt trắng, biến ảo bất định và này đây ly thuồng luồng ra sử dụng cùng hắc phương nhện tơ nhện luyện chế mà thành nội giáp. Tiêu phàm từ nơi này kiện nội giáp phía trên cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. Lúc trước ngoại trừ ly thuồng luồng tài liệu, hắn đem hắc vương nhện tơ nhện cùng vỏ cứng cũng đều giữ lại. Vậy cũng biết luyện chế thượng đẳng áo giáp thứ tốt. Lực lớn sư mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tiêu đạo hữu hảo nhãn lực. Cái này nội giáp, tự lực phòng ngự mà nói, tự nhiên là không bằng long lân ngoại giáp như vậy không thể phá vỡ nhưng hắn khác có một chỗ tốt, thì phải là hắn đã khôi giáp lại là nước khấu trừ. Tiêu đạo hữu xuyên thẳng vào cái này nội giáp, vô luận bao sâu biển cả, đều tận có thể đi được. Tại nước trung hành động tự nhiên, không sẽ phải chịu bất luận cái gì hạn chế. Nói xong, trong giọng nói lộ ra một tia ngạo nghế. Thân là luyện khí tông sư, hắn xác thực không có cô phụ khách hàng đối với tín nhiệm của hắn, cái này mới long lân giáp, vô luận vẻ ngoài có lẽ hay là hiệu quả, đều so trước kia huyền tinh giáp nâng cao một bước. Và xấu hổ là luyện khí tông sư, tiêu phàm tự đáy lòng khen. Cứ việc hắn đã muốn cảm nhận được cái này trong đại điện không giống tầm thường khí tức. Nhưng lực lớn sư luyện khí chi thuật xác thực không giống tiểu khả. Và hắc, tiêu đạo hiểu chậm đã khích lệ, tốt như vậy tài liệu, nếu là luyện thành cái dạng này, lão hủ cái này tông sư danh tiếng, thật đúng là được chi có xấu hổ. Như vậy đi, lão hủ tự không giải thích rồi, không bằng đang tại các vị mặt, đem cái này long lân giáp nhiều loại rượu dụng. Đều nhất nhất bày ra, tiêu đạo hữu cùng đồng bạn của ngươi cũng có thể xem cái minh bạch, như thế nào. Và tốt, thình lực lớn sư thi triển. Và tốt, lực lớn sư tựa hồ cũng không nghĩ tới tiêu phàm có thể như vậy sảng khoái. Ha ha cười một tiếng, tựa hồ ngay héo đốn tinh thần đều một lần nữa tỉnh lại vài phần, xong trưởng nhẹ nhàng vỗ. Cái kia kiện năm màu biến ảo nội giáp bay vụt mà dậy. Chậm rãi rơi xuống, bọc tại trên người của hắn, đưa hắn còm nhom thân hình cái bọc trong đó, kín kẽ. Long lân giáp lập tức thanh quang đại phóng, trong khoảnh khắc liền bọc tại nội giáp phía trên, đỉnh đầu đầu rồng mũ bảo hiểm đem lực lớn sư đầu bảo vệ đắc nghiêm nghiêm thực thực, chỉ còn lại có con mắt cái mũi đến miệng cái kia một đường là lỏa lồ bên ngoài đích. Ngũ bảo hiểm phía trên, màu tím sừng nhọn khoảng chừng gì đó tà tà bay lên, bằng thêm mấy phần nghiêm nghị khí. Nhìn kỹ lại, cái này màu tím sừng nhọn, rõ ràng chính là dùng ly thuông luông luyện chế mà thành. Lực lớn sư toàn thân khớp xương, bis bis, xung động, vốn còm nhom thân hình, nhanh chóng tăng vọt bắt đầu đứng dậy, một cổ cường đại khí tức nhập vào cơ thể ra. Vốn là suy nhược không chịu nổi, nói chuyện đều thở dốc không thôi tao lão đầu tử, trong nháy liền hóa thân thành thân cao hơn một trượng, bàng rộng rãi eo tròn cường tráng đại hán, hai con mắt bên trong lóe ra lạnh lùng hàn mang. Phảng phất thoáng cái thay đổi cá nhân tựa như, làm lòng người chung cực độ bất an bắt đầu đứng dậy. Những kia trong điện hầu hạ giá thấp đệ tử, sớm đã không chịu nổi cái này cổ áp lực cường đại, ao ao quỳ dạp trên đất, toàn thân lạnh run, ngay đầu cũng không dám ngẩng lên. Tông trưởng quầy đã ở chút bất chi bất giác thối lui đến đại điện hơi nghiêng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Giờ khắc này, phảng phất đầu kia ly thường luồng lại sống đến giờ. Cho tiêu phàm cảm giác chính là như vậy. Và, lực lớn sư lại là nhẹ nhàng một kích trưởng, khôi giáp lưng hào quang bắn ra bốn phía, 12 tấm long lân bay múa mà dậy, trói mắt màu xanh vầng sáng bên trong, những này bổn mạng long lân lập tức ghép thành một thanh dài đến vài thước lợi kiếm, lực lớn sư tay phải tìm tòi, liền đem chui. Này lợi kiếm chảo trong tay, nguy hiểm khí tức bỗng nhiên lại lại tăng thêm vài phần. Và đại sư, ngoại trừ ta giao đưa cho ngươi những tài liệu kia, cái này khôi giáp bên trong, còn sáp nhập vào một ít vật gì đó khác a à nhìn qua cái này tinh mỹ tuyệt luân, uy lực vô cùng chiến giáp, tiêu phàm nhưng lại không lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại hai mắt có chút híp mắt bắt đầu đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Thấy tiêu phàm như thế thần sắc, lực lớn sư thoảng qua sững sờ, lập tức ha ha cười một tiếng, nói ra tiêu đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, cái này áo giáp bên trong, lão phu sắc thực còn trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài. Có thể cho áo giáp phòng ngữ năng lực càng thêm mạnh hơn vài phần, cái này long lân kiếm phong duệ trình độ, cũng nâng cao một bước. Tiêu đạo hữu không biết có ý kiến gì a à. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra chỉ cần không cần lại gia tăng linh thạch, ta lại là không có quá lớn ý kiến. Lực lớn sư ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm to, chút nào đều không có trước lúc trước cái loại này một hơi đảo không được, tùy thời đều ô hô ai tai già nua bộ dáng, rốt cuộc tàn mát ra cùng tu vi của hắn xứng đôi khí thức, hảo hảo, không nghĩ tới tiêu đạo hữu thật đúng là rộng rãi loại người, cái này đương lúc còn có tâm tư hay nói giỡn. Tiêu phàm nhàn nhạt nói ra, lực lớn sư, ngoại trừ thiết mẫu bột mài, cái này 12 tấm bổn mạng long lân bên trong, tựa hồ còn trộn lẫn vào những vật khác a. À. Và, lực lớn sư tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng tiêu phàm, tựa hồ có chút kinh ngạc. Và cái này người cũng có thể nhìn ra được. Và là một loại trực giác mà thôi rốt cuộc trộn lẫn vào chính là loại tài liệu nào. Lực lớn sư tự cười rộ lên, tiếng cười nghe đi lên phi thường thoải mái vui sướng, nói ra tiêu đạo hiếu, người cho rằng ta thật sự sẽ đem bí mật gì đều nói cho người biết sao. Tiêu phàm nhẹ nói nói, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này khôi giáp ứng phải là của ta. Và thực hẳn là như vậy, bất quá cái này khôi giáp thật sự chế tạo đắc quá tốt, là lão phu lịch từ năm đó chế tạo đắc tốt nhất một kiện khôi giáp, tính toán là lão phu suốt đời kinh điển chi tác liễu tương đương. Nhưng lại trộn lẫn vào nhiều những thứ khác tài liệu chân quý, ngay một kiện có sẵn phỏng chế cực phẩm pháp bảo đều bị ta luyện hóa rồi, một lần nữa luyện nhập cái này long lân giáp bên trong. Cho nên, ta không có ý định đem bả cái này khôi giáp lại giao cho ngươi, hắn là của ta. Lực lớn sư mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, từng cái lời nói đến phi thường tinh tường, hơn nữa ngữ khí thập phần đương nhiên, tựa hồ đây hết thảy đều là rất công bằng đích và quả ta không đồng ý đâu này. Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào tức giận ý tứ. Lực lớn sư lại là một hồi cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói ra tiêu đạo hiếu, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ, ta giống như cũng không có hỏi ý của ngươi. Ngươi cảm thấy ở chỗ này, ngươi có thể định đoạt sao? Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra ta hiểu được, ngươi ngay từ đầu không có ý định cho ta rèn cái này khôi giáp, ngươi lại ý định cho mình rèn. Và liễu tương đương, lực lớn sư liên tục gật đầu, giọng nói kia tựa hồ muốn nói, người đến hiện tại mới hiểu được, có phải là quá ngu ngốc điểm. Tiêu phàm cũng cười, một đám nụ cười thản nhiên, tự khóe miệng của hắn giãn ra, nhìn về phía trên, hắn thật sự rất vui vẻ, cũng không có tức giận, càng không có phẫn nộ, nhìn qua lực lớn sư, mỉm cười nói, rất tốt, ta vốn chỉ muốn tìm được một kiện bình thường long lân giáp, lực đạo hữu lại cho ta chế tạo ra một kiện cực phẩm pháp bảo, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Lại nói tiếp, ta cần phải cảm tạ lực đạo hữu mới đúng. Lực lớn sư hai mắt có rút lại một chút, tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm là thái độ như vậy, lập tức lại cười rộ lên, nói ra tiêu đạo hiếu, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ, như vậy giảo hoạt, ngay lão phu đều thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đến, nghĩ đến ngươi còn có cái gì cậy vào chỗ dựa, hắc hắc. Tiêu đạo hiếu, chúng ta đều làm rõ đi à nha, cũng không cần che giấu liễu tương đương. Cái này hẳn không phải là ngươi tướng mạo sẵn có ha. À. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đạo hữu không ngại lộ ra bổn tướng, cho ta lão nhân kiến thức kiến thức, nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Kim Châu thành Tiêu Y Thánh, rốt cuộc lớn lên loại nào bộ dáng. Tiêu Phàm xương cung mày nhẹ nhàng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, ánh mắt dần dần trở nên phong duệ bắt đầu đứng dậy. Nếu như lực lớn sư chỉ là muốn muốn đen hắn cái này khôi giáp, có lẽ còn có quay về đường sống nhưng rõ ràng mà gọi phá thân phận chân thật của hắn, chuyện này đã nói rõ vô pháp thiện liếu tương đương. Tung tính toán hắn muốn nhượng bộ, cũng không theo thối lên. Tiêu phàm chậm rãi gở xuống thiên huyễn mặt, lộ ra phong thần tuấn lãng diện mạo như trước, nguyên anh tu sĩ uy áp cũng nhàn nhà thích phóng đi ra. Và tốt rất tốt, tiêu đạo hữu quả nhiên hết sức trẻ tuổi. Khó trách ngay y thánh như vậy tôn vinh danh hiệu đều có thể buông tha cho, xem ra có lẽ hay là huyết khí phương cương, chịu không nổi sắc đẹp hấp dẫn ha à hát. Lực lớn sư nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, trong miệng tấm tắc có tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc ý, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem tiêu phàm nhìn ở trong mắt. Tung tính toán tiêu phàm đã muốn hiển lộ ra nguyên anh kỳ tu vi, thì tính sao? Tại lực lớn sư trong mắt, cũng chỉ tầm thường mà thôi. Chính là một gã vừa mới ngưng kết nguyên anh tuổi trẻ hậu bối, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn vị này nhiều năm trước tự tiến giai nguyên anh trung kỳ tiền bối cao thủ tạo thành cái uy hiếp gì không được. Nhất là hắn hiện tại có long lân giáp hộ thân, càng thêm như hổ thêm cánh. Và hai phu nhân, các hạ cũng nên lộ ra tướng mạo sẵn có đi à nha. Đánh giá tiêu phàm một lát, lực lớn sự ánh mắt liền lại chuyển đến thiên hay tiên tử trên người. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn đều một mực chú ý thiên hay tiên tử nhất cử nhất động, chỉ là rất vị ý mà cùng tiêu phàm đối đáp, chính thức chú ý, cho tới bây giờ đều là đặt ở thiên hay tiên tử bên kia đích. Rất hiển nhiên tại lực lớn sư trong nội tâm, chỉ có vị này mới thật sự là đại địch. Trường 1070 chỉ bằng mấy người các ngươi phế vật. Và hội đồng nhân dân giá quang lâm chúng ta thiên nhai thành, lực nào đó không có đến nhà bái phỏng, thật sự là thất lễ đắc vô cùng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lực lớn sư hai tay ôm quyền, nhú nhún, thiên hay tiên tử im lặng mà ngồi ở ghế bành ở phía trong, vẫn không nhúc nhích, ngay mí mắt tử đô không dơ lên thoáng một tí, hoàn toàn đem lực lớn sư trở thành không khí giống nhau. Thậm chí tại lực lớn sư biểu hiện ra long lân giáp thời điểm, thiên hay tiên tử chính là cái dạng này, không có nửa phần phản ứng. Và hay phu nhân, quá nắm đại đi à nha, lực lớn sư ngữ khí lập tức nghiêm túc. Thiên hay tiên tử lý đều không để ý hắn, thậm chí cả người khí tức đều như có như không, có vẻ rất không chân thực. Tiêu phàm lãnh đạm nói, lực đạo hiếu, có chuyện nói thẳng A. Sớm một chút đem bà bên này sự tình chấm dứt, chúng ta còn muốn tiến đến đều xà thành đâu rồi, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Cái này lời nói được. Lực lão quái bị hắn hung hăng nghẹn một chút, lập tức lại cười rộ lên, âm hiểm nói, tiêu đạo hiếu, ta đã nói, ngươi tuổi còn trẻ, lại hết sức giảo hoạt. Bất quá ngươi đã đã đến tại đây, cho dù lại chọc giận ta đều không có dùng đích, kết quả sớm đã nhất định. Tiêu phàm vững vàng ngồi ở ghế bành ở phía trong, nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, thậm chí còn nâng chung trà lên đến nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lực lão quái ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngữ khí cũng càng ngày càng băng, tiêu đạo hiếu, vốn lão phu còn muốn thả ngươi một con đường sống đích, dù sao ngươi không thế nào đáng giá, người ta hạo thiên tông treo giải thưởng, là nhằm vào ngươi nhân tình đến đích, cùng ngươi không có gì liên lụy. Nếu như ngươi có thể lạc đường biết quay lại, lão phu cũng nguyện ý cùng Kim Châu Thành chư vị đạo hữu kết cái thiện duyên. Ai ngờ ngươi như vậy không thức thời, đó thật là không được lão phu liếu tương đương. Và vị sư đệ, đều hiện thân A. Trong đại điện một hồi vần nước loại chấn động, hai cái bóng người hiện thân ra, đúng vậy áo trắng tu sĩ cùng ục ịch tu sĩ. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thấy minh bạch, hai người này hiện thân thời điểm. Bên hông một khối ngọc bội phát ra nhu hòa quang mang, rất rõ ràng, đây là khống chế không gian chi lực lệnh bài nếu không, không biết là như vậy hiện thân phương thức. Hai người vừa hiện thân, áo trắng tu sĩ liền nhìn thẳng tiêu phàm, ục ịch tu sĩ tác chính là nhìn về phía thiên hay tiên tử. Không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn phân công. Áo trắng tu sĩ phụ trách đối phó tiêu phàm, ục ịch tu sĩ hiệp trợ lực lão quái bắt yêu nữ. Áo trắng tu sĩ cũng là thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ, đặt chân nguyên anh kỳ không sai biệt lắm trên trăm năm thời gian. Công lực tinh thâm, tự nhiên không là vừa vặn tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh đích. Có hắn một người hơn nữa tông trưởng quầy đợi mấy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối phó tiêu phàm đó là dư giả, nắm chắc. Vốn là áo trắng tu sĩ tu vi càng tại buồn bã thất sư đệ phía trên, nên vậy do hắn hiệp trợ tam sư huynh đối phó thiên hay tiên tử. Bất quá áo trắng tu sĩ lấy việc, an toàn đệ nhất, chủ động nói ra cùng tiêu phàm giao đấu, ục ịch tu sĩ cũng không có phản bác. Dù sau một trận, cuối cùng nhất kết quả như thế nào, muốn xem bọn hắn phải chăng có thể thuận lợi nắm bắt thiên hay tiên tử. Về phần do ai để đối phó tiêu phàm, kỳ thật hào không sao, cho dù không thể nhanh chóng đưa hắn nắm bắt hoặc là diệt sát, chỉ cần có thể cuốn lấy cái này tuổi trẻ hậu sinh một thời gian ngắn, đợi bên kia thu thập yêu nữ, lại dọn ra tay tới thu thập như vậy một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Còn không phải dễ như trở bàn tay, sợ hắn bay đến bầu trời đi. Và hay phu nhân, mạc trách chúng ta sư huynh đệ lòng giả ác độc, thật sự Hạo Thiên tông ra tới treo giải thưởng quá mê người liễu tương đương. Chỉ sợ không có vài người có thể ngăn cản được như vậy hấp dẫn. Đương nhiên, nếu như phu nhân có thể khai ra để cho chúng ta thỏa mãn điều kiện, cái kia cũng không phải không thể thương lượng đích, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, bất quá là cầu tài mà thôi. Phu nhân cho câu nói a. À. Lực lão quái không hề để ý tới Tiêu Phàm, một mực nhìn thẳng thiên hay tiên tử, chậm rãi nói ra trong đại điện hào khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương suốt cục thiên hay tiên tử ngẩng đầu lên một đôi bay xéo nhập tóc mai trong mắt phượng bắn ra ra lạnh như băng thần thái trong miệng nói ra được lời nói càng thêm băng hàn rét thấu xương và bằng các người cái này mấy cái phế vật một cổ cực kỳ khủng bố khí thức bỗng nhiên phóng lên trời lập tức tràn ngập cả trong đại điện tất cả mọi người kìm lòng không được mà lui về sau một bước lực lão quái khẽ giật mình lập tức cười lên ha hả, nói ra tốt rất tốt thiên hay phu nhân người rốt cuộc chịu mở miệng người nếu một mực đều như vậy nghẹn lấy lão phu thật đúng là đoán không ra lai lịch của ngươi nhưng người như vậy mới mở miệng đã có thể tiết nội tình a à, ha 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 người khả năng còn không biết a à, lão phu tu luyện khô mắt thuật am hiểu nhất khám phá hết thảy ảo thuật ngụy trang sớm chỉ biết người bản thân bị trọng thương cực kỳ suy yếu chỉ là không nghĩ tới người rõ ràng suy yếu đến nơi này đợi trình độ, ha ha, thật tốt quá, trời cũng giúp ta. Theo cái này tiếng cười chói tai, thanh quang lóe lên, lệ lão quái trong tay long lân kiếm phóng lên trời, trong khoảnh khắc hóa thành 12 đạo thanh mang, đồng thời hướng lên trời hay tiên tử phi chém mà đi. Lực lão quái trên người vốn là thập phần cường đại khí tức, càng thêm khủng bố bắt đầu đứng dậy. Và tay, lực lão quái bỗng nhiên phát động, áo trắng tu sĩ cũng là một tiếng quát lớn vỗ bên hông ngọc bội quang hoa đại phóng một hồi cực kỳ rõ ràng không gian chấn động vặn vẹo bắt đầu đứng dậy tiêu phàm thấy hoa mắt vậy mà đã muốn thay đổi cái địa phương nhìn về phía trên hay là đang trong đại điện dưới khuôn mặt ghế bành có lẽ hay là nguyên lai dạng như vậy thậm chí liên thủ bên cạnh trên bàn trà chén trà cũng nguyên si không động lại nhìn không tới hơi nghiêng thiên hay tiên tử cũng nhìn không tới bạo khởi làm khó dễ lực lão quái tựa hồ bỗng nhiên trong lúc đó, cái này đại điện đã bị ngạnh xanh xanh mà phân khai thành hai cái bất đồng không gian. Áo trắng tu sĩ tựu đứng cách tiêu phàm cách đó không xa, trong hai tay, hàn lóng lánh, dĩ nhiên là hiếm thấy kỳ môn binh khí phân nước Nga mi thứ. Loại này binh khí, tại phàm tục võ thuật tiết cũng tịnh không hiếm thấy, nhưng ở tu chân giới thấy không nhiều lắm, thực tế nguyên anh tu sĩ rất ít gặp người sử dụng Nga mi thứ đích. Xem ra áo trắng tu sĩ cũng là rất am hiểu cận thân chém giết đích trừ lần đó ra, còn có ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ các cư một phương, tông trưởng quầy thình lình chính trong đó. Và tiêu đích, sư huynh của ta hảo ý cho ngươi một con đường sống, ngươi không đi, đó thật là không được trịnh mỗ vô tình. Áo trắng tu sĩ híp mắt lấy hai mắt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, ánh mắt lạnh như băng đích. Và đến trịnh đạo hữu đối với chính mình phi thường tự tin, cái kia tốt. Tiêu mỗ tự lĩnh giáo trịnh đạo hữu biện pháp hay. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ nói đạo, chậm rãi đứng dậy, thủ đoạn một phen, một thanh màu đỏ sậm trường đao ra hiện tại trong tay của hắn, tà tà vạch, lưỡi đao chật vật trường, phối hợp với hắn cao ngất dáng người cùng nho nhã dung mạo, ẩn ẩn lộ ra một cổ yêu dị khí phách, ánh mắt tại tông trưởng quầy ba người trên mặt quét qua. Và đạo hiểu, các người ba vị, hiện tại tự đi lời mà nói, ta có thể không giết các ngươi Ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều như vậy đương nhiên. Tông trưởng quầy bọn người không khỏi khẽ giật mình, lập tức hai mặt nhìn nhau bắt đầu đứng dậy áo trắng tu sĩ giận dữ cười lạnh nói hắc hắc hậu sinh tuy nhiên ta không có đi qua kim châu thành lại cũng đã được nghe nói kim châu thành y thánh đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a hát người đường đường nhất đại y thánh cũng là biết rõ hồ huynh hoang bằng ngươi điểm ấy tu vi muốn hù dọa ai đó và chiêu gọi áo trắng tu sĩ trong tay phân nước nga mi thứ run lên lập tức một hóa thập thập hóa trăm trong nháy khắp thiên đô là nga mi thứ hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt hướng tiêu phàm kích xạ mà đến. Mặc dù chỉ là hư ảnh, mỗi một đạo tuy nhiên cũng mang theo vài phần tà kinh, sức lực tựa hồ cũng có không tầm thường lực công kích. Cùng lúc đó, áo trắng tu sĩ thân thể nhoáng một cái, tự mất đi bóng dáng. Và kim độn thuật, có chút ý tứ. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ đoạn dương lên, dưới chân vừa chợt bỗng nhiên hướng phải phía sau một chỗ trong hư không nhanh đâm mà đi, một dãy như giải lụa màu đỏ sậm đao mang, trên không trung xẹt qua một đạo diễm lệ đường vòng cung. Đối với cái kia đầy trời nga mi thứ hư ảnh, vậy mà chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn hờ hững. Loại trình độ này pháp thuật biến hóa công kích, tung tính toán có vài phần lực sát thương, lại có thể nào thật sao bị thương sớm đã luyện thành kim cương thiết cốt chi thuật tiêu phàm. Chỉ nghe một hồi mưa rơi chuối tây loại dày đặc giao kích thanh âm, mấy trăm đạo nga mi thứ hư ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh chúng tiêu phàm, lại phát ra kim thiết vang lên thanh âm, ảo ảo biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm trên người, ngay tóc gáy đều chưa từng lau một cây. Và, một tiếng giòn vang, một hồi vần nước loại chấn động vặn vẹo mà dậy, áo trắng tu sĩ theo không gian chấn động bên trong vọt ra, trong lúc gấp bách dùng nga mi thứ cách nổ súng diễm đao. Và khả năng, người có thể nào khám phá ta hành tung. Áo trắng tu sĩ thân thể sau này trượt ra mấy bước, mới đứng vững gót chân, vừa sợ vừa giận kêu lên. Tiêu phàm nhạt cười nhạt nói, các hạ kim độn thuật là có chút ý tứ, đối với không gian chi lực vận dụng, cũng biết chút ít ra lông, nhưng chỉ cần dựa vào những này, tự muốn giết người ở vô hình, không khỏi quá xem thường thiên hạ anh hùng liếu tương đương. Đã các hạ rất ưa thích đâm sau lưng đả thương người, cái kia tiêu mỗ tự sử dụng sở trường của người mà đánh bại người, cho người cũng kiến thức kiến thức không gian của ta chi thuật. Và tiêu phàm trong miệng quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng lập tức mất đi tung tích và thay đổi tại đây không gian chi lực khóa lại hắn áo trắng tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quát lớn tông trưởng quầy đợi ba gã kim đan tu sĩ luống cuống tay chân đều tự khu động bên hông ngọc bài đem cái này bên trong đại điện không gian chi lực điều động lập tức bốn phía không khí thoáng cái trở nên sền sệt vô cùng như là lâm vào thật sâu đầm lầy bùn nhão bên trong tất cả động tác lập tức trở nên chậm chạp vô cùng áo trắng tu sĩ khóe miệng hiện ra một tia âm lãnh nhe răng cười vỗ bên hông ngọc bội, đang chuẩn bị hơn nữa một bả kinh, sức lực triệt để khóa lại tiêu phàm, lại chỉ nghe bên tai vù vù vui vẻ, phong duệ lưỡi đao đã muốn phá toái hư không, hướng cổ của hắn nhanh gọt mà đến. Không gian chi lực, vậy mà đối với tiêu phàm không hề có tác dụng, chút nào cũng không thể chậm trệ hành động của hắn. Áo trắng tu sĩ chấn động, vội vàng nhất cử trong tay Nga mi thứ, hướng ra phía ngoài đón đỡ mà đi, đồng thời dưới chân xê dịch, hướng bên cạnh phương tránh gấp mà đi. Người này không hổ là tinh thông cận thân chém giết người trong nghề, cái này vài cái động tác mau lẹ, cực kỳ nhanh nhẹn, cũng phi thường đúng chỗ, khó khăn lắm tránh qua, tránh né cái này chí mạng một đao. Và một tiếng, viêm linh chi lưỡi kiếm lợi hại vô cùng ngọn gió, rốt cục vẫn phải tải áo trắng tu sĩ đầu vai xẹt qua, một đạo máu tươi vẩy ra ra. Tuy nhiên tránh thoát bộ vị yếu hại, lại đúng là vẫn còn tránh không khỏi cái này huyết quang chi ách. Và bối, vừa mới giao thủ, liền bị thương kiến huyết, áo trắng tu sĩ không khỏi giận dữ, kêu lên. "Và" Áo trắng tu sĩ lời còn chưa dứt, trước mắt hồng mang lóng lánh, thứ hai đao lại đã nhanh vọt tới. Như ý bát quái đao pháp, chính là vô cực môn truyền thừa tuyệt học, một khi triển khai, thế công không ngớt không dứt, không tướng địch người chém ở dưới đao, tuyệt không ngừng nghỉ. Chương 1071 Bát Quái Đao. Cùng đại đa số tu chân giả đồng dạng, Áo trắng tu sĩ cũng không luyện tập qua phàm tục thế giới võ thuật, đối với cái này trùng trồng, không ngớt không dứt thế công, lập tức trở nên luống cuống tay chân, vung vẩy nga mi thứ, liều mạng chống cự. Như ý bát quái đao tiêu chuẩn dùng đao bình thường là dao găm nhãn linh đao, tương đối mà nói, khéo léo nhẹ nhàng, vận chuyển như ý, đối với bắp thịt yêu cầu cực cao. Viêm linh chi lưới kiếm xa so bình thường dao găm nhãn linh đao muốn dài hơn nhiều, cũng không phải đặc biệt thích hợp thi triển loại này cận chiến đao pháp nhưng đối với tại tiêu phàm như vậy cao thủ đứng đầu mà nói, viêm linh chi lưới kiếm điểm ấy không khỏe, hoàn toàn có thể dùng cao siêu kỹ xảo để đền bù. Đao phong thê lương, màu đỏ sậm đao mang dần dần hợp thành một đạo đao màn, đem áo trắng tu sĩ vây vào giữa, chỉ nghe không ngớt không dứt kim thiết giao kích thanh âm, đã từ từ nhìn không thấy áo trắng tu sĩ bóng người liếu tương đương. Và, kim thiết giao kích bên trong, ngẫu nhiên hội truyền đến như vậy một tiếng liệt bạch loại nhẹ vang lên, theo mặc dù là áo trắng tu sĩ kinh sợ cùng xuất hiện chửi bậy thanh âm, cùng với không ngừng vẩy ra ra máu tươi. Áo trắng tu sĩ rõ ràng có được lấy nguyên anh kỳ tu vi, thực lực chân thật vượt qua xa phàm tục thế giới V. Y ngắn, P nhất đính tiêm võ thuật cao thủ có thể so sánh, nhưng tại loại này một đao đón lấy một đao yêu dị đao pháp cuồn cuộn không dứt công kích phía dưới, lại chỉ có thể cực lực chống đỡ, vậy mà đằng không xuất ra nửa chút thời gian đến thi triển mặt khác thần thông. Hiển nhiên còn như vậy đánh tiếp, dùng không được bao lâu, tiêu phàm muốn đưa hắn trước mặt mọi người toái cắt sống quả rồi. Tông trưởng quầy đợi ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy trong lòng run sợ ngoài, lại không hiểu thấu. Chưa thấy qua như vậy đánh đích. Thật sự, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, song phương giao thủ, không phải hợp lại pháp bảo. Cũng không phải hợp lại pháp thuật, mà là hợp lại giao găm. Thật sự quá phá vỡ liếu tương đương, cái đó và phàm tục thế giới, võ sư, giao thủ, có gì khác nhau? Nhưng Tiêu Phàm Thần Thái nhìn về phía trên, lại tựa hồ như đối với loại này đấu pháp thập phần thích ứng, hiển nhiên đã không phải là đầu một hồi. Cái này họ tiêu ra hỏa, rốt cuộc là cái quái vật gì? Vì cái gì không gian chi lực giam cầm, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Rõ ràng áo trắng tu sĩ cảnh giới càng tại hắn phía trên, lại bị hắn dùng loại này cổ quái đao pháp gắt gao ngăn chặn, ngay một hơi đều thở không được đến. Và cái thứ ba liệt bạch chi tiếng vang lên. Và tám trứng. Áo trắng tu sĩ cuồng giận lên, chửi bậy không thôi. Tông trưởng quầy và ba người mắt thấy không phải đầu, liếc mắt nhìn nhau, đều tự tế ra pháp bảo. Hùng hổ hướng tiêu phàm đánh tới. Tuy nhiên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiêu phàm như vậy đấu pháp, nhưng cũng biết, tiêu phàm chỉ sợ am hiểu nhất cận thân chém giết, tiến lên cùng hắn vật lộn, nhất định là mưu xuẩn nhất lựa chọn, đều không hẹn mà cùng lựa chọn pháp bảo công kích. Liền vào lúc này, ba người thấy hoa mắt, một đoàn màu vàng cắt bụi từ dưới đất chui ra, ở trên mặt đất nhất quyển. Liền hóa thành hơn một trượng cao một gã màu vàng đất cự nhân, cầm trong tay cực lớn màu vàng đất đại trùy, thay đổi liên tục như gió, qua trong dây lát liền đem ba người pháp bảo đều đánh cho ngã trái ngã phải. Tứ tán bay loạn. Và là vật gì? Ba người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thấy địch nhân ngẩn người, thổ ma ngẫu lại càng không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái trong chốc lát cát bay đá chạy, thiết kế tinh mỹ đại điện. Tựa hồ đảo mắt tự biến thành tái ngoại sa mạc, cát vàng đại sa mạc. Thổi chúng người trong mắt đều không mở ra được đến. Và là ma ngẫu. Rốt cục có một tên kiến thức rộng rãi kim đan tu sĩ gọi quát lên. Và làm sao có thể, nơi nào sẽ có nguyên anh kỳ ma ngẫu. Tông trưởng quầy lại lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không tin. Ma ngẫu thứ này, tại thiên nhai thành cũng không phải không có xuất hiện qua, một ít phương xa đến Vu đạo tu sĩ, tựu mang theo có ma ngẫu, thậm chí còn có chuyên tư dưới nước tác chiến nước ma ngẫu. Nhưng này chút ít ma ngẫu cảnh giới bình thường đều tương đối thấp, ngay kim đan kỳ đều tương đối hiếm thấy. Nguyên anh kỳ ma ngẫu, không chỉ nói chưa bao giờ thấy qua, ngay nghe, nghe đều rất ít nghe nói qua. Không đợi bọn hắn thảo luận ra cái kết quả đến, a mà một tiếng kêu thảm vang lên, lại là một gã đồng môn trốn tránh không kịp, bị thổ ma ngẫu một búa đánh trúng đầu lập tức tự đánh cho óc vỡ toang ầm ầm ngã xuống đất. ngay giấy ruộng đều không có giấy ruộng thoáng một tí, liền là khí tuyệt bỏ mình. ma ngẫu lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, lại rất khó bị giết diệt, sức chiến đấu rất mạnh. bình thường cùng giai tu sĩ cùng với giao thủ, nếu như không có tu luyện qua chuyên môn khắc chế ma ngẫu công pháp hoặc là không có đặc biệt bảo vật, bình thường đều cũng không phải ma ngẫu đối thủ. huống chi là nguyên anh kỳ ma ngẫu lấy mạnh hiếp yếu ba gã kim đan tu sĩ nơi nào sẽ là địch thủ. Chỉ chớp mắt gian, đã có người vẫn lạc mà vong. Mắt thấy thổ ma ngỗ xài bước đánh tới, màu vàng cự trùy thượng vết máu loang lổ, thẳng không phải sức người có khả năng kháng cự, tông trưởng quầy cùng một danh khác kim đan tu sĩ không khỏi vong hồn đại bốc lên. Và nhanh thay đổi không gian chi lực, khóa lại hắn. Nhưng hai người rốt cuộc không phải gà bắp, cũng coi như đắc kiến thức rộng rãi, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong khoảnh khắc liền muốn ra đối sách, liên tục không ngừng mà cuồng thúc bên hông ngọc bội, một cổ không gian chi lực bắt đầu khởi động tới, thổ ma ngẫu hành động lập tức tự trở nên chậm chạp. Và động tác của nó chậm lại liễu tương đương, tông sư huynh, màu đem pháp bảo của ngươi liệt núi ấn tế ra đến, đem bà thứ này đánh cho nát bấy, ta dùng hồ lô thu hắn. Một danh khắc kim đan hậu kỳ tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Phải nói, người này sách lược cực kỳ chính xác, đây là đối phó thổ ma ngẫu biện pháp hữu hiệu nhất điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể đủ áp dụng được tông trưởng quầy vừa mới luống cuống tay chân tế ra một kiện đại ấn hình dáng bảo vật liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cực đại thổ ma ngẫu bỗng nhiên không thấy bóng dáng theo hắn không coi vào đâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi pha tốt hắn tại độn thổ tông trưởng quầy kinh kêu một tiếng ngay liệt núi ấn cũng không kịp thu thân thể nhoáng một cái liền hướng đại điện một góc bay đi một khi bị cường đại như thế Nguyên Anh kỳ thổ ma ngẫu lấn đến phụ cận, đã có thể ngay nửa điểm dẫy rựa đường sống cũng sẽ không có liễu tương đương. Một danh khác Kim Đan tu sĩ động tác chậm hơn, vừa mới lấy ra một cái hồ lô hình dáng pháp bảo, liền chỉ cảm thấy mắt cá chân nơi siết chặt, cúi đầu nhìn lại, một đôi màu vàng đất bàn tay lớn đã muốn cầm thật chặt hắn mắt cá chân, lập tức sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài, hé miệng còn không kịp kêu to, cả người tựu lăng không bị xé thành hai mảnh. Pha thúc cứu mạng đang tại bay vụt tông trưởng quầy nhìn thấy một màn này trong chốc lát sắc mặt như màu đất bất chấp cái khác khàn cả giọng mà gọi quát lên không phải nói do ba người bọn họ phối hợp tứ sư thúc nắm bắt cái này họ tiêu dễ như trở bàn tay sao như thế nào trong nháy mắt bốn người cũng chỉ còn lại có hai cái hơn nữa cái này hai cái tình hình còn thập phần không ổn nếu như trong thời gian ngắn không thể tìm được kịp thời trợ giúp lời mà nói tông trưởng quầy rất rõ ràng chính mình có thật lớn phiền toái. Cái kia thổ ma ngẫu không biết không thức, tuyệt sẽ không cho hắn nửa điểm nhân từ. Chỉ là cái này đương lúc, tứ sư thúc sớm đã còn không mang nổi mình ốc. Và suy suy, liên tiếp không ngừng liệt bạch thanh âm truyền đến, nghe vào tông trưởng quầy trong tai. Mỗi một cái đều kinh tâm động phách, trong lúc cấp bách nhìn trộm hướng bên kia một nhìn, chỉ thấy màu đỏ sậm đao mang bao phủ phía dưới, máu tươi vẩy ra, đã tại tiêu phàm bên chân tạo thành một mảnh huyết vũ. Tại viêm linh chi lưới kiếm tạo thành kín không kẽ hở đao vóng phía dưới, vô luận áo trắng tu sĩ như thế nào xê dịch né tránh, như thế nào gào thét như sấm, đều thủy chung vô pháp đào thoát đi ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vết thương trên người càng ngày càng nhiều, dùng không được bao lâu, toàn thân máu huyết sẽ gặp rơi vãi đắc sạch bong. Tiêu Phàm một tay chắp sau lưng, một tay vận đao, cực kỳ dù bận vẫn ung dung. Và thuốc, nhanh cứu ta." Giấu lớn. Chỉ có điều sau một lát, Tông trưởng quầy nửa tiếng kêu thảm thiết, liền là kiết nhiên nhi chỉ, không còn có nửa điểm tiếng động. Và tám trứng, bị nhốt tại đao võng phía dưới áo trắng tu sĩ nhịn không được hít vào một hơi. Hắn tuy nhiên sông không phá tiêu phàm đao võng, bên ngoài hết thảy lại thấy nhất thanh nhị sở, cái kia thổ ma ngẫu khủng bố khí tức, lại càng làm hắn kinh hồn táng đảm. Cái này họ tiêu tiểu tử chẳng những bản thân thực lực mạnh. Xa xa vượt quá ngoài dự liệu của hắn, càng làm người không tưởng được chính là tiêu phàm rõ ràng còn có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Hôm nay ba gã kim đan tu sĩ đều bị thổ ma ngẫu thoải mái xử lý, rất nhanh sẽ chạy tới. Cùng tiêu phàm hợp lực đối phó hắn. Áo trắng tu sĩ cơ hồ hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được đến, đương làm thổ ma ngẫu theo dưới người hắn bỗng nhiên chui, vào lúc đi ra, cũng chính là của hắn từ kỳ đến. Tại đây dạng biến thái tên khốn kiếp giáp công phía dưới. Hắn tuyệt không nửa phần sinh cơ lúc này nếu không mạo hiểm mưu đồ một xính, chẳng những một thế anh tên trôi theo nước chảy. Ngay cả tính mệnh đều muốn giữ không được. Thổ ma ngẫu một trùy tướng tông trưởng quầy đánh thành thịt vụn, ở trên mặt đất nhất quyền. Hóa thành một đoàn cát vàng, chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Và, mắt thấy sự tình gấp, áo trắng tu sĩ không do dự nữa, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, trong tay phân nước nga mi thứ mãnh liệt bạo liệt ra đến, hóa thành hai luồng trói mắt đẹp mắt ánh sáng, đồng thời một cổ cực kỳ khủng bố khí tức ầm ầm bộc phát ra, hướng bốn phía văng tung tóe mà đi, thế không thể đỡ. Sống chết trước mắt, áo trắng tu sĩ vậy mà tự bạo bổn mạng của hắn binh khí. Một gã nguyên anh tu sĩ dốc sức liều mạng, tự bạo bổn mạng pháp bảo, hắn uy năng to lớn, không gì sánh kịp, tung xem như tiêu phàm tu vi viễn siêu cùng giai tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Ngay tại áo trắng tu sĩ dốc sức liều mạng lập tức, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên gian liền từ tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây chính là hình thức quan trọng hơn quan khẩu, tiêu phàm không chút do dự mà thi triển ra theo gió dấu hình thuấn di chi thuật. Bồn mạng pháp bảo tự bảo, đối thoại quần áo tu sĩ thương tổn, lại càng khó có thể tưởng tượng, đại bộ phận tự bảo uy lực, đều bị chính hắn thừa nhận rồi xuống. Cái này vốn là giết người ba nghìn tự tổn một vạn chiêu số, chỉ có tại nhất lúc tuyệt vọng mới liều chết một xính. Cũng may đối với loại tình hình này, áo trắng tu sĩ sớm có chuẩn bị, ầm ầm bạo liệt về sau, hắn sớm đã đồng thời khởi động bên hông ngọc bội, tại hắn vừa mới thoát ra mấy trượng bên ngoài, một cổ bàng nhiên không gian chi lực hàng lâm mà hạ, đem bổn mạng pháp bảo tự bảo uy năng gắt gao áp chế tại trước kia chỗ, nếu không lệnh hắn khuếch tán. Cũng chính là có như vậy chuẩn bị ở sau, áo trắng tu sĩ mới dám tại tại loại tình hình này hạ tự bạo bổn mạng pháp bảo. Nếu không, cho dù hắn có thể đột phá tiêu phàm đao võng, cũng sẽ tử tại bổn mạng của mình phát bảo phía dưới. Vừa mới vừa chạy ra kinh khủng kia màu đỏ sậm đao mang bao phủ, áo trắng tu sĩ thân hình sớm đã rời ra phá toái, tay trái cùng chân trái đều không thấy bóng dáng, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong lúc này, lại không kịp kiểm tra thương thế của mình tình, miệng hơi mở, một mặt tấm chắn nhỏ phun ra, áo trắng tu sĩ đang muốn niết quyết cách làm, kích phát cái này bảo vật, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, nhịn không được cúi đầu. Một đoạn màu đỏ sậm lưỡi đao, theo lồng ngực của hắn thẳng lộ ra đến, màu đỏ sậm đao phong phía trên, đỏ tươi huyết châu từng chuỗi rơi xuống nước. Áo trắng tu sĩ hai mắt mãnh liệt trợn thật lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ rốt cuộc không nghĩ tới, cái này trận đánh nhau, hội là kết quả như vậy. Nhưng mặc kệ hắn đến cỡ nào không cam lòng, còn có bao nhiêu tuyệt kỹ không kịp thi triển, cái này trận đánh nhau đã muốn dừng ở đây. Và, màu đỏ sậm viêm linh chi lưới kiếm bỗng nhiên liệt diễm bốc hơi, lưỡi đao phía trên áo trắng tu sĩ, trong nháy hóa thành cho tàn, tại đây dạng nóng bỏng dưới nhiệt độ, ngay ẩn sâu trong cơ thể Nguyên Anh đều không có nửa phần dẫy dụa cơ hội, theo tàn phá thân thể cùng một chỗ, bị thiêu đốt thành phi sám. chương 1072 Long Lân kiếm trận So sánh dưới, lực lớn sư bên này chém giết, tựa hồ càng chiếc cụ xem xét tính. 12 đạo bổn mạng Long Lân biến thành thanh mang, tại trong hư không như ẩn như hiện, rất mờ ảo loại này đặc tính, ly thường luồng bổn mạng long lân là không có đích, không hề nghi ngờ, lực lão quái trộn lẫn vào một ít hắn tài liệu của hắn. Thiên hay tiên tử như trước ngồi ngay ngắn ở ghế bành ở bên trong, đối với cái này 12 đạo thanh mang làm như không thấy. Và suy suy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 12 đạo thanh mang thoáng qua liền giết đến thiên hay tiên tử phụ cận, nhập vào cơ thể mà qua. Cưng rắn lê hoa một ghế bành, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mà ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong thiên hay tiên tử, lại một hồi rất nhỏ run rẩy, giống như nước gợn giống nhau, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như nàng cho tới bây giờ sẽ không từng tại đó xuất hiện qua. Và xinh đẹp ảo thuật. Lực lão quái khẽ giật mình, lập tức hắc hắc mà quái cười rộ lên. Đục ngầu lão trong mắt, làm mang lóng lánh. Lập tức tại trong đại điện siêu tầm bắt đầu đứng dậy. Và tại đây ly thường luồng bổn mạng long lân bên trong, gia nhập cái gì? đang tại lực lão quái siêu tầm thời điểm một cái lãnh đạm thanh âm vang lên vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thiên hay tiên tử thân ảnh lại ra hiện tại chỗ cũ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó tựa hồ chưa bao giờ di động qua và hắc gọi phu nhân chê cười lão phu tại đây chút ít bổn mạng long lân bên trong gia nhập một ít biển thận thú thú gân lực lão quái hai mắt có chút nhíu lại vừa cười vừa nói và thận thú là thận thú họ hàng gần Thiên Hay Tiên tử hai hàng lông mày nhẹ nhàng dơ lên. Và phải chính thức lại nói tiếp, biển Thận thú mới được là chính tông nhất huyết mạch truyền thừa, Thận thú, các Thận thú. Cây Thận thú những này đều là biến dị giống. Thiên Hay Tiên tử nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, người ở đây long lân giáp bên trong rơi xuống lớn như vậy tiền vốn, là có 10 phần nắm chắc đối phó chúng ta. Và dám, phu nhân là hậu kỳ đại tu sĩ, ai dám nói có 10 phần nắm chắc? chỉ là hạo thiên tông treo giải thưởng thức sự quá mê người, dù thế nào cũng muốn liều mạng liễu tương đương. Tại địa phương khác, tại hạ cũng không dám đánh phu nhân chủ ý, bất quá tại đây truyền tống trong đại điện nha, vậy cũng tự không giống với lúc trước. Phu nhân chẳng lẽ không có cảm ứng được tại đây không gian chi lực sao? Và nói gì, người đối với không gian chi lực cũng có nghiên cứu. Thiên hay tiên tử trong giọng nói, lộ ra một điểm kinh ngạc ý. Và sai, gần đây hơn trăm năm đến, lão phu một mực dốc lòng nghiên cứu không gian chi đạo. Phát hiện không gian chi lực không hề giống chúng ta ngày thường suy đoán cái kia dạng, hoàn toàn không thể nắm lấy. Mà là có dấu vết mà lần theo đích, mặc dù không có không gian loại dị bảo, vô pháp lăng không sinh ra không gian chi lực đến, nhưng mượn nhờ cái này siêu cấp truyền tống trận không gian chấn động, nhưng có thể bịa đặt. Lực lão quái ngạo nghẽ nói ra, cứ việc mặt của hắn thấp thoáng tại mũ bảo hiểm về sau, nhìn không tới nét mặt của hắn, chỉ bằng vào ngữ khí cũng có thể nghe được đi ra, hắn rất đắc ý. Thiên hay tiên tử lãnh đạm nói, người có thể ở luyện khí thuật thượng lấy được cao như vậy thành tựu, lại tu luyện khô mắt thuật, còn có thể hóa nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu không gian chi lực. Có thể thấy được thiên phú của ngươi là cực cao đích. Đáng tiếc a hát, tham thì thâm, ngươi nếu một lòng nhào vào trên việc tu luyện, có lẽ cũng sớm đã tiến giai hậu kỳ. Cần gì phải tại đây thiên nhai thành bị người uất khí lực lão quái hai mắt mãnh liệt nhíu lại, lập tức cười lạnh nói, phu nhân là ở giáo huấn ta sao? Tuy nhiên tại hạ chưa đặt chân hậu kỳ cảnh giới, nhưng có không gian chi lực tương trợ, chưa hẳn không thể cùng phu nhân một trận chiến. Và, lực lão quái trong miệng một tiếng quát nhẹ, trên người long lân giáp quang hoa đại phóng. Chói mắt sáng chói, làm cho người không dám nhìn gần. Sau một khắc, lực lão quái tựu ra hiện tại thiên hay tiên tử sau lưng, 12 đạo thanh mang lóe lên lần nữa hướng lên trời hay tiên tử nhanh chém mà đi. Và suy suy, lại là liên tiếp nhẹ vang lên, thiên hay tiên tử uyển chuyển thân hình, tại long lân kiếm phách chạm phía dưới, từng khúc vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Và, lực lão quái hử lạnh một tiếng, và vị đạo hiếu, đều hiện thân A. Đại điện trên thạch bích, quang mang chấp diệu, hai đạo nhân ảnh di động hiện ra. Nhìn kỹ lại, nhưng lại một cao một thấp hai gã trung niên tu sĩ, cao cực gầy, như cùng một căn cây gậy trúc tử tương tự, phảng phất một trận gió tới, có thể đưa hắn thổi quát không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thấp nhưng lại cực béo, thân cao chưa đầy bốn xích, hoành lấy lại vượt qua bốn xích, coi như một cái cực đại viên thịt, cái mũi con mắt miệng tại một cực lớn mặt béo phì thượng lách vào làm một đoàn, xấu xí dị thường. Lực lão quái thất sư đệ cùng người này vừa so sánh với, quả thực chính là thon thả cao ngất xinh đẹp lang quân liễu tương đương. Hai người này tướng mạo nhìn như buồn cười, tuy nhiên cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, hơn nữa toàn thân sát khí phóng lên trời, có thể thấy được ngày bình thường giết chóc vô số, tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Và tay, lực lão quái cũng không nói nhiều, kêu lên. Và huynh, không đúng a à, người cũng không nói cho chúng ta biết, muốn đối phó là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một cao một thấp hai gã trung niên tu sĩ lại không chút sứt mẻ, cao gầy tu sĩ bờ môi vừa động, hướng lực lão quái truyền âm nói ra, thần sắc cực kỳ không vui, tựa hồ cảm giác mình được lường gạt. Cũng không trách hắn tức giận. Cái này lực lão quái cũng quá không hợp thói thường rồi, nói là thỉnh bọn hắn xuất thủ tương trợ, ai biết muốn đối phó lại là một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Nói đùa gì vậy? Lực lão quái bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng truyền âm nói ra, ngài đạo hiếu, cái này yêu nữ là hậu kỳ tu sĩ đúng vậy, nhưng người cũng có thể nhìn ra được, nàng trọng thương chưa lành, thực lực đại tồn, cùng chính thức hậu kỳ đại tu sĩ hoàn toàn so không được. Chúng ta bốn người liên thủ, tăng thêm nơi đây không gian cấm chế, muốn đối phó nàng, nhất định là dư giả. Và ngươi nói đắc ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, chính là một điểm linh thạch, vài khỏa nội đan, đã nghĩ hống lửa gạt huynh đệ chúng ta cùng một gã hậu kỳ đại tu sĩ dốc sức liều mạng, nào có dễ dàng như vậy. Và hắc, ngài đạo hiếu cũng đừng quên, 20 năm trước, Trấn Hải cung cái kia kiện án mạng nhưng cùng các ngươi có quan hệ, nếu không phải lão phu thay các ngươi làm chứng, các ngươi có thể khinh địch như vậy tự cởi liên quan sao? Thành cung chủ cũng không có tốt như vậy lừa gạt, hai vị có lẽ hay là hảo hảo tự định giá một chút đi. Lực lão quái sắc mặt trầm xuống, thanh âm thoáng cái trở nên lạnh như băng đích. Họ ngải cao gầy tu sĩ sắc mặt đại biến, cho đã mắt đều là sắc mặt giận dữ. Lực lão quái cười lạnh liên tục, chỉ là nhìn thẳng hắn. Cao gầy tu sĩ sắc mặt mấy lần, bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng viên thịt tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu ánh mắt lóe lên tựa hồ hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn về phía lực lão quái truyền âm nói ra tốt lực lão quái tính toán ta hai anh em không may sẽ thấy giúp ngươi một lần nhưng này cái giá cả không được lực lão quái hiển nhiên đã sớm trong lòng có bị lập tức nói không có vấn đề đáp ứng hai vị linh thạch lại thêm ba thành động vật biển nội đan lại thêm bốn khỏa chỉ cần hai vị phối hợp ta sư đệ điều khiển tốt tại đây không gian cấm chế là được. Cái kia yêu nữ do lão phu tự mình đối với giao. Và cứ quyết định như vậy đi, bất quá, lực lão quái, chúng ta từ tục tiểu nói trước, đây chính là một lần cuối cùng. Lần này qua đi, hai chúng ta thanh, người rốt cuộc đừng tới tìm hai anh em chúng ta. Họ ngải cao gầy tu sĩ hầm hừ nói, tựa hồ đối với lực lão quái không có nửa phần hào cảm. Và đã nói nói, chỉ cần nắm bắt cái này yêu nữ, lão phu về sau cam đoan không bao giờ. Nữa đến phiền toái hai vị. Lực lão quái mỉm cười, ngữ khí trở nên thập phần sung sướng bắt đầu đứng dậy. Lực lão quái bọn người trao đổi thời điểm, thiên hay tiên tử thân ảnh lại tại nguyên chỗ hiện thân ra, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, không rên một tiếng, cũng không bước ra mà đi, cũng không chủ động tiến công. Tựa hồ đối với đây hết thảy, đều không thèm để ý chút nào. Và sư đệ, động thủ. Lực lão quái quát khẽ một tiếng và ục ịch tu sĩ điểm mạnh một cái đầu, thân thủ tại bên hông vỗ, này mặt ngọc bội bay vụt mà dậy, ục ịch tu sĩ nắm trong tay, miệng lẩm bẩm, tay phải niết quyết, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào trong ngọc bội. Họ ngải cao gầy tu sĩ cùng viên thì tu sĩ cũng phân biệt cầm một mảnh ngọc bội, động tác cùng ục ịch tu sĩ giống như đúc. Một cổ vô hình không gian chi lực, dần dần tràn ngập tại trong đại điện. Lực lão quái ngưỡng thiên nhất thanh âm cuồng tiếu, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi thăng lên giữa không trung, bá mà một tiếng, Long Lân Giáp thượng thanh quang đại phóng, hơn trăm tấm nắm đấm lớn lân phiến bay múa mà dậy, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, suy suy, thanh âm chưa phát giác ra, đảo mắt liền ẩn vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Long Lân Giáp do thanh chuyển bạch, khôi phục huyền tinh giáp lúc trước diện mạo. "Và hay phu nhân, người có lẽ hay là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích sao?" Lực lão quái trên mũ giáp hào quang lóe lên, lộ ra cái kia giống như hong gió cây quyết ra tựa như mặt mo, hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa thiên hay tiên tử. Và thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra chính là. Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra, ngay mí mắt cũng không dơ lên thoáng một tí, tựa hồ nhiều ra tới hai gã nguyên anh tu sĩ hoàn toàn là trong suốt đích, chút nào đều không tha trong mắt của nàng. Và tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về lão phu long lân kiếm trận. Lực lão quái cười lạnh một tiếng, quát, hai tay niết quyết, miệng lẩm bẩm Và, chỉ thấy trong hư không, hơn 10 thanh màu xanh đoạn kiếm, di động hiện ra, mỗi chuôi lợi kiếm dài ước chừng hai thước, thanh mang lập loè có vẻ cực kỳ phong duệ hướng về kiếm trong vòng thiên hay tiên tử, cuồn cuộn đánh tới. Nhóm đầu tiên hơn 10 thanh lợi kiếm vừa vừa khởi động, trong hư không lại bắt đầu hiện ra nhóm thứ hai màu xanh đoạn kiếm, dường như cuồn cuộn vô cùng. Một mực im lặng thiên hay tiên tử hai hàng lông mày có chút dương lên, rốt cuộc động, bàn tay vừa nhấc, băng hàn khí tức đột khởi, từng đạo dài ước chừng vài tắc băng chùy hướng về cuồn cuộn đánh tới long lân đoạn kiếm bay đi. Xuy suy trong tiếng, sáng như tuyết băng chùy lần lượt màu xanh trường kiếm bắn tới, vậy mà tất cả đều đã rơi vào không chung, chưa từng bắn chúng. Và hắc. Đạo hữu cũng không tránh khỏi quá coi thường lão phu cái này long lân kiếm trận liễu tương đương. Những này long lân kiếm chẳng những là dùng ly thường luồng lân phiến luyện chế mà thành, trong đó còn trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài cùng biển thận thú thú gân, cũng thực cúng huyến, nào có dễ dàng như vậy bị phá rơi. Lực lão quái cười lạnh nói. Và, thiên hay tiên tử hư lạnh một tiếng, phải giơ tay lên, lực lão quái trước mặt bỗng nhiên trắng xóa xương mù lượn lờ, lập tức một mảnh mơ hồ, cái gì đều nhìn không tới liễu tương đương. Và mà một tiếng vang nhỏ, một đạo tia ánh sáng trắng qua trong dây lát đã đến lực lão quái trước mắt. Thanh mang chấp động, Mũ bảo hiểm đột nhiên lại đem lực lão quái đầu cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực Và mà một tiếng giòn vang Phong duệ vô cùng băng trùy Chính chính xuất tại lực lão quái trên chán Thanh mang lóng lánh gian Lại hướng bên cạnh trượt đi ra ngoài Không có thương tổn đến lực lão quái mảy may Và hay phu nhân Muốn đánh tựu trăm chú điểm Nhỏ như vậy thủ đoạn Muốn phá vỡ ta long lân bảo giáp Không khỏi có chút quá trò đùa đi à nha Hắc hắc, hắc 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 Một hồi cười lạnh thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn không thôi. Trường 1073 cái này khôi giáp là của ta và nói đây là của ngươi này long lân giáp. Thiên hay tiên tử lạnh lùng hỏi. Và đúng rồi, đây là tiêu đạo hữu long lân giáp. Bất quá, nếu tiêu đạo hữu đã muốn vẫn lạc mà vong nữa nha. Cái kia có thể là của ta đi à nha. Lực lão quái vừa cười vừa nói. Hơn 10 thanh long lân đoạn kiếm chút nào không chút nào đều không có ngừng, tiếp tục cuồn cuộn hướng chính giữa thiên hay tiên tử cắt mà đến. Đừng nhìn lực lão quái ngữ khí thoải mái, trên thực tế điều khiển cái này long lân kiếm trận cực kỳ hao phí thần niệm chi lực. Bởi vì này chút ít long lân đoạn kiếm mỗi một chuôi đều phải dùng một đám thần niệm đi điều khiển, cùng không ít kiếm xây môn phái kiếm trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này mặc dù là trọn vẹn pháp bảo, nhưng không có lệ thuộc, lẫn nhau độc lập, mỗi một chuôi long lân kiếm đều là một việc độc lập pháp bảo. Đương nhiên, cũng có thể đem trọn vẹn long lân kiếm đều luyện hóa thành nhất thể pháp bảo, điều khiển bắt đầu đứng dậy tự dễ dàng nhiều hơn. Bất quá, uy lực tự không thể so sánh nổi, gặp được cao thủ chân chính, chỉ cần đánh bại tổng nút, chọn bộ pháp bảo liền mất đi tác dụng. Hiện tại mỗi một chuôi đoạn kiếm đều là một việc độc lập bảo vật, địch nhân phá giải đi, độ khó muốn lớn liếu tương đương. Cũng mất đi lực lão quái thần niệm chi lực không kém, vượt qua giống nhau nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc này mới có thể đồng thời điều khiển ba mươi mấy chuôi đoạn kiếm. Đổi một cái thần niệm chi lực hơi yếu Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, chỉ sợ riêng là làm theo cái này ba mươi mấy thanh phi kiếm trước sau trình tự, muốn hao hết tâm thần liếu tương đương. Làm cho là như thế, lực lão quái điều khiển cả kiếm trận, cũng có lẽ hay là có vẻ cố hết sức. Vì đuổi thời gian, hắn thậm chí còn không kịp chính thức luyện hóa cái này trọn vẹn pháp bảo, tự vội vã chạy tới. Trước mắt bộ này long lân giáp cùng long lân kiếm trận, đều có thể nói là vật vô chủ. Cũng nên đợi tại đây sự tình xong xuôi rồi, thuận lợi bắt giữ yêu nữ. Đến Đại triệu Quốc, đem yêu nữ hiến cho Hạo Thiên Tông, nhận lấy lớn treo giải thưởng về sau, lại tính hạ tâm lai. Chậm rãi luyện hóa nhận chủ không muộn. Muốn luyện hóa cực phẩm pháp bảo, vội vàng sao động không được. Thiên hay tiên tử trong mắt, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Không thể phủ nhận, cái này lực lão quái quả nhiên là bất thế gia kỳ tài luyện khí thuật thượng tạo nghệ, tuyệt đối là tông sư cấp bậc, rõ ràng thật sự luyện được một bộ cực phẩm pháp bảo. Và, thiên hay tiên tử một tiếng khẽ quát, quanh thân không khí bỗng nhiên trở nên rét lạnh dị thường, như là lập tức muốn đem cả thiên địa đều đông lạnh triệt. Đang tại cuồn cuộn đánh tới long lân kiếm, bốn phía xương trắng cùng một chỗ. đảo mắt tựu đông cứng ống ánh hàn băng bên trong, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Lực lão quái lạnh cười nói, thiên hay đạo hiếu huyền băng công pháp rất khó lường, bất quá đạo hiếu cũng đừng quên, đây là ly thường luồng long lân chế tạo binh khí, thủy thuộc tính công pháp muốn vây khốn chúng, độ khó không nhỏ. Lời còn chưa dứt, bị đông tại hàn băng bên trong 36 chuôi đoạn kiếm, hào quang lóe lên, hóa thành thành từng mảnh xanh đầm đìa long lân. Ánh sáng màu lam lại lóe lên, liền từ chắc chắn vô cùng huyền băng bên trong nhập vào cơ thể ra, lại nhìn những kia huyền băng, như trước đông lạnh tại đó cũng không có đặc biệt biến hóa. Ly thường luồng là tinh khiết thủy thuộc tính trong nước yêu thú, thiên hay tiên tử huyền băng quyết, thuộc về cũng là thủy thuộc tính công pháp. Quả nhiên trói không được long lân kiếm. Bất quá những này long lân thoát khốn về sau, cũng chưa từng lại hóa thành đoạn kiếm. Mà là đang ánh sáng màu lam lập lòe bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợt thứ hai 36 chuôi hàn lóng lánh phi kiếm. Lại sớm đã ở ngoại vi hợp thành một cái mới kiếm trận, như trước bất tử bất tật mà chậm rãi hướng chính giữa cắt mà đến, nhóm thứ ba long lân biến thành đoàn kiếm, lại tại trong hư không ẩn ẩn di động hiện ra. Tổng cộng 108 miếng long lân, chế tạo thành 108 thanh phi kiếm, thuộc về, chỉ cần lực lão quái thần niệm chi lực cũng đủ cường đại, pháp lực cũng đủ thâm hậu, những này phi kiếm tạo thành kiếm trận sẽ sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt Trừ phi có thể đem những này phi kiếm kể hết phá hủy, hoặc là trực tiếp diệt sát lực lão quái, nếu không thật đúng là vô cùng khó phá rơi cái này kiếm trận. Hết lần này tới lần khác lực lão quái trên người còn khoác đồng dạng long lân giáp, phòng ngự năng lực mạnh, chút nào cũng không tại kiếm trận sắc bén lực công kích phía dưới. Như vậy công thủ gồm nhiều mặt bảo vật, tại cực phẩm pháp bảo bên trong cũng phi thường hiếm thấy, có thể nói thượng giai chi phẩm. Khó trách lực lão quái tin tưởng gấp trăm lần, tự tin có cái này bảo vật, tung tính toán đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không rơi vào thế hạ phong và thiên hay tiên tử lại là một tiếng khẽ quát, thon dài tố giơ tay lên, kỳ hàn khí tái khởi, muốn y dạng họa, vẽ, hồ lô, đem long lân kiếm lần nữa đông cứng huyền băng bên trong. Tuy nhiên làm như vậy cũng không thể chính thức vây khốn long lân kiếm, lại có thể chỉ trệ kiếm trận thế công. Thiên hay tiên tử tuy bởi vì bị thương mà không tại đỉnh phong trạng thái, nhưng hậu kỳ đại tu si ánh mắt còn đang. Liếc có thể nhìn ra được, cái này kiếm trận uy lực vô cùng lớn, lại có một chí mạng nhược điểm, thì phải là cực kỳ hao phí thần niệm chi lực. Chỉ cần nhiều thất bại kiếm trận mấy lần tiến công, lực lão quái nhất định kế tục không còn chút sức lực nào. Bảo bối xác thực là tốt bảo bối, nếu như là do những kia thần niệm chi lực đặc biệt cường đại hậu kỳ đại tu sĩ đến vận chuyển cái này long lân kiếm trận, có thể phát huy ra tới uy lực, nhất định sẽ vượt quá đại đa số người ngoài ý liệu. Thời cơ phù hợp lời mà nói, có được một bảo vật như vậy, đủ để dùng ít địch nhiều, không rơi vào thế hạ phong. Và hay đạo hiếu người thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Như vậy chúc tài mọn, nhưng chỉ lần này thôi. Lực lão quái cười lạnh một tiếng, ống tay áo run lên, từng đạo pháp quyết bắn ra, 36 thanh phi kiếm thanh quang đại phóng, thiên hay tiên tử không hướng mà không lợi huyền băng chi thuật, bỗng nhiên mất đi công hiệu, cứng rắn vô cùng huyền băng, bị long lân kiếm thanh mang ngăn cản tại bên ngoài. Ngay sau đó, vang lên một hồi trói tai cắt thanh âm, cứng rắn vô cùng huyền băng lại bị long lân kiếm cắt thành một chút cũng không có số mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời băng cám, ào ào rơi xuống mà xuống. Thiên hay tiên tử hai hàng lông mày có chút dương lên. Cái này long lân kiếm phong duệ có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thiết mẫu bột mài đại danh đỉnh đỉnh, được xưng, duệ kim chi tinh, quả không phải hư danh nói chơi. Lực lão quái như vậy luyện khí tông sư, tình nguyện hủy diệt một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo, cũng muốn tinh luyện đưa ra bên trong thiết mẫu bột mài đến, dung nhập long lân kiếm bên trong, nhất định là có đạo lý đích. 36 chuôi long lân kiếm chậm rãi thu nạp vòng vây, hướng chính giữa cắt mà xuống. Cùng lúc trước tương tự chính là một màn lại xuất hiện. Thiên hay tiên tử thân hình tại long lân kiếm cắt phía dưới, từng khúc vỡ vụn mà mở, nhưng không thấy một tia máu tươi bắn tung tóe một hồi vần nước loại chấn động vặn vẹo qua đi, tự tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Lực lão quái cũng kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Lúc trước thăm dò tính công kích, còn tưởng rằng thiên hay tiên tử chỉ là vận dụng cực kỳ cao minh ảo thuật nhưng hôm nay tại kiếm trận cắt phía dưới vậy mà cũng là tình như vậy hình xem ra tuyệt không chỉ là ảo thuật đơn giản như vậy cuối cùng nên vậy có lẽ hay là thuấn di thuật trong đó gia nhập một ít ảo thuật cùng ẩn nặc thuật không gì hơn cái này kỳ diệu thuấn di thuật lực lão quái trước kia chưa bao giờ thấy qua nhưng cái này trong đại điện sớm đã bày ra không gian cấm chế và đem nàng tìm ra năm lần bảy lượt làm cho người ta tại hắn mí mắt dưới chạy đi, lực lão quái phiền muộn ngoài, cũng có chút bất an bắt đầu đứng dậy. Đối phương thân pháp thần kỳ như vậy, thậm chí ngay cả hắn khổ tu nhiều năm khô mắt thuật, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy dấu kín ở nơi nào. Những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, quả nhiên mỗi người đều có đều tự tuyệt kỹ. Bất quá lực lão quái cũng có thể cảm ứng được đến. Thiên hay tiên tử xác thực thân chịu trọng thương, tựa hồ đại có điều cố kỵ, không dám vận dụng quá nhiều pháp lực buông tay đánh cược một lần ba gã chủ trì không gian cấm chế nguyên anh tu sĩ vừa nghe lập tức tăng lớn pháp lực rót vào đại lượng không gian chi lực bị tiến cử trong đại điện hư không một hồi vặn vẹo ngay tại cao gầy tu sĩ trước người chưa đầy ba triệu nơi thiên hay tiên tử thân hình di động hiện ra và tốt cao gầy tu sĩ chấn động không cần suy nghĩ thân thể hướng hơi nhưng cấp tốc trượt tới cùng lúc đó miệng hơi mở nhổ ra một mặt màu đồng cổ tấm chắn, đón gió tăng vọt. Lập tức liền biến thành vài thước lớn nhỏ màu đồng cổ cự thuẫn, đem thân thể của hắn hoàn toàn che lấp ở phía sau. Thiên hay tiên tử giờ phút này bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người, không hề nghi ngờ là nhằm vào hắn đến đích. Mắt thấy lực lão quái pháp bảo sắc bén, thiên hay tiên tử liền là bỏ khó cầu dễ dàng, muốn trước theo ba người bọn họ trên người ra tay. Chỉ cần giết đắc một người, cái này không gian cấm chế điều khiển bắt đầu đứng dậy không thể thuận tiện tự nhiên. Lực lão quái vỗ bên hông, này mặt ngọc bội bay vụt mà dậy, bạch lóng lánh. Thiên hay tiên tử nhắc tới trong đan điền tức, muốn đối với cao gầy tu sĩ ra tay, lại chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên kiên hơn kim thiết, giống như một tòa núi lớn, vào đầu chân áp mà xuống. Đồng thời đan điền khí thức một chân nguyên pháp lực vậy mà trở nên sền sệt vô cùng, nhất thời bán hội cầm lên không nổi và gian áp lực. Thiên hay tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, hư lạnh lên tiếng. Lực lão quái thủ đoạn run lên, tựa hồ có đồ vật gì đó lóe lên tức thì. Sau một khắc, thiên hay tiên tử chỉ cảm thấy tay chân siết chặt, trên người vậy mà nhiều ra đến một đạo sáng tinh tinh dây thừng, cơ hồ hoàn toàn trong suốt, như ẩn như hiện, nếu không phải là mình tay chân bị trói ở, thật đúng là khó có thể phát giác. Và tốt, bắt được. Lực lão quái mắt thấy một kích đắc thủ, không khỏi đại hỷ như điên ngưỡng thiên cười như điên và hay đạo hữu ta khuyên ngươi có lẽ hay là không cần phải làm vô vị vùng vẫy cái này điền long tác là lão phu dùng ly thuồng luồng thuồng luồng gân hỗn hợp biển thận thú thú gân luyện chế mà thành vô hình vô ảnh lại cứng cỏi vô cùng mặc ngươi bổn sự thông thiên một khi bị cái này điền long tác khổn trụ tay chân vậy cũng dễ kiếm được không thoát được và hả hạo thiên tông treo giải thưởng là của ta rồi lực lão quái ẩm ý cười to vô cùng đắc ý và cũng chưa chắc nhưng vào lúc này một cái nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên tại lực lão quái sau lưng vang lên lực lão quái chấn động tiếng cuồng tiếu kiết nhiên như chỉ hoắc mà xoay người lại đứng ở phía sau hắn đích đúng vậy tiêu phàm và như thế nào tại đây và không biết xấu hổ lệnh sư để cùng vài tên vãn bối cũng đã bị ta giết tiêu phàm nhìn qua hắn thấp giọng nói ra ngữ khí bình tĩnh gợn sóng không sợ hãi lực đạo hiếu, náo lâu như vậy, cũng nên đủ rồi. Trên người của ngươi cái này áo giáp là của ta, bây giờ còn cho ta. Và sao, hắc hắc, tiểu bối, có bản lĩnh ngươi tự chính mình đến cầm chắc. Và nhìn ngươi là chán sống. Lực lão quái hét lớn một tiếng, cánh tay vừa nhấc, đã nghĩ muốn thi triển thần thông gì, ai ngờ cánh tay vừa mới mang lên một nửa, một cổ bàng nhiên sức lực mãnh liệt tuôn ra hiện ra, đưa hắn toàn thân chăm chú bóp chặt, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều nâng không nổi đến. Lực lão quái có thể rõ ràng mà cảm giác được, này cổ sức lực đến từ hắn trên người khoác long lân giáp. Và nói, cái này khôi giáp là của ta, tiêu phàm nhàn nhạt nói ra. Lực lão quái đột nhiên nhớ tới, hắn hiện tại khoác khôi giáp, đúng vậy tiêu phàm giao cho hắn, huyền tinh giáp. Thời gian cấp bách, hắn vừa mới rèn hoàn thành mới khôi giáp, còn không kịp một lần nữa luyện hóa, cái này huyền tinh giáp ở phía trong như trước giữ lại tiêu phàm thần hồn ấn ký, tiêu phàm mới được là cái này áo giáp chủ nhân chân chính. chương 1074 truyền tống Và bối, giam ám toán lão phu Lực lão quái lập tức nổi giận như điên, nghiêm nghị quát Vốn là cái này khôi giáp chi lực, xa không đủ để chính thức vây khốn hắn đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ Nhưng mà cao thủ chém giết, tranh giành vốn là cái này chỉ trong gang tắc Thực tế phía sau hắn còn có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, một chút như vậy trì hoán, cũng đủ để âm dương cách. Lực lão quái hét lớn một tiếng, trong miệng cấp cấp niệm chú, muốn dùng thâm hậu pháp lực cưỡng ép hiếp giấy khôi giáp trói buộc, đột nhiên cảm giác được hai tay mát lạnh, hai đạo băng hàn tận xương pháp lực, bỗng nhiên theo hắn lỏa lồ bên ngoài ra thịt thẳng thấu mà vào, không đợi lực lão quái phục hồi tinh thần lại, vẻ này trí âm trí hàn chi lực, trong khoảnh khắc liền xâm nhập đến hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đưa hắn đông lạnh thành một cái băng nhân. Người trước mắt ảnh lóe lên, hắc y váy đen thiên hay tiên tử, không biết lúc nào, đã muốn chạm ở trước mặt của hắn, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Và huynh, buồn bã thất sư để quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, ống tay áo run lên, một mặt kim lóng lánh nào cái trũng trẻ bắn ra, đón gió tăng vọt, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, phi tốc xoay tròn lấy, hướng tiêu phàm nhanh chém mà đến. Cùng cái kia tên đã muốn vẫn lạc tứ sư huynh đồng dạng, ục ích tu sĩ cũng đem vừa mới tiến giai nguyên anh không lâu tiêu phàm trở thành quả hồng mềm. Tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, tiếng sét đánh ở bên trong, một đạo vừa thô vừa to ngân hình cung uốn lượn mà hạ, mãnh liệt đánh chúng nao cái trúng trẻ. Nao cái trúng trẻ một tiếng gào thét, phảng phất đã bị trọng kích giống nhau, đập vào toàn tử rất nhanh bay rồi trở về. Và cái gì? Lực lão quái toàn thân lạnh buốt, duy chỉ có đầu còn có thể hoạt động, hấp động lên bị đông cứng thành màu tím bờ môi, run giọng hỏi thiên hay tiên tử lãnh đạm nói, hắn so người càng thêm tinh thông không gian chi thuật. Trong người nghi ngờ, đỉnh càn khôn, tiêu phàm trước mặt thi triển không gian thần thông, tuyệt đối là tự tìm phiền toái. Tiêu phàm vừa hiện thân, gia tăng tại thiên hay tiên tử trên người không gian chi lực, lập tức tiêu tán. Về phần điền long tác chó chặt, muốn vây khốn thiên hay cung cung chủ, cơ bản cũng là cái chê cười. Luận đến các loại, bàng môn tả đạo, chi thuật. Thiên hay cung chính là tụ tập đại thành người. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Hay cung mới một mực không bị chính đạo tông môn chỗ tiếp nhận, bị khiển trách vì tà môn ngoại đạo. Nhưng trên thực tế, Thiên Hay cung chỉ là đặc lập độc hành, không thích lắm cùng những bang phái khác tông môn lui tới, nhưng lại không đặc biệt gì việc ác, cùng chính thức tà ma ngoại đạo hoàn toàn bất đồng. Nếu không nghe lời, vô cực môn tiền bối tổ sư, như thế nào lại cùng Thiên Hay cung nữ tu mến nhau? Thực tế Long Tượng tổ sư như vậy trưởng giáo chân nhân công nhận chính đạo đứng đầu, lãnh tụ tình nguyện buông tha cho trưởng giáo vị, cũng phải cùng thiên hay cung cung chủ cùng một chỗ vân du thiên hạ, ẩn cư núi rừng, tự có thể thấy được lốm đốm. Nói xong câu đó, thiên hay tiên tử ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước một điểm, một cổ kỳ hàn khí tuôn ra, lực lão quái chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, lập tức toàn thân đều hóa thành băng điêu. Không còn có bất luận cái gì ý thức. Thiên hay tiên tử lại nhấc tay phất một cái, trói mắt thanh quang lập loè lòng lần giáp lượn vòng mà dậy, theo lực lão quái trên người bác rơi xuống. Trong hư không, thanh quang chấp liên tục, 108 miếng lân giáp bay vụt mà quay về. Một lần nữa trở lại long lân giáp phía trên, một đạo như ẩn như hiện biển long tác cũng bay rồi trở về. Cùng long lân giáp bên hông màu xanh đai lưng tan ra làm một thể, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Một tòa nguyên vẹn hình người băng điêu, ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Lực lão quái trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cũng đã không thể động đậy mảy may liếu tương đương. Thiên hay tiên tử ống tay áo run lên, cái kia kiện long lân giáp tính cả bên trong nội giáp, đồng loạt hướng tiêu phàm bay đi. Tiêu phàm cũng không khách khí, vẫy tay một cái, long lân giáp thanh quang đại phóng, trong khoảnh khắc tự ra hiện tại hắn trên người, đưa hắn toàn thân đều cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực. Cao gầy tu sĩ cùng viên thịt tu sĩ mắt thấy tình hình không đúng, lẫn nhau xử cá nhãn sắc, dưới chân độn quang lóe lên, liền hướng đại điện bên ngoài phi độn mà đi. Lực lão quái cũng đã biến thành băng điêu, bọn hắn còn ở tại chỗ này, tuyệt đối là tìm chết. Thiên hay tiên tử lạnh lùng mà xem của bọn hắn, cũng không ra tay ngăn trở. Trong cơ thể nàng tà mị khí, tuy nhiên bị Tiêu Phàm dùng pháp trận chi lực cùng Hạo Nhiên chính khí cưỡng ép hiếp áp chế xuống dưới, nhưng lại không tiêu tán, như trước ẩn núp tại trong cơ thể của nàng, tùy thời cũng có thể lần nữa phát tác. Tại loại tình hình này phía dưới, nàng tự nhiên muốn tận lực tránh cho cùng người giao thủ càng ít vận dụng chân nguyên pháp lực càng ổn thỏa. Cái này béo gầy hai gã tu sĩ, bất quá là lực lão quái tạm thời mời đến trợ quyền giúp đỡ, tại thiên hay tiên tử trong mắt chỉ là không còn gì nữa tiểu nhân vật, giết cùng không giết, đều không sao cả. Úc ịch tu sĩ dù sao cũng là lực lão quái sư đệ, thoảng qua trần chờ một chút, mới nặng nề một dậm chân, độn quang cùng một chỗ, đi theo béo gầy hai tu sĩ về sau, cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Và hạ đã đầu đảng tội ác, Vậy thì lưu lại a. À. Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nghe vào ục ịch tu sĩ trong tai, lại tựa như cuồn cuộn thiên lôi, ầm ầm rung động, lập tức toàn thân pháp lực đều cổ lay động ra, lập tức đem độn nhanh chóng tăng lên tới cực hạt, đảo mắt đã đến đại điện hơi nghiêng, sau một khắc muốn tông cửa sông ra. Liền vào lúc này, ục ịch tu sĩ chỉ cảm thấy bốn phía không khí bỗng nhiên siết chặt, trong chốc lát tựu trở nên kiên hơn kim thiết, vì độn thân thể, mãnh liệt ngừng lại và gian cấm chế. Đối với cái này cổ lực đạo, ục ịch tu sĩ lại quen thuộc bất quá, chính là bọn hắn vừa rồi điều khiển muốn vây khốn thiên hay tiên tử không gian chi lực, không muốn lại bị tiêu phàm sử dụng sở trường của người mà đánh bại người. Chỉ là cái này đương lúc, ục ịch tu sĩ nói đó có thời gian đi cân nhắc, không gian cấm chế bỗng nhiên, làm phản, nguyên nhân. Luống cuốn tay chân vỗ bên hông ngọc bội, tự muốn cưới bỏ cấm chế chi lực, dưới chân bỗng nhiên siết chặt, lập tức cả thân tử đô bị một đầu như có như không trong suốt giây thường trói đắc nghiêm nghiêm thực thực, nửa phần đều không thể động đậy liếu tương đương. Tiêu phàm thủ đoạn run lên, ục ịch tu sĩ to mỏng thân hình liền bay vụt mà quay về. Và hạ thân thượng mặt này lệnh bài, chính là mở ra siêu cấp truyền tống trận chuẩn bị vật, cũng không thể cho người tựu mặt này chạy mất. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra, cử động tay khẽ vẫy, ục ịch tu sĩ trên người chữ vật vòng tay phi tướng đi ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Tiêu phàm từ đó lấy ra một mặt ngọc bài, nhìn kỹ một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Diệt sát áo trắng tu sĩ về sau, tiêu phàm thuận tay bắt lấy một gã hầu hạ đệ tử cấp thấp hỏi thăm thoáng một tí tình huống, biết rõ cái này siêu cấp truyền tống trận hiện nay là do lực lão quái, áo trắng tu sĩ cùng ục ịch tu sĩ cộng đồng trưởng quản, bọn hắn sư huynh đệ ba người tất cả mang theo một tấm lệnh bài, chỉ có ba tấm lệnh bài gom góp rồi, mới có thể mở ra siêu cấp truyền tống trận. Béo gầy hai xây chạy trốn không có sao, tiêu phàm không phải người hiếu sát cái này ục ích tu sĩ lại vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy và đạo hữu hạ thủ lưu tình ục ích tu sĩ liên tiếp vùng vẫy vài cái cái kia điền long tác lại đưa hắn buộc đắc kết kết thật thật như thế nào dãy dụa đắc cưới bởi như vậy lập tức sợ tới mức mặt như màu đất cuối cùng tại nhịn không được miệng phun cầu xin tha thứ nói như vậy người này một mực không thích lắm nói chuyện cái này đương lúc cầu khẩn tham mạng Thật sự cũng là bị bất đắc dĩ. Bất kể thế nào nói, có lẽ hay là tánh mạng quan trọng hơn. Và hạ hại người trước đây, lúc này lại cầu khẩn tha mạng, không chê đã quá muộn sao? Tiêu Phàm bình tĩnh mà nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói ra, nhìn không ra có nửa điểm tức giận tức giận ý. Nhưng Tiêu Chân Nhân chính là như vậy tính nết, một khi làm ra quyết định, người khác muốn thay đổi quyết định này, thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hắn không tức giận không có nghĩa là hội làm cho người bất tử Và là, hai vị đạo hiếu hiểu lầm Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ Chúng ta vốn không phải trấn hải cung dòng chính Thật sự bị thành lão quái làm cho không có biện pháp rồi Lúc này mới ra hạ sách này Đắc tội hai vị đạo hiếu Kính xin hai vị đại nhân đại lượng Không cùng tại hạ so đo Chỉ cần hai vị có thể tha ta một mạng Tại hạ chắc chắn thâm tạ Úc ịch tu sĩ lắp bắp nói ra Mặt mũi tràn đầy buồn bã khẩn vẻ thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Và, tiêu phàm nhẹ gật đầu. Úc ịch tu sĩ lập tức sắc mặt như cho tàn, còn cần mở miệng nói cái gì, thiên hay tiên tử vung tay lên, trong khoảnh khắc cũng đưa hắn đông lạnh thành một cụ băng điêu, lại nhẹ nhàng một trường đánh ra, răng rác chi tiếng vang lên, băng điêu từ đầu bộ dạn nứt, đảo mắt tự hóa thành một đống vụn băng cám. Loại này cực hàn chi lực, ngay ục ịch tu sĩ Nguyên Anh đều một khối đông lại ở bên trong, cùng thân thể cùng một chỗ, biến thành hư ảo. Đồng dạng đông cứng hàn băng bên trong lực lão quái, tuy nhiên vừa động cũng không thể động, lại có thể theo cặp mắt của hắn bên trong chứng kiến cực độ vẻ sợ hãi. Thiên hay tiên tử tay vừa nhấc, đang muốn đưa hắn cũng một trường đánh gục, lại bỗng nhiên dừng lại động tác, hai mắt có chút nhíu lại. Cùng lúc đó, tiêu phàm trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Trên thực tế, tại đây trong đại điện, tự nhiên cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có điều hai người cơ hồ đồng thời đều cảm ứng được, Tây Nam Thiên Tế có một cực lớn uy hiếp, chính hướng bên này rất nhanh phi độn mà đến. Và hiểu, hạ thủ lưu tình. Ngay sau đó, một cái thanh âm già nua từ Tây Nam Thiên Tế cuồn cuộn mà đến, tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là nghe được thanh thanh sở sở. Và thanh lão quái, thiên hay tiên tử lãnh đạm nói. Tuy nhiên bọn hắn đều không cùng vị này Trấn Hải cung cung chủ đã gặp mặt, nhưng uy thế như thế kinh người, cả Thiên Nhai thành cũng chỉ có như vậy một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể làm cho thiên hay tiên tử đô cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Coi như là mặt khác nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trùng hợp đi vào Thiên Nhai thành, cũng sẽ không tùy tiện ra tay quản một vị khác đại tu sĩ nhàn sự. Và a, à, Tiêu Phàm lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nói đạo, sắc mặt lập tức đã muốn khôi phục bình tĩnh. Thiên hay tiên tử có chút vuốt cằm, thon dài bàn tay trắng nõn vừa nhấc, ba tương đương, một tiếng, đem lực lão quái biến thành băng điêu đánh chúng nát bấy. Vị này chân trời xa xăm biển nhất đại luyện khí tông sư, cứ như vậy hồn phi phách tán thì cốt thành bùn. Tiêu Phàm cử động tay khẽ vẫy, đem lực lão quái đeo trên người chữ vật vòng tay bắt được trong tay, từ đó lấy ra một mặt ngọc bài, nhìn một chút, nhẹ nhàng gõ đầu. Ba mặt lệnh bài cũng đã gom góp, siêu cấp truyền tống trận có thể khởi động liếu tương đương sau một lát, hai người liền đã đi tới truyền tống đại điện chính trung ương, đứng ở một cái đường kính vượt qua 20 trượng cực lớn trong truyền tống trận tâm, truyền tống trận lập tức phát ra ong ong thanh âm, một cổ nhu hòa bạch quang, theo trong đại trận thấu đi ra. Mà Tây Nam Thiên Tế đạo nhân ảnh kia cũng đã cách đây đảo nhỏ bất quá mấy trăm dặm xa. Một chút như vậy khoảng cách, đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, bất quá là dây lát, chốc lát tức đến. Bất quá, Đợi Thành lão quái đuổi tới truyền tống đại điện thời điểm, truyền tống trận sớm đã khởi động, Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên tử đã muốn biến mất tại nhu hòa giữa bạch quang. Và có lần này lý, Thành lão quái nhịn không được cắn răng, nổ quát to một tiếng. Mặc kệ vị này trấn Hải cung chủ trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, không tự gào thét như sấm, không có biện pháp nào. Chương 1075 truy nã. Đều xa Thành là đại triệu quốc đô thành mà đại triệu quốc thì là nam châu đại lục đông bắc bộ quốc thổ diện tích phổ biến nhất mậu người ở nhất đông đúc tu chân văn minh phát đạt nhất quốc gia liền nhau đại tề quốc đại trần quốc tuy nhiên cũng đại danh đỉnh đỉnh nhưng tương đối mà nói so sánh với đại triệu quốc hay là muốn hơn một chút nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là tề quốc có hạo thiên tông trần quốc có thái ất môn đều đều là được xưng chính đạo thập đại tông môn một trong siêu cấp ngang ngược đại triệu quốc nhưng không có như vậy uy chấn thiên hạ tông môn Do không ít trung đẳng trong tông môn cộng đồng khống chế lấy, thái ất môn cùng hảo thiên tông sớm đã ảo ảo đem thế lực thẩm thấu tới, chiếm cứ triệu quốc rất nhiều thực tế lợi ích. Trong đó nguyên do, thiên hay tiên tử hướng tiêu phàm giải thích qua. Nguyên nhân rất đơn giản, đại triệu quốc đã từng là vô cực môn sơn môn chỗ mà. Nhiều năm qua, được xưng chính đạo đệ nhất tông vô cực môn là đại triệu quốc siêu cấp tông môn, cũng là Nam châu đại lục chính đạo đứng đầu, lãnh thụ. Ngàn năm trước vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc về sau, đại triệu quốc tự tạo thành quần hùng cũng khởi cục diện, bộ phận tông môn đã bị thái ất môn ủng hộ, bộ phận tông môn đã bị hạo thiên tông ủng hộ, còn có một bộ phận tông môn, tắc chính là cùng phương Bắc Nguyên Linh dậy linh vu đám bọn họ ám thông xã giao. Năm đó có vô cực môn tỏa chấn thời điểm, cả đại triệu quốc tuyệt đối không có bất kỳ tà ma ngoại đạo dung thân chỗ. Bất luận cái gì ma đạo thế lực, chỉ cần dám can đảm đem tay vươn vào triệu quốc, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị vô cực môn xem xét biết lập tức nhổ tận gốc tung tính toán được xưng ma đạo thập đại tông môn một trong nguyên linh dạy cùng triệu quốc khoảng cách gần đây cũng nghiêm khắc ước thúc giáo chúng không được hướng đại triệu quốc thẩm thấu miễn cho chọc giận vô cực môn trêu chọc phiền toái không cần thiết đó là chân chính quái vật khổng lồ bình thường chọc không được đích tung tính toán hôm nay vô cực môn đã muốn không có lạc thiên năm đại triệu quốc cũng như trước có lẽ hay là chính đạo tông môn làm chủ chỉ có số ít mặt khác tông môn có thể tại triệu quốc sinh tồn. Thiên hay cung tựu là một người trong số đó. Mà thiên hay cung cũng là qua nhiều năm như vậy, duy nhất có thể ở đại triệu quốc lãnh thổ trong bảo trì chính mình tông môn độc lập phong cách bên ngoài đạo tông môn. Một mực đặc lập độc hành, không là ngoại giới thế mà thay đổi, ngay vô cực môn đều ảnh hưởng không được. Đương nhiên, vô cực môn cũng chưa bao giờ muốn đi ảnh hưởng thiên hay cung chính mình phong cách hành sự. Vô cực môn mặc dù là chính đạo đứng đầu, lãnh tụ tác phong đều cũng không phách đạo, chỉ cần không phải chính thức tà ma ngoại đạo, vô cực môn cho tới bây giờ đều không sẽ đi can thiệp mặt khác tông môn. Một ngày này, đều xà thành Tây Nam một chỗ cao lớn công trình xây dựng trong, truyền tống trận ông ông tác hưởng, mãnh liệt nhũ bạch sắc quang mang lóng lánh về sau, một nam một nữ tự pháp trong trận hiện thân ra, đúng vậy tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử. Bất quá lúc này tiêu phàm, tự nhiên mang tốt rồi thiên huyễn mặt, mà thiên hay tiên tử đã sớm dùng thiên hay cung đặc biệt dịch dung thuật biến ảo dung nhan. Hai người như trước rất cẩn thận mà đem trên người linh lực chấn động áp chế tại kim đan hậu kỳ khoảng chừng gì đó. Đại triệu quốc cùng đại tề quốc giáp giới, hạo thiên tông tại đều xà thành tựu không nhỏ thế lực, tiểu tâm cẩn thận chút ít, tuyệt đối sẽ không có sai. Vừa mới vừa đi ra khỏi truyền tống trận, thiên hay tiên tử liền cảm giác được tình hình có chút không đúng. Truyền tống trận bốn phía, đã muốn vây quanh một đám vệ sĩ, nguyên một đám mặc chế thức áo giáp, tuy nhiên tu vi không cao. Chỉ có chúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới, lại đều có một cổ nghiêm nghị khí thế. Chỉ huy những vệ sĩ này đích, cũng là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, ước chừng ba mươi mấy năm tuổi. Mặt trắng dâu dài, thần sắc nho nhã. Bất quá người này kim đan hậu kỳ tu sĩ mặc trên người áo giáp, kiểu dáng cùng những kia trúc cơ kỳ vệ sĩ có chỗ bất đồng. Không thể nghi ngờ uy năng càng mạnh. Và vị đạo hữu từ phía trên nhai biển mà đến xin hỏi họ gì đại danh mặt trắng tu sĩ liền ôm quyền cao giọng nói ra tiêu phàm mỉm cười nói tại hạ họ phạm, phạm lâm vị này chính là tại hạ bạn gái họ kim, chữ nhỏ hay nhi tại hạ hai người xác thực là từ phía trên nhai biển mà đến cái này hai cái danh tự là tiêu phàm sáng sớm tự bịa chuyện tốt rồi đích cái gọi là họ phạm kỳ thật chính là tiêu phàm, phạm chữ lấy cái hải âm phạm lâm người đem tân lâm, lâm, chữ cũng lấy cái hải âm. Về phần thiên hay tiên tử cái này kỳ quái tính danh, cũng là tiêu phàm lấy đích. Thiên hay tiên tử đã không thừa nhận, cũng không phản đối. Dù sao chính cô ta là tuyệt đối sẽ không cho mình khác lấy một cái cổ quái danh tự đích. Tại Kim Châu Thành lần đầu tiên gặp được thiên hay tiên tử, không ngại dùng Kim, phi tính, hay nhi người này, tiêu chân nhân một thời ba khắc, cũng không lấy ra cái gì tình thơ ý hỏa tên rất hay, chỉ có thể chấp nhận một chút mặt trắng tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử trong mắt sạch bong lập lòe tiêu phàm nhìn ra được vị này nên vậy cũng tu luyện qua cùng loại thiên nhãn thần thông các loại công phu ước chừng đây cũng là hắn bị phái đến nơi đây nguyên nhân bất quá loại này tiêu chuẩn thiên nhãn thần thông muốn xem xuyên đeo thiên hay tiên tử dịch dung thuật cùng tiêu phàm thiên huyễn mặt tự nhiên còn kém xa lắm và vị là chân trời xa xăm biển bản thổ tu sĩ sao lần này đến đây đều xa thành có gì muốn làm. Và phải tại hạ hai người đều là Trấn Hải cung ngoại môn đệ tử, lần này đến đây đều xà thành, chính là là vì du lịch. Tiêu phàm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói ra. Và lịch, mặt trắng tu sĩ khóe miệng không khỏi nhếch lên, hiện lên một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Từ phía trên nhai biển thông qua siêu cấp truyền tống trận đến đây đều xà thành, chỗ tốn hao linh thạch rất không tại số ít, người bình thường ở đâu tiền trả được rất tốt hai vị này tốn hao lớn như thế một cái giá lớn rõ ràng chỉ là vì đến đều xà thành du lịch lý do như vậy còn thật là khó khăn dùng làm cho người tin phục tiêu phàm ôm quyền thi lễ nói ra không dám thỉnh giáo tên họ đại danh mặt trắng tu sĩ mỉm cười nói không dám tại hạ duệ quang vinh chính là lưỡi mác môn phái đến ở chỗ này điều tra khả nghi nhân viên ngoại đường chấp sự hai vị tại thiên nhai thành chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường a vì lần này du lịch chỉ sợ muốn tốn kém không ít. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, nguyên lai là rưỡi huynh, thất kính. Tại hạ lần đầu tiên tới đều xà thành, hẳn là hiện trong thành giới nghiêm sao. Thường xuyên có thể nghi nhân viên ra vào. Rưỡi quang vinh yên lặng nhìn thẳng tiêu phàm mặt, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, nói ra, thật cũng không có giới nghiêm, chính là trước đó không lâu theo đại tế quốc hạo thiên tông hạo ngày môn truyền đến huyền thưởng lệnh, yêu cầu đuổi bắt trước kia thiên hay cung yêu nữ thiên hay phu nhân cùng một gã họ tiêu tu sĩ. Nghe nói thiên hay phu nhân cực kỳ tinh thông dịch dung thuật, vì vậy lại để cho tiểu đệ ở chỗ này trông coi, cũng đừng làm cho người lừa dối đi qua. Và là như thế, nói như vậy, không đến mức ảnh hưởng đến tiểu đệ hai người tại đại triệu quốc du lịch A. Tiêu phàm thần sắc không thay đổi chút nào, cười hỏi. Và đảo không biết, bất quá phạm huynh cùng kim tiên tử nếu là theo thiên nhai thành mà đến, Tiểu đệ đã sớm nghe nói chân trời xa xăm biển động vật biển tài liệu nhiều không kể xiết, lại không biết phạm huynh cùng kim tiên tử phải chăng cũng tùy thân mang theo một ít. Có thể lấy ra lại để cho tiểu đệ mở mang tầm mắt sao. Rủi quang vinh tựa hồ cũng không có như vậy tin tưởng tiêu phạm, lại để cho hai người bọn họ rời đi ý tứ. Bất kể thế nào nói, người dù sao cũng phải chứng minh thoáng một tí thân phận của mình. Tiêu phạm cười cười, nói ra tại hạ tải thiên nhai thành cũng chỉ là tiểu nhân vật, quá quý trọng động vật biển tài liệu, xin thứ cho tiểu đệ bất lực. Nhưng cửu cấp động vật biển nội đan, tiểu đệ tại đây đảo còn có một khỏa. Thỉnh Duệ huynh tuệ nhãn giám định và thưởng thức thoáng một tí, như thế nào? Nói xong, thủ đoạn một phen, một khỏa trứng gà lớn nhỏ màu nâu đen yêu thú nội đan liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn ở phía trong, nắm đến Duệ quang vinh trước mặt. Và a à, vậy tiểu đệ tựu không khách khí, ta xem xem. Viên nội đan kia một lấy ra, Duệ Quang Vinh liền biến sắc, vốn là định tại tiêu phàm trên người ánh mắt lập tức liền bị trong lúc này đan hấp dẫn, rốt cuộc rời không mở liếu tương đương. Và cái, cái này hình như là một thuộc tính yêu thú nội đan. Duệ Vinh tử mảnh đánh giá cái kia khỏa yêu đan, giật mình nói. Trong nước yêu thú, thuộc tính cũng là tất cả không giống nhau đích, ngoại trừ hỏa thuộc tính nước thú cực kỳ hiếm thấy bên ngoài, mặt khác các loại thuộc tính trong nước yêu thú đều không hiếm thấy, tự nhiên, này đây thủy thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính nước thú chiếm đa số. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, có thể phát giác được rễ quang vinh tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, vì vậy không chút do dự tự lấy một khỏa mộc thuộc tính động vật biển nội đan đi ra. Quả nhiên, rễ quang vinh chú ý lập tức đã bị chuyển rời đến cái này yêu đan phía trên, sớm đã quên chính mình nhận chức trách. Tại chân trời xa xăm biển đáy biển thời điểm, tiêu phàm tự bắt xiết không ít mãnh thú, đạt được rất nhiều yêu thú nội đan diệt sát lực lão quái sư huynh đệ ba người cùng tông trưởng quầy đợi vài tên kim đan hậu kỳ đệ tử lại càng sâu sắc phát một số tiền của phi nghĩa mấy vị này đều là đằng long biện người chủ trì lại là Trấn hải cung thuộc hạ nhiều năm tích xúc thân gia quả thực phong phú chữ vật vòng tay ở phía trong không chỉ có có đại lượng linh thạch cũng không có thiếu động vật biển nội đan máu huyết cùng tài liệu khác như vậy một khỏa cửu cấp động vật biển nội đan đối với tiêu phàm mà nói đã muốn không tạo nên quá lớn tác dụng cho dù dùng để làm thuốc, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng ở duệ quang vinh trong mắt, đây cũng là hiếm thấy thứ tốt. Dùng cái này khỏa mộc thuộc tính động vật biển yêu đan luyện chế ra đến đan dược, đủ để tinh tiến pháp lực của hắn. Và phải tiểu đệ nghe nói đều xà thành là đại triệu quốc đô thành, mà đại triệu quốc lại là chúng ta nam châu đại lục phồn hoa nhất giàu có chi địa, phương thị phần đông, chắc hẳn cái này động vật biển nội đan tài liệu tại đều xà thành có thể bán đi rất tốt giá tiền nói không chừng có thể đem lần này du lịch phí tổn lợi nhuận trở về cũng cũng chưa biết tiêu phàm cố ý treo một bả duệ quang vinh khẩu vị và hắc phạm đạo hiếu cũng không cần đi phường thị rồi viên nội đan này tiểu đệ vừa vặn dùng đắc lấy lại không biết phạm đạo hiếu có chịu hay không đem trong lúc này đan bán cho tiểu đệ a à hát đạo hiếu yên tâm người đang ở đây trong phường thị là cái gì giá cả chính là cái gì giá cả tiểu đệ tuyệt sẽ không chiếm đạo hiếu một quả linh thạch tiện nghi Chúng ta xem như kết giao bằng hiếu, như thế nào. Sau này hai vị đạo hiếu tại đều xa thành chỉ cần dùng mà vượt tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng, tiểu đệ tuyệt đối hết sức. Duệ Quang Vinh vừa nghe tựu nóng này, bề bộn tức nói ra, vô luận như thế nào đều không che giấu được chính mình trong mắt tham lam cùng lo nghĩ ý. Và tự y Duệ Huynh nói như vậy, tiểu đệ mới đến, còn cần Duệ Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vượt quá Duệ Quang Vinh dự kiến, Nguyên Lai tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi ai ngờ tiêu phàm lại một ngụm tự ứng thừa xuống lập tức tiêu phàm khai ra một cái rất yêu đãi giá cả coi như là tại thiên nhai thành phường thị như vậy giá cả coi như là phi thường yêu đãi liếu tương đương duệ quang vinh vừa nghe lại càng mừng rỡ không nói hai lời liền là móc ra chữ vật vòng tay từ đó lấy ra linh thạch giao cho tiêu phàm cười ha hả mà làm thành khoản này giao dịch khoản này giao dịch một làm thành duệ quang vinh đối với tiêu phàm hai người thái độ liền hoàn toàn bất đồng vô cùng cao hứng cho hai người phát cho thông hành lệnh bài, lại nói rất nhiều khách khí lời nói, lúc này mới đem hai người đưa tới cửa, phất tay từ biệt. chương 1076 Vô Cực Núi Thiên Tôn Lĩnh Đi ra truyền tống đại điện, hai người dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng trong thành bay đi. Cùng tất cả thành phố lớn đồng dạng, đều xa thành là có cấm bay cấm chế đích. Bất quá đều xa thành thật sự quá lớn, cho nên cấm bay cấm chế cấm chế không chung phi đột, bất luận kẻ nào cũng không đắc theo thành trì trên không bay qua đều xà thành nhưng ở thành trì trong cấm bay cấm chế vòng bảo hộ phía dưới tầng trời thấp phi độn ngược lại cho phép đích nếu như dựa vào hai cái đùi đi lời mà nói theo thành nam đi đến thành bắc không có mấy năm công phu đó là quả quyết khó có thể làm được đều xà thành cũng có thú xe nhưng cung cấp cho thuê và đến không có thì phải là vô cực núi thiên tôn lĩnh thiên hay tiên tử nhàn nhạt, nhạt nói ra theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trong thành thị vắng đông chỗ, có một tòa cửa đại dãy núi, dãy núi ngọn núi chính cao vút trong mây. Cả tòa núi mạch bị nồng đậm linh khí bao vây lấy, vân chương xương mù quấn, như ẩn như hiện, cực kỳ hùng vĩ. Và năm, nơi này chính là vô cực môn sơn môn chỗ mà. Cả tòa núi mạch đều thuộc về vô cực môn tất cả. Cả đều xa thành, ngoại trừ vô cực môn bên ngoài, chỉ có một chút chung môn phái nhỏ cùng thế ra chỗ dựa trên cơ bản đều là vô cực môn diễn sinh tông môn, cùng vô cực môn có ngàn vạn lần liên lạc. Vừa rồi cái kia rể quang vinh nói lưỡi mác môn, chính là trong đó lớn nhất một môn phái, tự thừa là vô cực môn chi nhánh. Bất quá từ ngàn năm trước kia, vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc về sau, lưỡi mác môn là đào ngũ nhanh nhất tông môn. Hôm nay cái này lưỡi mác môn, đã muốn phát triển trở thành vì triệu quốc lớn nhất tông môn một trong, là hạo thiên tông tại triệu quốc người phát ngôn. Tiêu Phạm Yên lặng nhìn qua này tòa cao vút trong mây thiên tôn lĩnh, sắc mặt nhìn về phía trên coi như bình tĩnh, trong lồng ngực nhưng lại cảm xúc phập phồng, khó có thể dẹp loạn. Đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tận mắt nhìn đến thoi ma giới vô cực môn sơn môn. Tuy nhiên tại đây đã muốn không còn nữa năm đó hưng thịnh, từ lâu không phải vô cực môn độc tôn thiên hạ. Nhưng Tiêu Phạm trong nội tâm tổng có một loại khó tả thân cận cảm giác. Và tại thiên tôn lĩnh tình hình là như thế nào? thật lâu tiêu phàm mới trầm giọng hỏi một câu và mười mấy năm trước ta một lần cuối cùng đi thiên tôn lĩnh khi đó thiên tôn lĩnh cũng đã bị lưỡi mác môn đợi tông môn chia cắt sạch sẽ chỉ ở thiên tôn lĩnh cao nhất phong để lại năm đó không cực cung thiên tôn điện một ít hài cốt lưỡi mác môn những này tông môn ai cũng không dám dẫn đầu chuyển vào thiên tôn lĩnh đi cũng không phải sợ miệng tiếng ảo ảo mấu chốt có lẽ hay là sợ bị mặt khác tông môn đố kỵ phạm vào nhiều người tức giận cho nên cuối cùng nhất quyết định Đem những này hài cốt lưu lại, dùng cung cấp hậu nhân tưởng nhớ. Kỳ thật chỗ đó sớm đã một mảnh hoang vu, thật là làm không đến còn lại liễu tương đương. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút dương lên, nói ra, ngươi là nói, ai cũng có thể đi vào trong đó nhìn xem. Thiên hay tiên tử nhẹ nói nói, nói là nói như vậy, trên thực tế thiên tôn lĩnh quanh thân sớm được mặt khác tông môn chiếm lấy. Tất cả tông môn hộ phái đại trận đem chọn cái thiên tôn lĩnh đều bao trùm đến, cũng không có chảy ra một cái lối đi đến cung cấp người thông hành muốn đi thiên tôn lĩnh ngọn núi chính nhất định phải từ nơi này chút hít tông môn trên địa bàn đi xuyên qua bình thường mà nói không có cái nào tông môn hội cho phép đích tiêu phàm lạnh nhạt nói ra cái kia rưỡi quang vinh mới có thể đủ nghĩ ra biện pháp đến rưỡi quang vinh nếu là lưỡi mác môn ngoại đường chấp sự đệ tử xem ra bên trong môn cũng có chút địa vị nếu là hắn chịu hỗ trợ dẫn tiêu phàm xuyên qua bọn hắn lưỡi mác môn địa vực lên tới thiên tôn lĩnh ngọn núi chính đi xem. Hẳn là không phải chuyện khó khăn lắm, dù sao tiêu phàm tài đại khí thô tiền nhiều như nước, cùng lắm thì lại tốn kém chút ít linh thạch chính là. Tại đây thời kỳ phi thường, tốt nhất là không cần phải đi thiên tôn lĩnh ngọn núi chính đi dạo, vạn nhất bị hữu tâm nhân lưu ý. Chỉ sợ sẽ khiến cho chút ít phiền toái không cần thiết, làm không tốt hội như vậy bạo lộ tiêu phàm vô cực truyền nhân thân phận. Tiểu thiên hay tiên tử biết, Kỳ thật có không ít siêu cấp tông môn đều không hy vọng Vô Cực Môn một lần nữa chấn hưng bắt đầu đứng dậy. Trong đó tự kể cả Hạo Thiên Tông. Cùng như vậy một cái được xưng chính đạo đệ nhất siêu cấp tông môn tiếp giáp, Hạo Thiên. Tông kỳ thật rất không được tự nhiên, rất nhiều sự tình không thể không cân nhắc Vô Cực Môn cảm thụ, tận lực cùng Vô Cực Môn phối hợp nhất trí, không khỏi cho chân chói tay. Hôm nay Vô Cực Môn xuống dốc, gần đây cái khác chính đạo hàng loạt thái ất môn cùng Hạo Thiên Tông trong lúc đó cách Triệu Quốc trên cơ bản tự đối với Hạo Thiên Tông tạo không thành được ảnh hưởng gì. Cái này ngàn năm qua, Hạo Thiên Tông xem như tìm được rồi làm lão đại cảm giác. Mà loại cảm giác này một khi trở thành thói quen, muốn sửa tới lời nói, vậy thì quá khó khăn. Lúc này, nếu như bọn hắn biết rõ tiêu phàm là vô cực truyền nhân, biết rõ vô cực môn ra như vậy một vị kỳ tài ngút trời nguyên anh tu sĩ, vô luận như thế nào đều trong nội tâm bất an, nhất định sẽ tìm đem tiêu phàm diệt trừ cho thống khoái lại càng không cần phải nói, tiêu phàm cứu thiên hai tiên tử, giết mộ dung thế ra hai gã nguyên anh tu sĩ, sớm đã cùng hạo thiên tông cùng với hạo ngày môn kết xuống tử thù. Nhưng thiên hai tiên tử cái gì cũng chưa nói. Nàng biết rõ tiêu phàm loại người này ngoài tròn trong vuông, một khi làm ra quyết định, cửu đầu như đều kéo không trở lại. Lập tức hai người giá khởi độn quang, hướng vô cực núi phi độn mà đi. Đối với đều xà thành tình huống thiên hai tiên tử rất quen thuộc, hai người rất nhanh ngay tại vô cực sơn tây nam lộc dưới ngọn núi thuê rơi xuống một cái hố phủ. Bất quá lần này, tiêu phàm không có lại đem động phủ thuê tại nguyên anh tu sĩ tụ tập khu vực, mà là cùng một đống kim đan tu sĩ thuê cùng một chỗ. Đã đến hạo thiên tông có thể trực tiếp ảnh hưởng lấy được địa phương, có lẽ hay là đặc biệt tiểu tâm cẩn thận chút ít thì tốt hơn. Cũng may ngoại trừ tà mị khí nhất thời vô pháp loại trừ, thiên hay tiên tử thương thế đã muốn chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, linh khí hơi chút mỏng chút ít, Hằng ngày thổ nạp điều tức cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Thật sự không đủ, có thể dùng linh thạch bổ sung. Trở lại động phủ, tiêu phàm bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm lúc này đây tại thiên nhai thành thu hoạch. Tổng cộng 6 cái chữ vật phòng tay, trong đó ba cái là lực lão quái đợi nguyên anh tu sĩ đích, mặt khác ba cái thì là tông trưởng quầy đợi ba gã kim đan tu sĩ đích. Đối với cái này, thiên hay tiên tử cơ bản không để vào mắt, cũng chưa bao giờ hướng tiêu phàm đề cập qua muốn chia sẻ chiến lợi phẩm cả đầu ly thường luồng tài liệu, đều cho tiêu phàm. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đứng đầu một phái, thiên hay tiên tử thân gia chi phong phú, vượt ra khỏi đại đa số tu sĩ ngoài ý liệu. Nếu lần này có thể thuận lợi mở ra thiên hay cung bí điện, trong lúc này tồn phóng thiên hay cung lịch đại tích xúc, càng là một cái vô pháp tưởng tượng thiên văn sổ tự. Lực lão quái bọn người cũng thập phần hào phóng, xa so bình thường cùng giai tu sĩ muốn giàu có nhiều lắm. Bởi vì đã sớm hạ quyết tâm, bắt thiên hay tiên tử về sau, một nhóm người liền thông qua truyền tống trận rời xa thiên nhai thành, đi trước đại tế quốc đầu nhập vào hạo thiên tông, cho nên lực lão quái bọn người cơ hồ đem chỗ có thân gia đều dẫn tại trên người. Tiêu phàm khi bọn hắn chữ vật vòng tay ở phía trong tìm được rồi đại lượng linh thạch, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là trung giai linh thạch, trong đó lực lão quái chữ vật vòng tay ở phía trong, thậm chí còn có vài khỏa đẳng cấp cao linh thạch, cái này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ tốt đẳng cấp cao linh thạch không chỉ là ẩn chứa linh lực tại phía xa trung giai linh trên đá, còn tại ở ẩn chứa linh lực càng thêm tinh thuần, bổ sung linh lực tốc độ so trung giai linh thạch phải nhanh nhiều lắm, là nguyên anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ đích. Động vật biển tài liệu cũng số lượng phần đông, trong đó không thiếu hóa hình kỳ động vật biển hạng nặng tài liệu. Tại thiên nhai thành sống lâu rồi, cơ hồ tất cả đan dược chi trung đô muốn trộn lẫn yêu thú nội đan hoặc là máu huyết, lực lão quái bọn người thân thể cũng thích ứng như vậy, yêu thú đan dược, hôm nay muốn rời xa thiên nhai thành, sau này còn muốn tưởng động vật biển tài liệu đến làm thuốc, đã có thể rất không dễ dàng. Tự nhiên muốn mang nhiều một ít đồ dự bị. Bởi vậy có thể thấy được, lực lão quái bọn người sớm đã tồn tại rời đi thiên nhai thành khác lập sơn môn ý định, chỉ là tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử đến, rốt cuộc lại để cho nhiều năm tìm cách biến thành thực tế hành động. Đại lượng đẳng cấp cao động vật biển tài liệu lại để cho tiêu phàm hết sức cao hứng. Đối với tu sĩ khác mà nói, tiêu phàm những này yêu thú nội đan máu huyết chỉ là luyện đan luyện khí tốt nguyên liệu, đối với tiêu phàm mà nói, nhưng lại khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược. Cho tới bây giờ, hắn đã muốn dùng hóa huyết trúc linh sao sao cứu sống hoàng đường cùng Vũ Văn Quảng, còn lại để cho biển chim cú vọ hài cốt sống lại, có được mới tánh mạng. Ngoài ra, thân là luyện khí tông sư, lực lão quái bọn người chữ vật vòng tay ở phía trong, còn có đại lượng thành phẩm bảo vật cùng tài liệu luyện khí. Tiêu Phàm thậm chí tại chữ vật vòng tay ở phía trong tìm được rồi hai kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo cùng 6 bảy kiện phẩm tương thật tốt thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên những này pháp bảo đối với trước mắt Tiêu Phàm mà nói, hơi có chút gân gà, nhưng nếu như chịu cầm lấy đi bán ra lời mà nói, tuyệt đối là một số cực kỳ khổng lồ linh thạch. Cuống hồ, Tiêu Phàm hiện tại không dùng được, không có nghĩa là những người khác cũng không dùng được. Đợi nơi đây sự tình rồi, trở lại Kim Châu thành, trong đó hai kiện pháp bảo giao cho cơ lụa mỏng sử dụng cũng rất phù hợp. Ngoại trừ thành phẩm pháp bảo, tài liệu luyện khí bên trong cũng không thiếu cực phẩm bảo vật, trong đó mấy thứ hiếm thấy tài liệu, giá trị độ cao, không tại cái kia hai kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo phía dưới. Kỳ thật mảnh bàn về đến, cực phẩm pháp bảo không ngừng cái này hai kiện, lực lão quái sư huynh đệ ba người sử dụng bổn mạng pháp bảo, đều là phỏng chế cực phẩm pháp bảo. Cái tỷ lệ này độ cao, tại địa phương khác là khó có thể tưởng tượng đích không phải nhất đẳng đại tông môn, cơ bản không có khả năng vì trong môn mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều lấy tới một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo để làm bổn mạng pháp bảo. Lực lão quái bọn người là luyện khí tông sư, chiếm cái làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật tiện nghi. Nhiều năm như vậy tinh nhiên luyện khí thuật, cũng nên vì chính mình chế tạo một kiện đại uy lực bảo vật mới đúng. Áo trắng tu sĩ bổn mạng pháp bảo phân nước Nga mi thứ tự bảo hủy diệt, lực lão quái cùng ục ịch tu sĩ bổn mạng pháp bảo lại bảo tồn nguyên vẹn chỉ có điều muốn đưa bọn chúng lưu lại tại bảo vật chi trung thần hồn ấn ký biến mất, còn cần một chút thời gian. Tiêu phàm tạm thời không có ý định ở chỗ này tiến hành, miễn cho khiến cho cái gì ngoài ý muốn. Dù sao vấn đề này cũng không gấp. Lúc này đây, tiêu chân nhân mạnh mẽ phát một số tiền của phi nghĩa. Nhưng chính thức lệnh tiêu phàm mừng rỡ vạn phần đích, cũng không phải những này có sẵn tốt bảo bối, mà là đang lực lão quái chữ vật vòng tay ở phía trong phát hiện hai mảnh thẻ tre. Cái này hai mảnh thẻ tre, một mảnh ghi chép gắng sức lão quái nhiều năm luyện khí tâm đắc, cơ hồ có thể nói là một quyển luyện khí thuật bách khoa toàn thư, có cái này tấm thẻ tre, tiêu phàm tương lai bỏ chút thời gian hảo hảo cân nhắc lời mà nói, nhất định có thể tại luyện khí thuật thượng cũng đại có sở hoạch. Bất quá tiêu phàm tính toán đợi hoàng đường triệt để khỏi hẳn về sau, đem cái này luyện khí thuật thẻ tre giao cho hắn đi nghiên cứu, chính mình lại hướng hắn lãnh giáo, tựa hồ càng thêm phù hợp. Dùng đồng giáp gấu luyện khí thiên phú, có cái này tấm thẻ tre, nhất định có thể ở luyện khí thuật thượng nâng cao một bước. Một cái khác tấm thẻ tre, tắc chính là ghi lại gắng sức lão quái những năm này tinh nhiên không gian chi lực tâm đắc. Tiêu phàm thô sơ giản lược mà nhìn quét một lần, lại cùng mình những năm này nghiên cứu không gian chi thuật xác minh một phen, nhất thời đại được dẫn dắt. Xem ra tại không gian chi lực nghiên cứu thượng càng tiến một bước, sẽ không còn là ảo tưởng liễu tương đương lực lão quái đã đem không gian cấm chế trực tiếp sử dụng đến thực chiến phía trên, nếu như tiêu phàm không có, đỉnh càn khôn, hộ thân lời mà nói, đối mặt cái này xuất quỷ nhập thần không gian cấm chế, thật đúng là chó chân chói tay, khó có thể thi triển. Thực đem cái này thần thông nghiên cứu thông rồi, thực chiến uy lực mạnh, quả thực không gì sánh kịp, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng siêu cấp lớn sát khí, 952 tỷ 508 triệu 658.225 thông tin chương T. Error. Huyện Đăng bởi Test T Phiên bản Cân vớt Thời gian 5 5 Lượt đọc 51 Thông tin chương T R Huyện Đăng bởi Test T Phiên bản Cân vớt Thời gian 5 5 Lượt đọc 51 Trường 1077 đều xà thành đem hai mảnh trên thẻ trúc nội dung đều ghi khác trong đầu hậu tiêu phàm đem thẻ che thu vào những này dù sao cũng là lực lão quái tâm đắc muốn biến thành đồ đạc của mình còn phải chậm rãi lĩnh ngộ cũng không phải vừa ý mấy lần có thể hóa cho mình dùng đích thanh mang lập lòe lòng lân giáp di động hiện ra tiêu phàm đứng dậy đầy cõi lòng hưng phấn mà đánh giá cái này bảo giáp. lòng lân giáp thượng giao động cực phẩm pháp bảo đặc biệt linh khí dùng tiêu phàm tu vi hiện tại cùng tầm mắt hắn đã muốn có thể so với so sánh thanh sở địa phân biệt ra được kể cả cực phẩm pháp bảo ở bên trong các loại bảo vật đẳng cấp. Nhưng đối với tại thông huyền, linh bảo, loại này siêu việt hạ đẳng giới diện trí bảo, lại còn không có thập phần trực quan nhận thức. Tuy nhiên, hắn chữ vật vòng tay ở phía trong tựu cất giấu hai kiện thông huyền, linh bảo ít nhất những kia đã từng ngộ linh kỳ đại năng người đều thì cho là như vậy đích. Đỉnh càn khôn, càng là cả thoi ma giới công nhận thông huyền, linh bảo chính phẩm năm đó vô cực môn có thể vị cư chính đạo đệ nhất tông cao thượng địa vị, cùng đỉnh càn khôn cũng có được quan hệ rất lớn. Một kiện chính phẩm thông huyền, linh bảo tại thoi ma giới tuyệt đối đại biểu cho trí cao vô thượng địa vị. Mà như ý lôi quang tháp, bái kiến người không nhiều lắm, nhận định nó là thông huyền, linh bảo, người càng thiếu. Nhưng tiêu phàm cảm thấy, lôi quang tháp thật sự rất có thể là một việc chính phẩm thông huyền, linh bảo. Bất quá một kiện khác thông huyền, linh bảo, phòng chế phẩm cửu âm bạch cốt hoàn, tại oán linh cùng thiên hay tiên tử trong tay phát huy ra đến uy lực, chút nào cũng không tại, đỉnh càn khôn cùng lôi quang thắp phía dưới. Tự nhiên, đó cũng không phải nói, cửu âm bạch cốt hoàn thật có thể cùng cái này hai kiện bảo vật đánh đồng, chỉ là người sử dụng thân phận bất đồng mà thôi. Thiên hay tiên tử là hậu kỳ đại tu sĩ, oán linh càng là trời sinh quỷ linh, cửu âm bạch cốt hoàn tại trong tay bọn họ. Tự nhiên có thể phát huy ra không giống người thường cực lớn uy lực. Về phần, nam cực tiên ông Linh Dược Viên, tiêu phàm cho tới nay cũng không biết nên như thế nào cho hắn định tính. Thanh Dương Tổ Sư thậm chí cho rằng đó là tạo hóa chi bảo phỏng chế phẩm. Bất quá tiêu phàm cảm thấy không đại khả có thể. Đã nhất thời bán hội làm không rõ ràng sự tình, tự tạm thời không để ý tới hội liễu tương đương. Tung tính toán người mang vài kiện trí bảo, cái này long lân giáp hãy để cho tiêu phàm thập phần hưng phấn. Lúc trước hắn đem ly thuồng luồng tài liệu cùng Huyền Tinh Giáp giao cho Lực lão quái thời điểm, cũng không trông cậy vào hắn thật có thể luyện ra một kiện cực phẩm pháp bảo đến, có thể có phỏng chế cực phẩm pháp bảo uy năng, cũng đã lại để cho Tiêu Phàm rất hài lòng. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp, Lực lão quái thật không ngờ không tiếc vốn gốc, cuối cùng là một tiện nghi hắn Tiêu Phàm. Thực tế cái này Long Lân Giáp không chỉ có chỉ là lực lượng phòng ngự siêu cường, còn bổ sung lấy một cái tiến công lực càng thêm sắc bén biến thái long lân kiếm trận cùng với một đầu suốt quỷ nhập thần điền long tác. Tung xem như những kia bình thường cực phẩm pháp bảo, chỉ sợ cũng xa xa không bằng cái này mới luyện chế mà thành long lân giáp. Tiêu phàm nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Long lân giáp thanh quang lóe lên, liền là ra hiện tại hắn trên người. Đưa hắn toàn thân nghiêm nghiêm thực thực bao vây lại, lại một vận dụng pháp lực, 108 miếng long lân phi dương mà dậy tại giữa không trung trung hóa vì 108 chuôi thanh lóng lánh đoạn kiếm, lập tức cả phòng băng hàn, lưỡi kiếm phong đập vào mặt. Bóng người lóe lên, thiên hay tiên tử thân hình trực tiếp thông qua mật thất thạch bích, ra hiện tại trong mật thất. Bởi vì ngoài động phủ bên cạnh sớm đã bố trí tốt phòng ngự pháp trận, mật thất phụ cận. Tiêu phàm sẽ không có làm tiếp đặc thù bố trí, thiên hay tiên tử cũng là như thế. Bên kia mật thất, tiêu phàm tùy thời cũng có thể tiến vào. Và mà một tiếng, 108 chuôi long lân kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhất tề chỉ hướng thiên hay tiên tử. Tự phảng phất 108 đầu như độc xa, tựa hồ trong nháy mắt tự đã nhận ra, địch tình, vô cùng có linh tính. Tiêu phàm vội vàng vận khởi thần niệm chi lực, đem long lân kiếm đều thu trở về, một lần nữa hóa thành lân phiến. Về tới áo giáp phía trên, và đầu ly thường luồng, đang tại hướng thành niên thể tiến hóa. Cho nên, người cái này long lân giáp, cũng còn có rất lớn tăng lên không gian thiên hay tiên tử nhìn qua tiêu phàm trên người áo giáp, lãnh đạm nói. Điểm này, tiêu phàm ngược lại tại lực lão quái luyện khí tâm đắc thượng đã từng gặp cùng loại ghi lại. Bình thường dùng thiên địa linh thú thân hình luyện chế mà thành bảo vật, đều có tăng lên không gian. Chỉ cần ngày sau tiêu phàm tìm được đồng nguyên giao long loại tài liệu, có thể lại để cho long lân giáp tiến thêm một bước tăng lên uy năng. Ví dụ như trưởng thành ly thường luồng lân phiến. Tự nhiên, tốt đến những tài liệu này, cũng không có thể nhất định phải tàn sát trưởng thành ly thuồng luồng, cũng có thể là trưởng thành ly thuồng luồng tự hành chóc ra lân phiến, cứ việc hiệu quả không có tốt như vậy, tổng cũng có thể dùng. Và trước có thể có cái này uy năng, tự rất tốt, ta còn phải hóa một ít thời gian đến chậm rãi luyện hóa. Thiên hay tiên tử nói ra, người nuốt ly thủy Long Châu, có thể triệt để kích phát cái này khôi giáp uy lực, điểm này là cái kia tính lực luyện khí sư so ra kém đích. Theo người thủy thuộc tính công pháp tăng cường, cái này khôi giáp uy lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường như loại này có thể cộng đồng phát triển bảo vật rất nhiều người đều luyện hóa thành bản mạng pháp bảo những lời này kỳ thật chính là tại nhắc nhở tiêu phàm cái này khôi giáp người nên vậy luyện hóa thành bản mạng pháp bảo tiêu phàm mỉm cười nói ta cũng đang có ý này thiên hay tiên tử gật gật đầu lập tức lấy ra một mảnh thẻ che dao cho hắn nói ra trong lúc này có một chút cần dùng mấy cái gì đó chúng ta tại đều xà thành dừng lại một thời gian ngắn, trước đem bả những vật này thu thập đủ toàn bộ nói sau. Muốn đi Khanh Vân Châu, dù sao cũng phải muốn dự làm chút ít chuẩn bị. Cái gọi là Khanh Vân Châu, đúng vậy thiên hay cung tổng đàn chỗ trên mặt đất, tại đại triệu quốc cùng đại tề quốc chỗ giao giới. Muốn đi thiên hay cung bí điện, phải đi qua tổng đàn tiến vào. Tiêu phàm tiếp nhận thẻ tre, thần niệm chi lực quét qua, hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy cái này thẻ che bên trong bầy ra mấy cái gì đó đương làm thật không ít, trong đó rất lớn một bộ phận, đều là các loại ảo thuật cần dùng tài liệu, nói thí dụ như ngàn năm dược linh hai diệp tham gia, chính là mãnh liệt đến huyễn dược vật. Tiêu phàm một mực đều ở nuốt, thái thanh hóa linh đan, thuốc chủ yếu chính là 5.000 năm dược linh hai diệp tham gia, có tăng cường thần thức chi lực kỳ hiệu. Bất quá theo tiêu phàm tiến giai nguyên anh kỳ về sau, cái này, thái thanh hóa linh đan, hiệu dụng đang tại ngày càng yếu bớt như thế thập phần bình thường, Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ tu sĩ thần thức tranh lệch, vốn là cực kỳ cực lớn. Kim Đan Kỳ có thể có hiệu quả đan dược, đa số đến Nguyên Anh Kỳ hiệu dụng tựu cực kỳ bé nhỏ liễu tương đương. Tiêu phàm tại Kim Đan Kỳ lúc một mực dùng, tiểu vu linh đan, đến tăng cường pháp lực, tiến giai Nguyên Anh về sau, liền bắt đầu đại lượng luyện chế, vu linh đan, liễu tương đương. Vu linh đan dược lực cực kỳ phách đạo, xem chừng tại cả cái Nguyên Anh sơ kỳ đều có thể có tác dụng. Về phần ngày sau tiến giai nguyên anh trung kỳ, có phải là còn có hiệu quả, đã có thể khó mà nói liễu tương đương. Nếu thật là mất đi tác dụng, lại đi tìm mặt khác càng thêm hữu hiệu đan phương cũng không muộn. Thiên hay cung dùng, bàng môn tả đạo, chứ danh, thiên hay tiên tử cần thu thập nhiều như vậy ảo thuật tài liệu, đang tại hợp tình lý. Tiêu phàm thấy tận mắt thức hôm khác hay tiên tử thần diệu khó lường biến ảo ẩn nặc thuật, ngay yêu đao tông ẩn nấp thần thông đều sâu sắc không bằng, xác thực là thần hồ kỳ ký nếu không phải dựa vào lấy thần kỳ như vậy biến ảo ẩn nặc thuật, thiên hay tiên tử làm sao có thể tại nhiều cao thủ như vậy đuổi giết phía dưới, kiên trì đến hôm nay. Chỉ có điều 20-30 năm đuổi giết xuống, chắc hẳn nàng tùy thân mang theo những này linh đan rượu dược cũng không sai biệt lắm tiêu hao không còn. Có thể đoán được chính là, hạo thiên tông hạo ngày môn đợi cái gọi là chính đạo tông môn, khẳng định tại Khanh Vân Châu Thiên hay cung tổng đàn bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ thiên hay tiên tử trở về chui đầu vô lưới. Chỉ có điều, đã cứu mạng Ngọc Phù cất chứa tại bí trong điện, như vậy biết rõ là đầm rồng hang hổ, cũng nhất định phải sông thượng một sông. Và bên trên mấy cái gì đó đủ loại, đều xà thành có thể thu thập đắc như vậy đầy đủ hết sao. Tiêu phàm yên lặng xem hết trên thẻ trúc bày ra vật phẩm, thoảng qua có chút lo lắng nói. Thiên hay tiên tử nhàn nhạt, nhạt nói ra, đều xà đã từng là Nam Châu đại lục phồn hoa nhất đại thành, cũng là các loại kỳ chân dị bảo hội tụ chi địa. Tuy nhiên vô cực môn xuống dốc về sau, đều lương viễn không bằng ngày xưa như vậy phồn hoa náo nhiệt, nhưng như trước có lẽ hay là nhất đẳng đại thành, nếu như ở chỗ này đều thu thập không được đầy đủ lời mà nói, chỉ sợ tại Nam Châu Đại Lục bất luận cái gì một tòa thành thị đều thu thập không được đầy đủ liễu tương đương. Tiêu phàm im lặng vuốt cằm. Và Nam, tổ sư bà bà sở dĩ lựa chọn tại Khanh Nguyên Châu sáng lập Sơn Môn, nhìn chúng cũng là đều xà thành cái này phồn hoa náo nhiệt, tài liệu đầy đủ hết. Thiên hay tiên tử lại tăng thêm một câu như vậy và chúng ta chia nhau hành động A, tiêu phàm gật đầu đồng ý. Những tài liệu này thực sự quá phức tạp, tung xem như tại đều xa thành, muốn tại trong thời gian ngắn thu thập đủ toàn bộ cũng không dễ dàng. Thực tế quan trọng hơn chính là, bọn hắn còn phải đặc biệt coi chừng cẩn thận, không thể khiến cho người khác hoài nghi. Cũng may hai người đều tinh thông huyến hóa chi thuật, ngược lại đem bạo lộ phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Ngày kế tiếp, thiên hay tiên tử liền rời đi động phủ, ra ngoài thu thập các loại tài liệu tiêu phàm lại bắt đầu bế quan. Hắn việc cấp bách là trước luyện hóa long lân giáp, như vậy bảo giáp, nếu như không nhỏ máu nhận chủ, vạn nhất bị người cướp đi, đã có thể hối tiếc không kịp. Lực lão quái nếu không phải thời gian thượng thương khố gấp rút, lo lắng thành lão quái gấp trở về, vừa mới luyện chế hoàn thành tựu vội vã mà chạy tới cùng thiên hay tiên tử giao thủ, nói không chừng chân trời xa xăm biển trận chiến ấy kết quả, cũng không phải là cái dạng kia. Chọn vẹn 10 ngày sau, tiêu phàm mới khải quan ra, đeo lên thiên huyễn mặt, biến ảo thành một gã sắc mặt tái nhợt trung niên tu sĩ, bắt đầu đi trước đều xà thành phường thị. Thiên hay tiên tử nói không sai, với tư cách đã từng chính đạo đệ nhất tông sơn môn chỗ trên mặt đất, Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ Đệ nhất Đại Quốc Đô Thành, đều xà thành phường thị kích thước to lớn, vượt xa bình thường tu sĩ tưởng tượng bên ngoài. Tiêu phàm vốn cho là, Kim Châu thành phường thị quy mô tựu khá lớn rồi, ai ngờ cùng đều xà thành vừa so sánh với. Kim Châu Thành thật đúng là cái gì cũng không tính toán, đều xa thành tuy nhiên không hề giống kim châu thành như vậy chuyên môn kinh doanh các loại linh thảo linh dược nhưng trong thành cũng có một chỗ quy mô thật lớn dược liệu phường thị thậm chí không tại kim châu trong thành dưới khu vực đồng dạng y quán tiệm thuốc tụ tập đến đây tự trần mua dược các tu sĩ nối liền không dứt phi thường náo nhiệt so sánh với đều xa thành cả phường thị mà nói chỗ này quy mô thật lớn dược liệu phường thị chỉ có điều chiếm cứ rất nhỏ một góc tiêu phàm coi như là bái kiến không ít quen mặt rồi nhìn thấy cái này cực lớn phường thị, như trước không khỏi xem thế là đủ rồi. Vô cực môn không có lạc thiên năm, đều xa thành vẫn đang phồn vinh đến tận đây, xa muốn ngàn năm trước kia, vô cực môn cường thịnh thời điểm, chỗ ngồi này bắc địa đô thành, lại càng không biết là bực nào phồn vinh xương thịnh, uy chấn thiên hạ. Kể từ đó, tiêu phàm rất dễ dàng tự trong thành thu thập đến đại bộ phận cần thiết tài liệu. Còn lại một số nhỏ tài liệu chân quý, bình thường cửa hàng bình thường sẽ không bán ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở to lớn giao dịch hội cùng đấu giá hội liễu tương đương. Chương 1078 Tứ Hải Cư. Tứ Hải Cư là đều xà thành một nhà thật lớn thương hội. Tung tính toán không phải đều xà thành xếp hàng thứ nhất đại thương đi, cũng tuyệt đối có thể nhóm tên tiền tam giáp bên trong. Từng cái nguyệt, Tứ Hải Cư đều tổ chức một hồi long trọng giao dịch hội, mà mỗi nửa năm tác chính là hội tổ chức một hồi càng lớn giao dịch hội, về phần một năm một lần siêu cấp giao dịch hội vậy thì cơ hồ là toàn thành việc trọng đại liếu tương đương tiêu phàm vận khí không tệ vừa mới tại đều sa thành ở bên trong đi dạo hai tháng tự gặp được tứ hải cư mỗi năm một lần siêu cấp giao dịch hội tiêu phàm lần nữa đổi dung mạo về sau dùng nguyên anh tu sĩ thân phận tham gia lần này giao dịch hội bởi vì đều sa thành thật sự quá lớn tứ hải cư giao dịch hội khách nhân thật sự quá nhiều mỗi năm một lần siêu cấp giao dịch hội trước tới tham gia nguyên anh tu sĩ tự có mấy trăm tên nhiều cho nên tứ hải cư siêu cấp giao dịch hội là phân sân tiến hành đích, nguyên anh tu sĩ một hồi, kim đan tu sĩ thập sân. Về phần kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, cái kia cũng không cần suy nghĩ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng có cơ hội tham gia như vậy thịnh hội. Nguyên anh tu sĩ có thể tham gia kim đan tu sĩ giao dịch hội, kim đan tu sĩ không thể tham gia nguyên anh tu sĩ giao dịch hội. Bởi như vậy, tiêu phàm cũng chỉ có thể sáng minh nguyên anh tu sĩ thân phận. Tại kim đan tu sĩ giao dịch hội thượng khẳng định tìm không thấy chính mình cần có tài liệu. Cũng may nguyên anh tu sĩ tại đều xà thành cũng không coi là nhiều sao hiếm có, nhất là tứ. Hải cư những này siêu cấp đại thương đi tổ chức mỗi năm một lần giao dịch hội lúc, lại càng có không ít nơi khác nguyên anh tu sĩ không hiểu mà đến. Hàng năm như vậy giao dịch hội đều thịnh huống chưa bao giờ có. Cùng những năm qua quy củ đồng dạng, năm nay tứ hải cư giao dịch hội như cũ là tại tứ hải cư tầng cao nhất trong đại điện tổ chức, Tứ hải cư tài đại khí thô tiền nhiều như nước, có một tòa nhà chuyên môn dùng để tổ chức giao dịch hội cao ốc, theo tầng dưới cùng bắt đầu. Xin mời trận pháp đại sư bố trí siêu cường phòng hộ pháp trận, cả tòa giao dịch cao ốc chữ khác vào đồ vật lấy hằng hà ký hiệu. Thỉnh thoảng lóng lánh lấy các loại sáng bóng, có vẻ cực kỳ thần bí. Tiêu phàm dùng thiên huyễn mặt đem chính mình biến ảo thành một gã 50 tuổi khoảng chừng gì đó. Không chút nào thu hút thon gầy nam tử, mặc áo bảo xanh, dưới hàm ba tròm dâu dài, một mình một người đi tứ hải cư như vậy hình tượng chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể đem cùng kim châu thành vị kia anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng tiêu y thánh liên lạc với một khối đi tiêu phàm thậm chí ngay khí thức của mình đều làm thay đổi vẻ này thần có mặt ở khắp nơi hạo nhiên chính khí tốt lắm thu liếm mà chuyển biến thành là một loại vừa chính vừa tà khí tức tiêu phàm đeo trên người lấy không ít ma đạo pháp bảo chỉ cần kích phát trong đó một kiện một chút ma khí cường thịnh trở lại đi thu liếm thoáng một tí có thể đem khí tức của mình thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm đưa ra thông hành lệnh bài, là thứ 462 số. Cho dù hắn là cuối cùng một vị khách quý tham gia lần này giao dịch hội nguyên anh tu sĩ, cũng có gần 500 người liếu tương đương. Cứ việc đến đây tham dự y khách nhân là nhiều như thế, tứ hải cư tiếp đái lại không có nửa điểm phất lờ. Mỗi vị tham dự y nguyên anh tu sĩ, đều có chuyên gia tiếp đái thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ đều đều có lấy trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, đối nhân xử thế, nho nhã lễ độ, rõ ràng được qua thập phần chuyên nghiệp huấn luyện. Trên thực tế, vì cam đoan lại để cho mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều có xem như ở nhà cảm giác, tứ hải cư vận dụng nhân thủ, vượt xa tham dự y nguyên anh tu sĩ. Tiêu phàm đến đều xa thành hai tháng, cũng từng tham gia một ít nhỏ giao dịch hội đấu giá hội, nhưng không có cái đó một lần quy mô có thể cùng lần này đánh đồng. Thậm chí còn Kim Châu thành y thánh đại hội, cũng không có duy nhất một lần hội tụ qua nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Nam Châu đại lục trung bộ vắng đông bắc khu vực, là cả trung tâm đại lục. Phồn hoa nhất náo nhiệt nhất chỗ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Tiêu Phàm là một mình một người đến đây tham dự y, phụ trách tiếp đãi hắn thon thả thị nữ thoảng qua khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, một người tới tham gia giao dịch hội nguyên anh tu sĩ vẫn tương đối hiếm thấy đích, giống nhau đều mang lên vài tên môn nhân đệ tử muốn không phải là cùng những thứ khác nguyên anh tu sĩ kết bạn mà đến. Một mình một người hành động đích, bình thường đều là khổ tu chi sĩ. Loại người này, thường thường tính tình cổ quái, tính cách cố chấp, thật không tốt hầu hạ, động một chút lại hội tức giận. Bất quá cái kia thị nữ lập tức liền cười má lúm đồng tiền như hoa, thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần tới đón đợi tiêu phàm. Và tiền bối, bên này thỉnh. Lần này tiêu phàm đăng ký danh tự họ Lê. Tuy nhiên đều xà thành là triệu quốc đô thành nhưng đề phòng cũng không thế nào xâm nghiêm. Dù sao tại đây đã từng là vô cực môn sơn môn chỗ trên mặt đất, lại tiếp giáp hạo thiên tông, thái ất môn như vậy tiếng tăm lừng lẫy chính đạo siêu cấp lớn tông, rời xa nơi thị phi, đã muốn nhiều năm không có phát sinh qua chiến loạn rồi, nhiễm nhiên biến thành một tòa buôn bán thành thị. Như vậy thành thị, không cần đề phòng xâm nghiêm, rộng thùng thình hào khí, có thể tốt lắm hấp dẫn các nơi tu chân đồng đạo trước tới nơi này du lịch, giao dịch cho nên tiêu phàm rất dễ dàng tùy ý các thân phận của mình. Cứ việc trong thành, trên lý luận có lẽ hay là cần một mặt thông hành lệnh bài, nhưng cơ hồ có rất ít người đem quy tắc này dùng tại một gã nguyên anh tu sĩ trên người đi. Nhiều năm qua, tại đều xà thành nháo sự người có thể nói là phượng mau lân giác. Lại có ai hội ngốc núc ních chăm chú đi chấp hành những quy củ kia đâu này. Tiêu phàm tại đây tên thị nữ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới tầng cao nhất chỉ thấy tầng cao nhất giao dịch hội hội trường quy mô thật lớn, đủ có thể đủ dung nạp 2.000 tên đã ngoài khách quý. Đây là chỉ chính chủ, không kể cả những kia nguyên anh tu sĩ môn nhân đệ tử, mỗi quý báu tân đều có một mình phòng. Tầng một tầng một đích, tuần hoàn hướng lên, chừng hơn 10 tầng cao như vậy. Tiêu phàm vừa đi vào nhà này cao ốc, liền trong đó cảm nhận được rất rõ ràng không gian chi lực. Nhà này giao dịch cao ốc, bị đại năng người dùng không gian chi lực cải tạo qua mỗi một cái gian phòng đều là độc lập đích, lẫn nhau trong lúc đó không hề liên quan. Trừ không gian chi lực, tiêu phàm còn cảm ứng được rõ ràng cấm chế che đậy, tham dự y tu sĩ không thể lẫn nhau nhìn xem. Tự nhiên, như vậy che đậy sẽ không quá cường, nếu có người cưỡng ép hiếp dùng thần niệm chi lực nhìn trộm lời mà nói, loại trình độ này cấm chế che đậy nhất định là che không thể che hết đích. Chỉ là đều là nguyên anh tu sĩ, như không phải tất yếu, ai sẽ làm ra lớn như vậy đại đắc tội với người cử động. Tại đây cài đặt hơn 2.000 cái ghế lô, lại một điểm không để cho người chen chúc cảm giác, càng không lộ vẻ lộn xộn, ngược lại hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, đủ thấy người thiết kế công lực. Thon thả thị nữ dẫn dắt tiêu phàm tiến vào 462 số ghế lô. Cái này đương lúc, cả hội trường đã muốn phi thường náo nhiệt, không ít ghế lô đều sáng lên nhu hòa nguyệt quang thạch hào quang, có thể thấy được đã có khách nhân nhập chú liễu tương đương. Tiêu phàm thô thô nhìn lướt qua, chỉ thấy như vậy sáng lên hào quang ghế lô đã có năm sáu cái nhiều. Một ít lẫn nhau quen thuộc Nguyên Anh tu sĩ, đang tại nói chuyện với nhau, trong hội trường khắp nơi đều là ong 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 nói nhỏ thanh âm. Càng như vậy, tiêu phàm đảo càng là đầy cõi lòng tin tưởng. Tham dự hội nghị Nguyên Anh tu sĩ càng nhiều, hắn gom góp tài liệu khả năng lại càng lớn, thì ý nghĩa bọn hắn đi khanh vân châu thiên hay cung tổng đàn thời điểm, hệ số an toàn cao hơn một chút. Và tiền bối, xin hỏi tiền bối trước kia đã tham gia chúng ta tứ hải cư giao dịch hội sao? Vì tiêu phàm dâng linh quả trà thơm về sau, thon thả thị nữ nhẹ nhàng một cái vạn phúc, nũng nịu nói ra. Và có, cái này là lần đầu tiên, có những thứ gì quy tắc, cho ta giải nói một chút ra. Tiêu phàm vuốt vuốt dưới hàm dâu ngắn, không mặn không nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh, không mang theo một điểm dáng tươi cười. Đã giả trang là một gã độc hành tu sĩ, Mỗi tiếng nói cử động đều muốn phù hợp thân phận của mình. Quá tao nhã rồi, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, lệnh người ta nghi ngờ. Và thon thả thị nữ lại là vén áo thi lễ, cái này mới bắt đầu giới thiệu giao dịch hội quy tắc. Ngược lại cùng mặt khác giao dịch hội quy tắc đại đồng tiểu dị, bất quá bất đồng duy nhất chính là, Tiêu Phàm cũng không nghe được, không được tại giao dịch hội hiện trường nháo sự, quy tắc. Nói cách khác, Tứ Hải Cư có đầy đủ tự tin tuyệt đối sẽ không có người ở giao dịch hội hiện trường nháo sự đích. Nghe nói tứ hải cư đại trưởng quý thân mình tự một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cái này tại những thành thị khác quả thực chính là nghe rợn cả người. Một nhà cửa hàng đại trưởng quý, rõ ràng sẽ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Châu thành bảy đại tông môn, lại nói tiếp huy phong hiển hách, đứng đầu, lãnh tụ, bầy xây, cũng không có một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, thậm chí cả hoác sơn quốc, đều chỉ có Vũ Văn Chu như vậy một vị đại tu sĩ mà thôi. Vắng vẻ chi địa tu chân tông môn thực lực, cùng đại triệu quốc đô thành như vậy địa phương, thật sự vô pháp đánh đồng. Tuy nhiên tại đây phòng đều có che đậy thần thức, ngăn cách điều tra cấm chế, nhưng nhất tới gần chủ chỗ vị trí phía trước mấy cái trong dạp, lại lộ ra một cổ khó có thể áp chế cường đại khí tức, tiêu phàm thần niệm cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ, hơn nữa trong khoảng thời gian này ngày ngày cùng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên hệ, tự nhiên có thể cảm ứng được những này trong dạp chủ nhân, đều đều có lấy đại tu sĩ khủng bố tu vi. Một nhà cửa hàng tổ chức mỗi năm một lần giao dịch hội, rõ ràng có thể hấp dẫn vài vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến đây, lan truyền đi ra ngoài, cũng cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục không thôi liễu tương đương. Ở chỗ này nháo sự, thật đúng là đã cần đảm lược, lại cần thực lực. Lặng lặng yên nghe xong thon thả thị nữ giải thích, tiêu phàm có chút vuốt cằm, lập tức khoát tay áo, mí mắt cũng không dơ lên xuống. Cái kia thị nữ vén áo thi lễ, liền là thối lui ra khỏi ghế lô, nhưng lại không đi xa, ngay tại bên ngoài dạp bên cạnh đứng hầu, tùy thời chuẩn bị nghe theo tiêu phàm triệu hoán. Theo thời gian chuyển rời, hội trường càng thêm náo nhiệt lên, không ít ghế lô thứ tự sáng lên hào quang, lại có không ít nguyên anh tu sĩ lục tục tham dự hội nghị. Đợi cho giao dịch hội sắp chính thức thủy chi lúc, trong hội trường đã có vượt qua siêu quá nửa ghế lô sáng lên nguyệt quang thạch nhu hòa quang mang, Nói cách khác, khoảng chừng vượt qua một ngàn tên nguyên anh tu sĩ tham gia lần này giao dịch đại hội. Một ngàn tên nguyên anh tu sĩ. Đặt tại địa phương khác, mấy cái chữ này thật sao vô pháp tưởng tượng. Ngay tiêu phàm cũng âm thầm quất ngụm khí lạnh. liền vào lúc này, một hồi ồn ào chi tiếng vang lên, chỉ thấy hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ tại vài tên thị nữ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới hội trường nhất trung tâm. Trước một người, mặc màu đỏ tía sắc đoàn hoa cẩm bào, đầu đội phát triển chân khăn vấn đầu, mặt béo tròn vẻ mặt tươi cười, cùng phàm tục thế giới những kia viên ngoại giống nhau, thập phần hòa khí. Người này vừa xuất hiện, lập tức tự có không ít nguyên anh tu sĩ tranh nhau cùng hắn chào hỏi. Và huynh, và lão bản phát tài. Tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút. Này vị diện bao quanh giống như ông nhà giàu, mang lão bản, dĩ nhiên là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nên vậy thì ra là trong truyền thuyết vị kia tứ hải cư đại trưởng quỹ liếu tương đương đồn đãi dĩ nhiên là thật sự. chương 1079 Thượng Cổ Di Trì Vị này mang đại trưởng quý tựa hồ có phần có nhân duyên, không ngừng cười ha hả mà cùng người chào hỏi. Tiêu phàm thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện hắn tuy nhiên cùng vài người làm trả lời, nhưng ánh mắt cũng tại cơ hồ tất cả cùng hắn bắt chuyện qua mặt người ăn nằm ở một lần, hơn nữa mỉm cười thăm hỏi, khiến cái này cùng hắn bắt chuyện qua mọi người có thể thanh sở địa cảm giác được, mang đại trưởng quỹ nghe được chính mình mời đến, còn làm ra đáp lại, lập tức từng cái cùng hắn ánh mắt chống lại qua người đều cảm thấy hết sức cao hứng như tắm gió xuân tiêu phàm không khỏi có chút cảm khái quả nhiên là đại thế giới không thiếu cái lạ cũng không phải là mỗi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều là cao cao tại thượng ngạo khí phi phàm đích ít nhất vị này mang đại trưởng quỹ cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn dưới mắt những này biểu hiện người này là là trời sinh người làm ăn khó trách tứ hải cư có thể làm cho tới hôm nay lớn như vậy quy mô, thật sự là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều như vậy một vị thương nhân, rõ ràng cũng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Có thể thấy được tu chân chi đạo, chưa từng ý đã định, đều có các duyên pháp. Thật vất vả, mang trưởng quầy cùng những kia đồng đạo đám bọn họ đánh xong mời đến, lúc này mới tại chủ tịch trên đài đứng lại rồi, mặt khác hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ thì tại phía sau của hắn đứng thành một hàng. Cái này hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, nhiều hơn phân nửa là nguyên anh trung kỳ tu vi, nửa số là nguyên anh sơ kỳ. Bất quá giờ phút này bọn hắn ra hiện tại mang trưởng quầy bên người, rất không là bởi vì bọn hắn tu vi. Bọn hắn chính là lần này. Giao dịch hội tất cả cái giai đoạn người chủ trì, trong đó nên vậy còn có mấy vị thâm niên, giám định sư, đây đều là từng giao dịch hội phải có người vật. Mang trưởng quầy cười ha hả nói một phen lời dạo đầu, tràn đầy giang hồ khí tức. Loại lời này, ở đây mọi người tự nhiên đều là nghe quen đích. Chỉ để ý ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cho đủ vị này hậu kỳ đại tu sĩ thể diện. Bất quá mang trưởng quầy tự mình chủ trì giao dịch này hội. Tự cũng sẽ không tất cả đều là lời khách sáo, còn phải móc ra một ít thật sự mấy cái gì đó. Đợi mọi người trầm trồ khen ngợi thanh âm thoảng qua dẹp loạn một điểm, mang đại trưởng quỹ bao quanh tròn trên mặt hiện lên một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười, nói ra, đoạn thời gian trước, chắc hẳn không ít đạo hữu đều nghe nói qua, mang nào đó ra chuyến xa nhà. Bất quá, mang nào đó rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì đi, đi nơi nào, lại muốn thỉnh tất cả người bạn tốt đoán thượng một đoán. Lời còn chưa dứt, cách chủ tịch đài gần đây nào đó trong dạp đã muốn vang lên một cái rất không kiên nhẫn thanh âm. Và mang, biệt đừng ra vẻ thần bí rồi, nói mau, người đang ở đây cái kia thượng cổ di chỉ bên trong, rốt cuộc tìm được rồi cái gì. Nghe cơn tức này, chẳng những cùng mang trưởng quầy cực thuộc, hơn nữa cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Điểm này, theo cái kia chút nào cũng không giấu giếm trong hơi thở cũng có thể dòm biết một hai. Và hắc, hạ hầu huynh cái này gấp gáp tật xấu. Mấy trăm năm rồi, tổng cũng không đổi được, mang trưởng quầy đối với cái này người mạo phạm không chút phật lòng, cười ha hả nói, không tệ, mang nào đó xác thực cùng mấy vị hảo hữu cùng đi phương Bắc Hưng Thịnh Quốc. Tại đó tìm được rồi một chỗ thượng cổ di trì và thượng cổ di chỉ, tìm được rồi cái gì? Và hưng thịnh quốc, đây không phải là nguyên linh dạy khống chế địa phương sao? Mang trưởng quầy dám đi vào trong đó, không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ, rất lợi hại. Lá gan ghê gớm thật. Lời nói này lập tức tự dẫn phát rồi từng đợt sợ hãi thán phục. Nguyên linh dạy tuy nhiên không phải thập đại ma đạo tông môn bên trong đối với chính đạo tu sĩ nhất phản cảm giáo phái, nhưng đối với chính đạo tu sĩ cũng tuyệt đối không chào đón thực tế khi bọn hắn khống chế địa phương chính đạo tu sĩ ra vào đều đã bị nhất định hạn chế đương nhiên hôm nay là thái bình thời kỳ chính ma trong lúc đó cũng không phát sinh đại chiến đảo cũng không trở thành chứng kiến chính đạo tu sĩ muốn chu sát thật giống như đều xa thành ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít ma đạo tu sĩ qua lại chỉ cần tuân thủ trong thành quy củ không hại người đều xa thành chấp pháp đội cũng sẽ không đem những này ma đạo tu sĩ như thế nào đây thật ra là giao dịch cần Tổng có một chút vật phẩm, phải theo Ma đạo tông môn khống chế khu cùng quốc gia lưu thông đến nơi đây, chính đạo tông môn khống chế quốc gia cũng có chút vật phẩm muốn vận đến Ma đạo tông môn trên địa bàn đi tiêu thụ, cái này gọi là cùng có lợi hỗ huệ. Nếu thật là hoàn toàn cấm tiệt rồi, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Nhưng chỉ là việc buôn bán, mang trưởng quầy bọn hắn nhưng lại xâm nhập đến nguyên linh dạy khống chế quốc gia đi móc bảo, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Và hắc Đái huynh đúng vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thiên hạ nơi nào đi không được. Cũng có nhiều người không cho là đúng. Bình thường mà nói, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại đây thế giới không nói là không đâu địch nổi, thật muốn làm bị thương bọn hắn, cũng tuyệt không dễ dàng. Nói như vậy, chỉ cần những kia thần long thấy đầu không thấy đuôi ngộ linh kỳ tiền bối cao nhân, không theo liền ra tay lời mà nói, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tự cũng không gặp được quá lớn nguy hiểm thiên hay tiên tử như vậy bị vài tên cùng giai đại tu sĩ cùng một đống nguyên anh tu sĩ đuổi giết tình hình tự nhiên là ngoại lệ. Và quả là một trọi một giao thủ, đái huynh tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng này nguyên linh dạy vu đạo thần thông, nhưng bây giờ quỷ dị, không nghĩ qua là tự lấy bọn hắn đạo nhi. Lập tức lại có người phản bác. Đối với mấy cái này nghị luận, mang trưởng quầy đương làm nghe không được, vừa cười vừa nói, chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, mà lại cho mang nào đó bán cái cái nút chỗ hấp dẫn. Bất quá mang nào đó hướng mọi người cam đoan, ở đằng kia thượng cổ di chỉ bên trong tìm được vài món bảo vật, mang nào đó tuyệt không tự chân, tại đây giao dịch hội thượng khẳng định khiến chúng nó cùng chư vị đạo hữu gặp mặt, như thế nào. Không dối gạt chư vị nói, thật là có mấy thứ thú vị ý, ha ha ha. Nghe mang trưởng quầy vừa nói như vậy, ngay tiêu phàm đều nhịn không được bị treo lên khẩu vị, ngay một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng than thở có ra bảo vật, khẳng định có chỗ độc đáo của nó, tuyệt không tầm thường. Đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì không giống bình thường thứ tốt. Đều xa thành tuy lớn, tiêu phàm hai tháng này thu hoạch lại cũng không quá nhiều. Bất quá tiêu phàm phát hiện, yêu thú tài liệu cùng động vật biển tài liệu, tại đều xa thành phường thì càng thêm đáng giá, giá cả nếu so với kim châu thành cao hơn hai ba thành. Này cũng cũng thập phần bình thường, dù sao đều xa thành cách Kim Châu thành quá xa xôi rồi, bỏ qua một bên đắt đỏ truyền tống phí tổn không nói, trên đường phong hiểm cũng phi thường lớn. Theo hàng tỷ ở phía trong bên ngoài Kim Châu Thành đem những tài liệu này đưa đều xà thành, không bán cái giá tốt, chẳng phải là thiếu thiệt thòi cay gắt. Tại tới tham gia giao dịch này hội trước kia, tiêu phàm bất động thanh sắc mà xuất thủ một đám động vật biển tài liệu, đều là theo lực lão quái bọn người chữ vật vòng tay ở phía trong móc ra đích, cùng nhau một số lớn linh thạch. Đương nhiên, vì thận trọng để tiêu phàm nhiều chạy hơn 10 cửa tiệm phố, một chút bán hàng, tận lực không làm cho bất luận kẻ nào chú ý cùng hoài nghi. Mang trưởng quầy lại khai báo vài câu tràng diện lời nói, liền là tuyên bố giao dịch hội chính thức bắt đầu. Tứ hải cư tổ chức như vậy giao dịch hội sớm đã quen việc dễ làm, vừa lên đến tự bày ra vài dạng bảo vật tiến hành đấu giá, trong đó thậm chí còn xuất hiện một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo, lập tức liền nhấc lên một cái nho nhỏ sao sao, hội trường hào khí lập tức bị dẫn đắc bay bổng lên tiêu phàm chỉ là uống trà, mỉm cười cho chính mình phải cần vật phẩm xuất hiện. Có hơn một ngàn nguyên anh tu sĩ tham gia giao dịch hội, đấu giá quá trình nhất định là rất dài dòng buồn chán, cùng tiêu phàm từng tại phàm tục thế giới kinh nghiệm cái kia chút ít giao dịch hội đấu giá hội, có bản chất bất đồng. Như vậy khổng lồ giao dịch hội, một thập sư thiên đều thập phần bình thường. Hơn nữa là chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối đích. Đều là chút ít nguyên anh lão quái, cái nào bế quan ngồi xuống không phải động một chút lại mấy tháng thậm chí vài năm vài chục năm, chính là hơn 10 ánh nắng cảnh, được coi là cái gì. Chút nào cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Giống như tiêu phàm sở liệu, tại lớn như vậy hình giao dịch hội thường, quả nhiên xuất hiện mà hắn cần vài loại tài liệu, tiêu phàm không chút khách khí, lập tức ra tay, từng ngụm tăng giá, con mắt cũng không nháy xuống. Hắn cái này tài đại khí thô tiền nhiều như nước tư thế, thật đúng là dọa sợ không ít người, cuối cùng nhất đều tự động buông tha cho cùng hắn tranh đoạt, lại để cho hắn đã được như nguyện. Bất quá tiêu phàm tuân thủ nghiêm ngặt lấy một đầu nguyên tắc, chính là đối với thiên hay tiên tử cần thiết tài liệu ra tay, mặt khác bảo vật dù cho, cũng cưỡng ép hiếp khắc chế chính mình sao sao, không tham dự cạnh tranh. Tránh khỏi danh tiếng quá kinh, sức lực làm cho người ta chú mục. Phải nói, tiêu phàm cẩn thận có lẽ hay là rất có tất yếu đích, cũng quả thật có hiệu quả, không người chú ý tới hắn. Phàm là sự tình đều có ngoại lệ. mắt thấy đấu giá muốn chuẩn bị kết thúc, gần phía trước một cái ghế lô ở phía trong bỗng nhiên truyền ra một cái âm hiểm thanh âm kêu lên, mang đại trưởng quỹ, các người ở đằng kia thượng cổ di chỉ ở phía trong rốt cuộc tìm được rồi cái gì bảo vật, bây giờ còn không lấy ra sao? Tiểu đệ đúng vậy nghe nói, các người tìm được rồi một con thuyền thượng cổ phong vũ tộc to lớn tàu cao tốc, có phải là thật hay không có vật ấy a hát. Ngữ khí nghe đi lên có chút không nhịn được. Tiêu Phàm nhớ rõ cái thanh âm này cơ hồ chưa bao giờ tham dự qua đấu giá, cũng không biết hắn là hoàn toàn chướng mắt phía trước các loại vật phẩm, vẫn là cùng hắn, đối với đặc biệt vật phẩm ra tay. Hiện tại xem ra, người này nhớ thương đích, nên vậy chính là chỗ này chiếc thượng cổ phong vũ tộc tàu cao tốc liễu tương đương. Thời kỳ thượng cổ phong vũ tộc, tiêu phàm tại một bản cổ tịch bên trong nhìn thấy qua tương quan ghi lại, bất quá nói không tỉ mỉ, chỉ là có giải rác mấy trăm chữ giới thiệu sơ lược. Nghe nói gió này vũ tộc là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cùng phong vô tinh linh thông hôn mà sinh sôi nảy nở một cái nửa người nửa yêu chủng tộc, đã có phong vô tộc am hiểu phi hành thiên phú, lại có nhân tộc am hiểu học tập hiểu biết mới thức truyền thừa, thời kỳ thượng cổ, từng tại Nam Châu Đại Lục phía Bắc rừng sâu núi thảm bên trong cuộc sống qua tương đối dài một thời gian ngắn, về sau tại vài ngàn năm lúc trước lần giới diện đại chiến ở bên trong, chịu khổ diệt tộc. Lần kia giới diện đại chiến chi thảm thiết là không tiền khoáng hậu đích, có vô số chủng tộc ở đằng kia lần đại chiến trung triệt để diệt tộc, trôn vùi tại lịch sử trường trong sông, không có kích khởi mảy may rung động, tự giống như phong vũ tộc như vậy, yên lặng mà biến mất, chỉ ở sách cổ bên trong lưu lại mấy trăm chữ mơ hồ ghi chép. Không nghĩ tới mang trưởng quầy bọn hắn lần này khai quật đích, dĩ nhiên là phong vũ tộc di chỉ. Mang trưởng quầy ha ha cười một tiếng, nói ra, nguyên lai like là tiễn hiền đệ, hiền đệ tốt linh mẫn tin tức a hát, ngay phong vũ tộc tàu cao tốc người cũng biết, ha ha, tiễn hiền đệ không cần nóng vội người muốn nhìn qua cái kia chiếc tàu cao tốc lập tức sẽ lộ diện, nhất định sẽ không để cho hiền đệ thất vọng đích. Nghe đi lên, mang trưởng quầy đối với cái này người thập phần khách khí, không phải cái loại này mặt mũi công phu, thật sự đem người này trở thành một cái nhân vật. Theo cái kia ghế lô không che giấu chút nào khí thức đến xem, vị này tiến tính tu sĩ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Và rất tốt, không nghĩ tới thực sự như vậy gì đó, tiến nào đó nhất định sẽ đem hắn chụp được đến đích. Tiến tính tu sĩ cười hắc hắc, đỉnh đạp nói. Hiện trường hơn một ngàn nguyên anh tu sĩ, không có bất kỳ người đối với hắn lời này đưa ra nghi vấn, xem ra người này quả thực có chút uy danh, mặt khác cùng giai tu sĩ, đơn giản không muốn cùng hắn kết thù kết oán. Trường 1080 phong vũ tàu cao tốc. Quả nhiên, không lâu về sau áp trục bảo vật đấu giá, tự xuất hiện tiến tính tu sĩ muốn gặp được cái kia chiếc phong vũ tộc tàu cao tốc. Đấu giá hội đã qua suốt 6 ngày, đây đã là cuối cùng một lớp áp trục bảo vật đấu giá vì điều tiết giao dịch hội hào khí tứ hải cư đem chọn cái đấu giá quá trình chia làm nhiều cái đoạn từng cái giai đoạn đều có áp trục bảo vật xuất hiện mà chính thức một vòng cuối cùng áp trục bảo vật tự nhiên so lúc trước xuất hiện cái kia chút ít áp trục bảo vật càng thêm quý trọng mang trưởng quầy tự thân xuất mã làm cái này một vòng cuối cùng đấu giá sư và vị đạo hiếu lần này cần đấu giá đích chính là tiến đạo hiếu lúc trước nói đến qua cái kia chiếc tàu cao tốc Hắc hắc, lại nói tiếp, phong vô tộc năm đó tuy nhiên không phải uy danh truyền xa siêu cấp lớn tộc, nhân khẩu thật cũng không thiếu, tại Bắc Minh chi địa, được coi là là trung đẳng chủng tộc. Thực tế tại phong độn thuật phương diện, có cực cao tạo nghệ, luyện khí thuật thượng tạo nghệ cũng không thấp. Điển tịch ghi lại, thời kỳ thượng cổ, phong vô tộc chế tạo to lớn tàu cao tốc cùng siêu đại hình chiến thuyền, danh chấn Bắc Minh chi địa. Tại giới diện đại trong chiến đấu, nổi lên rất lớn tác dụng. Nếu không có như thế, phòng vũ tộc cũng sẽ không bị giới diện khác ma tu ghen ghét, đưa tới diệt tổ họa. Mang trưởng quầy đi lên làm cái tứ phương ấp, cao giọng nói ra, lập tức khoát tay chặn lại. Hắn đứng phía sau một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lập tức bước nhanh đến phía trước, run lên ống tay áo, một vòng lục oánh oánh sáng giỏi, di động hiện ra. Ở đây đều là nguyên anh lão quái, ánh mắt lợi hại đắc rất, liếc thấy đi ra, cái này bôi lục oánh oánh sáng giỏi, chính là một con thuyền nho nhỏ tàu cao tốc, ước chừng dài vài tấc đoạn, hai thốn chiều cao, toàn thân dùng màu xanh biếc ngọc thạch điêu khắc mà thành, kiểu dáng phong cách cổ xưa, chạm trổ tinh mỹ. Tên kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào đến nho nhỏ phi trong đò. Cái này tàu cao tốc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu lớn lên, một lát trong lúc đó. Liền hóa thành một con thuyền dài đến hơn 10 trượng, cao tới 3-4 trượng tàu cao tốc, toàn thân lóng lánh lấy lục oánh oánh sáng bóng, tàu cao tốc mặt ngoài chữ khắc vào đồ vật lấy cực kỳ phong cách cổ xưa ký hiệu, có vẻ thập phần thần bí. Trong chốc lát, một cổ đặc biệt không gian chấn động, tại đấu giá hội sân có chút vặn vẹo. Mang trưởng quầy mỉm cười nói, hội trường quá nhỏ, tự tạm thời cho chư vị biểu thị đến nơi đây. Theo mang nào đó bọn người nhiều lần nghiên cứu, đây đúng là năm đó phong vô tộc còn sót lại trung đẳng tàu cao tốc. Lớn nhất thời điểm, có thể dài đến hơn 30 trượng, đồng thời dung nạp hơn trăm người, ngược lại thực dụng đắc vô cùng. Và huynh, như vậy có thể dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc, không từ mà biệt địa phương, chúng ta đều xà thành có thể chế tạo được đi ra. Cần gì phải muốn đi khai quật phong vũ tộc di chỉ. Mang trưởng quầy nói còn chưa dứt lời, cái kia tiến tính tu sĩ lại không thể chờ đợi được mà mở miệng, tràn đầy nghi hoặc ý. Luyện chế phi hành pháp khí cùng pháp bảo, tại tu chân giới cực kỳ thông thường, hào không gì lạ, không chỉ nói dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc coi như là dung nạp hơn ngàn người tàu cao tốc cũng không phải chế cái này màu xanh biết tàu cao tốc nhìn về phía trên cũng không có gì kỳ lạ chỗ và hắc tiễn hiền đệ có thể dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc đều xa thành là có thể chế tạo nhưng cái này tàu cao tốc không chỉ có riêng chỉ là đại mà thôi tại phòng vô tộc di chỉ chúng ta tổng cộng tìm được rồi ba chiếc tàu cao tốc chỉ có cái này một con thuyền bảo tồn đắc nhất nguyên vẹn mang nào đó bọn người lược gia tăng chữa trị. Có thể bình thường sử dụng, cái này tàu cao tốc kỳ lạ chỗ, có lẽ hay là không ít nick Phong vũ tộc là phong vô tinh linh cùng nhân tộc cộng đồng hậu đại, đối với phong độn thuật nghiên cứu có độc đáo bí mật. Chỗ chế tạo tàu cao tốc, tự chiếc cụ có một chút ẩn nấp công hiệu. Tuy nhiên không thể nói có thể hoàn toàn làm được theo gió dấu hình, thực sự kém không xa. Mang trưởng quầy bất từ bất tật nói, tựa hồ đối với cái này bảo vật có phần có lòng tin tiến tính tu sĩ như trước có chút lơ đánh, nói ra, đái huynh, gần kề chỉ là một điểm ẩn nấp chi năng, cũng không coi là nhiều sao kỳ lạ. Cốc huynh, ta nhớ được các người phi thiên các chế tạo tàu cao tốc, thì có như vậy công hiệu A. Cuối cùng những lời này, nếu không phải đối với mang trưởng quầy nói. Và hắc, tiễn huynh nói không sai, tệ số chế tạo tàu cao tốc, quả thật có như vậy công năng. Cách đó không xa một cái ghế lô bên trong, vang lên một người trung niên nam tử trả lời thanh âm, ngữ khí hơi ngạo nghễ vị này nên vậy chính là tiến tính tu sĩ trong miệng nói phi thiên các cốc huynh liếu tương đương tiêu phàm tại đều xà thành hai tháng cơ hồ đi khắp trong thành phường thị đối với phi thiên các cũng là sớm có nghe thấy cái này phi thiên các tại đều xà thành cũng là số một luyện khí cửa hàng chỉ có điều phi thiên các chuyên chú tại các loại phi hành pháp khí chế tạo không rèn hắn hắn pháp bảo đối với phi hành bảo vật tiêu phàm tạm thời không cần cũng sẽ không có tiến đến phi thiên các bái phỏng. Mang trưởng quầy mỉm cười hỏi ngược lại, nhưng không biết cốc hiền đệ chế tạo tàu cao tốc, Độn nhanh chóng như thế nào. Họ cốc tu sĩ vừa cười vừa nói, tệ số chế tạo tàu cao tốc, đái huynh cũng không phải chưa thấy qua, làm gì nhiều lần vừa hỏi. Tượng đái huynh hiện tại biểu hiện ra loại này trung đẳng tàu cao tốc, nếu như là do tệ số chế tạo, toàn lực phi đột, nên vậy không tại tầm thường trong kim đan hậu kỳ tu sĩ Độn nhanh chóng phía dưới. Hơn nữa tệ số chế tạo tàu cao tốc, tương đối mà nói, có lẽ hay là rất tiết kiệm linh thạch đích. Cái này họ cốc tu sĩ không hổ là cái khôn khéo người làm ăn, vậy mà tùy thời vì chính mình cửa hàng đã khởi quảng cáo. Và trong kim đan hậu kỳ tu sĩ độn nhanh chóng, cái kia coi như là rất nhanh liễu tương đương. Bất quá cái này chiếc phong vô tộc tàu cao tốc, mang nào đó tự mình khảo nghiệm qua, toàn lực phi độn, coi như là mang nào đó đuổi theo bắt đầu đứng dậy, cũng có chút cố hết sức. Và sao? Và không có khả năng. Và vui đùa ha. À. Và huynh, người đang ở đây trêu chọc chúng ta không được. Mang trưởng quầy lời còn chưa dứt, từng đợt kinh hô thanh âm liền liên tiếp địa chấn vang lên, lập tức cả hội trường tự phản phất mở nổi giống nhau, ẩm ý không chịu nổi. Cần biết mang trưởng quầy chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù hắn tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng không dùng đột nhanh chóng tăng trưởng, nhưng cái này cảnh giới còn tại đó nếu như nói ngay hắn đều đuổi không kịp cái này chiếc tàu cao tốc, đây chẳng phải là nói cái này tàu cao tốc độn nhanh chóng vậy mà có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai. Đoạn không lần này lý. Như vậy nghịch thiên phi hành pháp bảo, không chỉ nói thấy những điều chưa hề thấy, quả thực chính là văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Đây không phải hay nói dỡn sao. Mang trưởng quầy cho phép đoàn người tiếng chói tai tạp tạp mà náo loạn một hồi, lúc này mới cười tủm tỉm nói, chư vị, mang nào đó tuy nhiên bất tài, nếu thật là ngay một con thuyền tàu cao tốc đều đuổi không kịp, dĩ nhiên là là chê cười. Thực nếu như thế, năm đó phong vô tộc lại làm sao có thể diệt tộc. Bất quá căn cứ mang nào đó khảo thí, cái này tàu cao tốc nếu như toàn lực phi đột, tầm thường nguyên anh sơ kỳ đồng đạo, muốn muốn đuổi kịp hắn, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy nhỉ Và cũng đã phi thường khó lường liễu tương đương. Lúc này lại có người nói đạo, tấm tắc tán thưởng không thôi họ cốc tu sĩ không chút khách khí mà hỏi thăm, đái huynh, người không có trêu chọc tiểu đệ A. À. Một con thuyền tàu cao tốc thậm chí ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ đồng đạo đều truy cản không nổi. Chớ không phải là do đái huynh người vị này đại tu sĩ tự mình đem ra sử dụng hay sao? Hắn phi thiên các này đây chế tạo phi hành pháp bảo nổi tiếng đích, hiện nay mang trưởng quầy vậy mà làm một con thuyền như vậy nghịch thiên tàu cao tốc đi ra đấu giá, đây không phải là nói rõ nền hắn phi thiên các chiêu bài sao? có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mang trưởng quầy mỉm cười nói, hắc hắc, nói ra cốc hiền đệ khả năng không dám tin, lúc ấy điều khiển cái này chiếc tàu cao tốc đích, chính là là một gã kim đan kỳ đệ tử, bất quá kim đan sơ kỳ cảnh giới. Nếu như do Nguyên Anh kỳ đồng đạo đến điều khiển, độn nhanh chóng cực nhanh, có cái gì nhưng khoe khoang hay sao? Và khả năng, họ cốc tu sĩ quả quyết nói ra, ngữ khí đã muốn có chút tức giận chỉ là e ngại mang trưởng quầy hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi, cái này mới không có tại chỗ trở mặt. Mọi người đều biết, to lớn phi hành pháp bảo cố nhiên là do linh thạch đến đem ra sử dụng đích, nhưng người điều khiển thân mình cảnh giới cao thấp, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến phi hành pháp bảo độn nhanh chóng. Người điều khiển tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, phi hành pháp bảo độn nhanh chóng tự nhiên càng nhanh, cái này là chuyện đương nhiên. Nhưng nhiều năm trước tới nay, to lớn phi hành pháp bảo bình thường cực hạn độn nhanh chóng bình thường đều cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ phi độn tốc độ không sai biệt lắm. Muốn càng tiến một bước, vượt qua cái này cực hạn, vậy thì thật không đơn giản liễu tương đương. Thường dùng nhất phương pháp xử lý chính là giảm bớt phi hành pháp bảo nhỏ, đổi dùng rất cao dai linh thạch, do cao tu vi tu sĩ đến điều khiển tàu cao tốc. Hiện tại mang trưởng quầy lại nói cho hắn biết, một gã kim đan sơ kỳ đệ tử điều khiển cái này chiếc tàu cao tốc, lại có thể đuổi thượng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phi độn tốc độ. Đây quả thực là vẽ mặt. Không đúng, không chỉ là vẽ mặt, là trêu chọc hắn. Trêu chọc cả Phi Thiên Các. Mang trưởng quầy trên mặt như chiếc treo mỉm cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên phong duệ bắt đầu đứng dậy, chậm rãi nói ra, cái này tàu cao tốc là do mang nào đó tự mình khảo nghiệm qua đích, Chư vị cũng biết mang nào đó làm người, mấy trăm năm qua, mua bán giao dịch coi như công đạo. Cốc Đạo hữu nếu không phải chịu tin tưởng, đợi tí nữa không ngại đem cái này chiếc tàu cao tốc chụp được đến mang về chính mình nghiệm chứng thoáng một tí, nhìn xem mang nào đó phải trăng hư nói khi dễ. Chút bất chi bất giác, cốc hiền đệ biến thành cốc đạo hiếu. Họ cốc tu sĩ thoáng cái tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình thật sự không nên đang tại đoàn người mặt, nghi vấn một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Người ai không thèm để ý cái thể diện. Lúc này ha ha cười một tiếng, thay đổi một loại ngữ khí, nói ra là tiểu đệ nhất thời nói lỡ rồi, thỉnh đái huynh thứ lỗi mang trưởng quầy trong đôi mắt sạch bong thu vào, mỉm cười nói, ha ha, cốc hiền đệ nói quá lời, mang nào đó gì trách tội chi có. Và huynh, ngươi là nói, bất luận cái gì một vị kim đan tu sĩ điều khiển cái này tàu cao tốc, đều có thể có nguyên anh kỳ độn nhanh chóng. Tiến tính tu sĩ lại không để ý tới hội bọn hắn ở giữa lục đục với nhau, nhanh hỏi tiếp. Và thực như thế, mang nào đó lại để cho vài vị kim đan kỳ đệ tử đô thử qua, chỉ cần cho cái này tàu cao tốc cài đặt 5-6 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, bất luận cái gì một vị kim đan sơ kỳ đệ tử, đều có thể khống chế hắn đạt tới cực cao độn nhanh chóng. Và, và 6 khỏa đẳng cấp cao linh thạch. Và đây không phải trêu chọc người sao, ai hội hào phóng như vậy. Mang trưởng quầy lời mà nói, lập tức lại đưa tới một hồi nghị thanh âm, bất quá lần này, lại không còn là sợ hãi thán phục, mà là chửi rủa Nói đùa gì vậy A Hát, Đẳng cấp cao linh thạch tại thoi ma giới thấp như vậy đợi giới diện, chính là là chân chính bảo vật, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có tại tinh thuần nhất linh mạch mỏ ở phía trong, đại lượng trung giai linh thạch bên trong, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một khỏa hai khỏa đẳng cấp cao linh thạch. Đang ngồi hơn ngàn tên nguyên anh tu sĩ, cũng không thấy biết dùng người mọi người góp nhặt đẳng cấp cao linh thạch. Một khỏa đẳng cấp cao linh thạch ít nhất tương đương với hơn vạn khỏa cấp thấp linh thạch, chính là quan trọng hơn trước mắt rất nhanh bổ sung linh lực chuẩn bị vật. Có đôi khi, cái này thậm chí đang mang sinh tử. Ai hội dùng để điều khiển tàu cao tốc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1080.